MC Thanh Show Audio Chuyện hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ Ra Đều Video phục vụ mọi người nhé. Sau đây mời quý khán giả cùng nghe chuyện Chiến Thần Bất Tử tập 279. Diệp Tiểu Hữu, ngươi cảm thấy chuyện này có thể thành công hay không? Cao hứng về cao hứng, Hồ Tôn trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm, ngưng thanh hỏi hướng Diệp Trần. Diệp Trần lắc đầu, trả lời, nên làm, chúng ta đều làm. Nên nói, chúng ta cũng đã nói, cuối cùng là không có thể thành, quyền quyết định cũng không tại chúng ta. Nghe vậy, Hồ Tôn khẽ thở dài một tiếng. Chính xác như Lá Trần nói tới, bọn hắn làm chính mình có khả năng làm hết thảy. Nhưng, quyền quyết định cuối cùng không còn trong tay của bọn hắn. Vốn là nàng cho là, chính mình đem hết thảy sự việc nói rõ ràng, thần ma nhất tộc chắc chắn suy tư nhiều hơn, dù là không có lập tức đồng ý, cũng không mâu thuẫn mãnh liệt. Nhưng không ngờ, ma bộ hai vị lão tổ, phản ứng kịch liệt như thế. Cuối cùng, nhượng Diệp Trần không thể không sử xuất tối hậu nhất chiêu, nhượng vũ tổ uy áp tới chấn nhiếp bọn hắn. Nếu như ngay cả một chiêu này đều vô dụng, chuyện này hơn phân nửa là vô vọng. Tiền bối ngược lại cũng không cần như vậy bi quan, gặp Hồ Tôn thần sắc rơi xuống, Diệp Trần cười an ủi, tuy cuối cùng chúng ta không thể không vận dụng vũ tổ uy áp, nhưng hiệu quả thoạt nhìn vẫn là tốt, cho dù là bọn họ không có lập tức đồng ý. Chỉ cần nhiều phiên trò chuyện, nhiều phiên hợp tác, tin tưởng thần ma nhất tộc tối phía sau vẫn sẽ thấy rõ ràng thực tế, kém nhất, cũng chính là tốn nhiều một chút công phu thôi. Nghe xong Diệp Trần lời nói, Hồ Tôn thần sắc sáng sủa rất nhiều, hướng về phía hắn trọng trọng gật đầu. Sau đó, hai người không còn quá nhiều trò chuyện, tại chỗ nhắm mắt minh tưởng đứng lên. Chỉ bất quá, Diệp Trần vừa minh tưởng không bao lâu, đột nhiên cảm giác được cho y Diệp Trần tồn tại. Lập tức, hắn không có một chút do dự, lập tức đem ý chí bắn ra đi qua. Cùng lúc đó, vị vu thì gian thần điện trung ương lúc không cao tháp phía trên. Đỉnh chỗ, ở đây vừa không có Hữu Thiên Đình chi chủ thân ảnh, cũng không có một đám điện chủ dấu vết, có lại vẻn vẹn có một đạo còn nhỏ khả ái thân ảnh, đang trôi nổi tại bên trong hư không. Thân ảnh này ngoại trừ Tiểu Cửu, còn có thể là người phương nào. Tinh tế trông đi qua, lúc này Tiểu Cửu, thế mà cũng không thức tỉnh, vẫn tại trong giấc ngủ say. Nhưng mà, cho dù nàng ngủ thật say, trên dưới quanh người vẫn như cũ tràn ngập ra hùng hậu thuần túy thì không chi lực, những thứ này thì không chi lực xuyên thấu qua lúc không cao tháp, trực tiếp chui vào đến trên bầu trời thì không trường hà chi bên trong, khiến cho duy trì ổn định. Từ sa mạc thế giới trở về sau đó, Tiểu Cửu lại lần nữa lâm vào trong giấc ngủ say. Diệp Trần Hòa Tôn Hành giả bọn người nghỉ ngơi mấy ngày, lập tức quyết định lại lần nữa tiến vào thì không trường sông. Tiếp tục tìm kiếm những cái kia mê thất cường giả. Không ngờ, Diệp Trần bọn người vừa mới chuẩn bị tiến vào thì không trường sông, Tiểu Cửu tự lấy ngủ say tư thái bay xẹt tới, liền như vậy lơ lửng tại thì không tháp cao đỉnh, tản ra thì không chi lực, trợ giúp ổn định thì không trường sông sao động, cùng với thời không va chạm. Đối với cái này một màn, đám người không cách nào làm ra giảng giải. Liền Thiên Đình chi chủ đều một mặt mộng bức. Suy đi nghĩ lại, bọn hắn quyết định liền để Tiểu Cửu ở tại nơi đây. Còn lại chỗ Hữu Nhân Đô rút khỏi lúc không cao tháp, miễn cho ảnh hưởng nhỏ chín. Hình ảnh như vậy có chút cổ quái. Nhưng mà, hiệu quả vô cùng tốt. Tại Tiểu Cửu dưới sự trợ giúp, thì không trường sông một mực duy trì ổn định, chưa bao giờ xuất hiện nửa điểm gợn sóng. Điều này cũng làm cho Thiên Đình chi chủ triệt để yên lòng, từ đó đem lực chú ý chuyển rời đến Ngạo Thiên Lão Tổ ký ức phía trên, cùng Linh Sơn Phật Tổ cùng nhau liên thủ phá giải. Bây giờ, một mảnh an ổn tường hòa thì không trường sông, đột nhiên ra hiện liễu nhất cỗ sao động. Trong khoảnh khắc, một đám điện chủ lướt lên không trung, nghiêm chỉnh mà đối đãi. Hiu 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 hiu, liên tiếp tiếng xé gió lên. Thì không trường trong sông bộ, đột ngột hiện ra một cái khe. Khe hở bên trong, Diệp Trần Hòa Tôn Hành giả đám người thân ảnh, giống như cá chép nhảy lên như vậy, liên tiếp từ trong đó chạy lướt qua đi ra. Đã trở về, một đám điện chủ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù bọn hắn biết, tại Tiểu Cửu cùng lúc không cao tháp song trọng chắc chắn phía dưới, thì không trường sông sẽ không giống dĩ vãng dễ dàng như vậy xảy ra vấn đề. Thế nhưng là, thì không trường hà chi đi cuối cùng nguy hiểm. Bọn hắn cũng là phát ra từ nội tâm lo nghĩ Diệp Trần Hòa Tôn Hành giả an nguy của bọn hắn. Cái kia, đó là giao vầy điện chủ. Đột nhiên, có người kinh hô một tiếng. Đám người tìm mắt nhìn lại, lại kiến Diệp Trần đám người phía sau cùng. Ra hiện liễu nhất đầu toàn thân đầy vảy giáp màu đen giao long. Đầu giao long bên trên chiều dài hai cái kim sắc sừng dài, lúc xuất hiện, thiên khung bay tới mây đen cuồn cuộn, bên trong có lôi đình lấp lóe,
cuồng phong gào thét, giống như tùy thời tùy chỗ đều sẽ hạ xuống mưa to gió lớn. Đầu này giao long tên là Giao Vảy, chính là tam giới văn minh thời kỳ, mà Đà Sơn chi chủ dưới quyền một vị trọng tướng. Tam giới văn minh chi phía sau, lúc gian thần điện trong lúc đó, hắn càng là trở thành một phương điện chủ. Từ tư lịch tới nói, hắn hòa tôn hành giả không kém bao nhiêu, cũng là già nhất một nhóm kia cường giả. Dưới mắt, tình huống rất rõ ràng. Diệp Trần hòa tôn hành giả bọn hắn thuận lợi đem hắn tỉnh lại, bình yên vô sự mang về liễu thì gian thần điện. Không nghĩ tới sinh thời, lại vẫn có thể nhìn thấy Giao Vảy điện chủ. Phía trước tỉnh lại Linh Sơn Phật Tổ cũng không phải là ngẫu nhiên, chúng ta rốt cuộc tìm được phương pháp chính xác. Giao Vảy điện chủ chính là ma chủ dưới trướng, liền hắn đều thuận lợi quay về, ma chủ còn có thể xa sao. Lần này thật là phải cảm ơn Diệp Tiểu Hữu, hắn thật sự là ta lúc gian thần điện một thành viên phúc tướng. Chúng nhân nhất xem xôi trào. Nếu như nói, thượng nhất lần Linh Sơn Phật Tổ quay về, chỉ là ngẫu nhiên. Như vậy lần này, tuyệt không phải trùng hợp. Quan trọng nhất là, chuyến này Diệp Trần hòa tôn hành giả tỉnh lại Giao Vảy, chỉ dùng ngắn ngủi 3 ngày thời gian. Cái này không thể nghi ngờ nhường mọi người thấy quật khởi chi hy vọng. Đã trở về liền tốt, trở về, liền tốt. Một đám điện chủ vội vàng đi tiến lên. Bọn hắn nhìn một chút Diệp Trần hòa tôn hành giả bọn người, lại nhìn một chút Giao Vảy, một câu nói bên trong, nhưng là bao hàm hai loại ý tứ. Một là may mắn Diệp Trần bọn hắn bình yên trở về. Hai là kích động Giao Vảy quay về. Cùng một đám điện chủ một dạng, Giao Vảy điện chủ ánh mắt bên trong, cũng là ngăn không được tuôn ra cuồng hỉ. Hắn đang muốn nói chuyện, tôn hành giả lại nói, người mới từ thì không trường sông trở về, trên thân còn kèm theo thì không chi lực, trước tiên nghỉ ngơi một ngày cho khỏe sẽ, đem các loại sức mạnh triệt để luyện hóa. Miễn cho lúc xuất hiện khoảng không rối loạn tình huống, đến nỗi những người khác, nói chuyện cũ lời nói muộn. Điểm lại nói, trước tiên xử lý một chút thì không trường sông. Ra vào thì không trường sông, cuối cùng không phải một chuyện nhỏ. Tuy có tiểu cửu hỗ trợ, đám người vẫn như cũ không dám sơ ý sơ suất, vô luận là tiến vào phía trước, vẫn là sau khi tiến vào, đều sẽ sau một phen kỹ càng dò xét, để tránh thì không trường sông xuất hiện bạo động, dẫn phát liên tiếp không cách nào khống chế khó giải quyết tình huống. Một đoàn người trọng trọng gật đầu, lẫn nhau cười cười sau đó, đầy cõi lòng hưng phấn riêng phần mình lao đi. Tôn tiền bối, chuyện nơi đây giao cho ngươi, ta đi một chuyến Lăng Tiêu Bảo Điện. Cho y Diệp Trần phát giác được Liễu Diệp Trần ý chí bắn ra, lập tức cùng tôn hành giả nói một tiếng sau đó, liền hướng lấy Lăng Tiêu Bảo Điện phương hướng lao đi. Ở nơi đó, Thiên Đình Chi Chủ Hòa Linh Sơn Phật Tổ, đang toàn lực phá giải Ngạo Thiên Lão Tổ ý chí ký ức. Hắn đi qua nhìn một chút bọn hắn có gì tiến triển. Để trước tiên cáo chi Diệp Trần bản thể. Diệp Trần vừa mới đến Lăng Tiêu Bảo Điện, trước mắt chính là có một vệt kim mang thoáng qua. Chờ hắn lấy lại tinh thần, liền phát hiện mình đưa thân vào trong điện. Ngay phía trước, một vòng ngũ thải vầng sáng lơ lửng. Vầng sáng chung quanh, quanh quẩn từng cái minh văn xiềng xích, đem hắn gắt gao trói buộc chặt, không tiêu tán ra một tia một hào khí tức. Cái này một vòng ngũ thải vầng sáng chính là Ngạo Thiên Lão Tổ ý chí ký ức. Ở bên dưới phương, Thiên Đình Chi Chủ Hòa Linh Sơn Phật Tổ khoanh chân ngồi ngay thẳng. Hai người đồng thời quay đầu nhìn hướng Diệp Trần, khóe miệng hiện lên một vòng cười nhạt má lúm đồng tiền. 3 ngày thời gian, rừng tiểu hữu không chỉ có bình yên trở về, còn đem Giao Vảy điện chủ bình yên vô sự mang về lúc gian thần điện, quả thật một kiện thiên đại hỷ sự. Thiên Đình Chi Chủ tiến lên đón, ánh mắt bên trong lộ ra kích động cùng cảm kích. Lúc gian thần điện cũng không lớn. Đối với trí cao cường giả mà nói, hoàn toàn có thể đem hắn bao phủ tại trong tầm mắt. Cho nên, Diệp Trần vừa mới trở về, hai vị trí cao cường giả liền hiểu hết thảy. Đáng nhắc tới, Giao Vảy tu vi chính là luân hồi cửu giai trung kỳ, cùng tôn hành giả một dạng. Cứ việc những cường giả này mê thất tại mênh mông thì không chi bên trong, nhưng đối với bọn hắn mà nói, thời gian như cũ đang trôi qua, tu hành cũng vẫn tại tiếp tục. Một cách tự nhiên, thực lực cũng tại đề thăng. Một tôn luân hồi cửu giai võ giả, đối với Nhâm Hà nhất phe thế lực, cũng là sự giúp đỡ to lớn. Đối với hiện tại lúc gian thần điện càng là như vậy. Đương nhiên, so với trên thực lực trợ giúp, đối với mọi người sĩ khí cổ vũ, càng quan trọng. Bây giờ lúc gian thần điện, đảo qua trước đây âm u đầy tử khí, mỗi một người trên mặt đều tràn đầy hy vọng thần quang. Mà hết thảy này, cũng là Diệp Trần mang tới. Đối với cái này, Thiên Đình Chi Chủ phát ra từ nội tâm cảm kích. Linh Sơn Phật Tổ lại càng không dùng nhiều lời. Hắn có thể quay về lúc gian thần điện, tất cả đều là nhờ có Liễu Diệp Trần. Cái này cũng là vì cái gì,
Trước đây Diệp Trần cần giúp đỡ thời điểm, Linh Sơn Phật Tổ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền đi tới rơi Nhật Sơn Cốc. May mắn mà thôi. Diệp Trần khiêm tốn gãi đầu một cái. Hắn đến gần ngồi ngay ngắn xuống, liếc qua Ngạo Thiên Lão Tổ ý chí ký ức, sau đó hướng về phía hai vị trí cao cường giả vấn đạo, xin hỏi hai vị, rút ra ký ức sự tình, thế nhưng là có thu hoạch. Nghe vậy, hai vị trí cao cường người nghiêm sắc mặt. Linh Sơn Phật Tổ nhìn về phía Thiên Đình Chi Chủ, Thiên Đình Chi Chủ gật gật đầu, hướng về phía Diệp Trần nói, liên quan tới rút ra ký ức một chuyện, độ khó khá cao, thu hoạch của chúng ta cũng không nhiều, nhất là đối với thần ma nhất tộc cùng vu tộc tin tức, càng là không có chút nào thu hoạch. Vào giờ phút này Diệp Trần, đang nếm thử lôi kéo vu tộc hòa thần ma nhất tộc. Chuyện đương nhiên, hắn hy vọng từ Ngạo Thiên Lão Tổ trong trí nhớ, biết được một chút liên quan tới thần ma nhất tộc cùng vu tộc trọng đại tân bí. Chuyện này với hắn liên minh sự nghi trợ giúp cực lớn. Bất quá, mong đợi chung quy là mong đợi. Không nói đến Ngạo Thiên Lão Tổ là trí cao cường giả, muốn lặng yên không tiếng động rút ra ký ức, độ khó cực cao. Lại thêm, rút ra ký ức, hoàn toàn là lập tức. Muốn chính xác biết vu tộc hòa thần ma nhất tộc tình huống, độ khó tự nhiên tăng lên rất nhiều. Bất quá, ngươi cũng không cần như vậy nhụt chí, chúng ta ngược lại là đã biết thập đại văn minh đối với giới ấn mảnh vụn tình huống thật. Thiên Đình Chi Chủ kiến Diệp Trần có chút thất lạc, lập tức bổ sung một câu. À, Diệp Trần hơi kinh hãi. Sớm tại rất lâu phía trước, hắn liền muốn biết, thập đại văn minh bây giờ đối với tại giới ấn mảnh vụn tình huống đến cùng như thế nào. Bất đắc dĩ là, đây là cơ mật trong cơ mật. Cho dù là thất diệu đế chủ, đều đối này không hiểu rõ lắm. Lập tức, Diệp Trần trầm xuống ánh mắt, kiên nhẫn hướng về Thiên Đình Chi Chủ từng nghe nói đi. Thiên Đình Chi Chủ đạo, dựa theo Ngạo Thiên Lão Tổ ký ức lời nói, giới ấn mảnh vụn tổng cộng có 33 mai, trong đó 10 cái đã luyện hóa, thập đại văn minh tất cả lấy một cái, liên thủ dùng để thay đổi toàn bộ hỗn độn vị diện, trong đó 13 mai nhưng là tại Hồng Hoang chi địa, cuối cùng 10 cái nhưng là tại hỗn độn ý chí thể nội. Diệp Trần gật gật đầu, những thứ này hắn đều biết được. Thiên Đình Chi Chủ tiếp tục nói, 10 cái đã luyện hóa giới ấn mảnh vụn cải biến hỗn độn vị diện sau đó, liền hết sạch tất cả lực lượng. Chỉ còn lại một cái xác không, nhưng dù cho như thế, xác không cũng là ẩn chứa siêu việt luân hồi vị diện chi lực, nhưng bởi vì giới ấn đến từ một vị diện khác, cái này một cố vị diện chi lực hoàn toàn có khác với hỗn độn vị diện, nếu như là cưỡng ép tiếp xúc, vô cùng có khả năng dẫn tới hỗn loạn cùng dị tượng, cho nên thập đại văn minh đi qua quanh năm suốt tháng tìm tòi. Tìm tòi nghiên cứu ra nhiều loại gián tiếp hấp thu vị diện chi lực. Biện pháp, hơn nữa lợi dụng cái này một biện pháp, tạo ra được đông đảo luân hồi võ giả. Thậm chí là trí cao cường giả. Lợi dụng giới ấn mảnh vụn xác không bồi dưỡng cường giả. Diệp Trần nhiều lần lặp lại câu nói này. Trong cơ thể hắn thì có một cái giới ấn mảnh vụn, biết rõ vật này ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Chỉ bất quá. Sức mạnh khổng lồ hơn nữa, cũng là thuộc về một vị diện khác. Bọn hắn thân ở hỗn độn vị diện, theo lý thuyết, căn bản vô pháp lợi dụng cỗ lực lượng này. Trừ phi, bọn hắn cùng Diệp Trần nhất dạng. Cùng giới ấn mảnh vụn sinh ra ý chí liên tiếp. Nhưng hỗn độn ý chí đã từng nói, ý chí liên tiếp cực kỳ không dễ. Nghe giọng điệu, hẳn là vẻn vẹn có Diệp Trần nhất người đạt đến. Liền vũ tổ đều chưa từng đạt đến qua. Cho nên, thập đại văn minh cũng không từng làm đến trình độ này. Đối với cái này loại tình huống, ta ngược lại thật ra cảm thấy rất bình thường. Linh Sơn Phật Tổ thanh âm vang lên, hắn nhìn hướng Diệp Trần, kiên nhẫn giải thích nói, giới ấn mảnh vụn xác không tồn tại. Ngươi có thể tưởng tượng được vị diện lực ngưng kết thể, hơn nữa, vẫn tương đối yếu ớt an toàn vị diện chi lực, cứ việc giới ấn đến từ vị diện khác, nhưng mà vị diện cùng vị diện ở giữa. Lực lượng bản thân chi đồng nguyên cùng chất, chỉ là biểu hiện phương hướng có chỗ khác biệt. Tất nhiên đồng nguyên cùng chất, vậy đã nói rõ có thể tham khảo lẫn nhau, vừa vặn, võ giả bước vào luân hồi cửu giai sau đó, mà bắt đầu nếm thử tiếp xúc vị diện chi lực, cái này vừa vặn có thể coi như mô bản, từ đó càng sâu chính mình đối vị diện lực lĩnh ngộ. Từ đó đạt đến nhanh, tốc nắm giữ, thậm chí tại thể nội đản sinh ra vị diện, lột xác thành vị diện chi linh. Nghe đến đó, Diệp Trần không khỏi một hồi bừng tỉnh. Linh Sơn Phật Tổ bản thân liền là trí cao cường giả, hắn đối với vị diện lực lĩnh mộ, tự nhiên muốn hơn xa tại Diệp Trần. Lý giải đứng lên cũng càng vì rõ ràng, như thế liền giải thích, vì cái gì thập đại văn minh có nhiều như vậy luân hồi cửu giai võ giả hòa trí cao cường giả, đến nỗi vạn tộc văn minh. Căn bản vô pháp đản sinh ra trí cao cường giả, bản chất nguyên nhân chính là, bởi vì hỗn độn ý chí hòa vũ tổ phong ấn chấn áp, bình thường võ. Giả rất khó lĩnh ngộ vị diện chi lực, càng không khả năng tại thể nội đản sinh ra vị diện,
thành công lột xác thành trí cao cường giả. Diệp Trần nói ra cái nhìn của mình. Trong ngôn ngữ, Diệp Trần ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại, lại nói, như thế nói đến, bởi vì Vu tộc hòa thần ma nhất tộc riêng phần mình nắm giữ một cái giới ấn mảnh vụn, cái này hai cái giới ấn mảnh vụn đồng dạng mỗi giờ mỗi khắc tản ra vị diện chi lực, cho nên cái này hai đại chủng tộc cũng có thể sinh ra. Ra luân hồi cửu giai võ giả hòa trí cao cường giả. Khác biệt duy nhất chính là, bọn hắn đối với giới ấn mảnh vụn không hiểu nhiều lắm, tìm tòi nghiên cứu tự nhiên cũng không có sâu như vậy chỗ, mà cũng chính là vì cái gì, hai tộc đều có trí cao cường giả, nhưng số lượng nhưng là không nhiều. Nghe vậy, Thiên Đình Chi Chủ Hòa Linh Sơn Phật Tổ đồng thời đối với Diệp Trần ném lấy khen ngợi ánh mắt. Bọn hắn biết những tin tức này phía sau, xâm nhập suy tư rất lâu, vừa mới đạt được những thứ này kết luận. Không nghĩ tới, Diệp Trần cư nhiên như thử thông minh, lại có thể suy một ra ba, lập tức phỏng đoán đạo Vu tộc hòa thần ma nhất tộc tình huống. Điểm này là thật hiếm thấy. Diệp Trần tam nhân đối thoại còn chưa kết thúc. Ném lấy tán thưởng ánh mắt sau đó, Thiên Đình Chi Chủ tiếp tục trình bày, đạo, hỗn độn ý chí trong cơ thể 10 cái giới ấn mảnh vụn, thập đại văn minh đối với cái này không hiểu nhiều lắm, cho nên Ngạo Thiên Lão Tổ trong trí nhớ cũng không có qua nói thêm cùng, cái này tạm thời không nói. Đối với hỗn độn ý chí, thập đại văn minh tràn đầy kiêng kỵ. Kể từ đem hỗn độn ý chí trấn áp tại cực ám khu vực, bọn hắn liền từ không bước vào qua nửa bước. Cho nên, bọn hắn không hiểu nhiều lắm cũng là chuyện đương nhiên. Diệp Trần khẽ gật đầu, sau đó liền nghe được Thiên Đình Chi Chủ tiếng nói tăng lên vài lần, chân thành nói, đối với hồng hoang đất 13 mai giới ấn mảnh vụn, thập đại văn minh nhưng là làm ra vô cùng tường tận an bài. Bọn hắn đem vũ tổ chia 7 bộ phân, hóa thành 7 đại cấm khu, mỗi một bộ phận thân thể tàn phế dùng để chấn áp không ngang nhau giới ấn mảnh vụn, kỳ thực, cái này cũng không thể nói là chấn áp, dùng kiềm chế lẫn nhau để hình dung càng thích hợp hơn, vũ tổ thân thể tàn phế vừa có thể lấy áp chế giới ấn nát. Phiến giới ấn mảnh vụn cũng có thể phong ấn vũ tổ thân thể tàn phế, từ đó tạo thành một loại đặc thù cân bằng. Tại loại này cân bằng phía dưới, giới ấn mảnh vụn hòa vũ tổ thân thể tàn phế đều sẽ tiêu tán ra thuộc về riêng mình vị diện chi lực, đây đối với luân hồi võ giả mà nói, ý nghĩa rất sâu, thập đại văn minh ngoại trừ nghiên cứu nhà mình có đã luyện hóa giới ấn mảnh vụn, còn dư lại tâm tư. Nhưng là dùng để nghiên cứu bên trong cấm khu giới ấn mảnh vụn. Bởi vì, này chút giới ấn mảnh vụn sức mạnh cực kỳ nóng nảy. Bọn hắn càng không dám trực tiếp tiếp xúc, tối đa cũng chính là nếm thử tính chất luyện hóa, cái này vừa vào độ cực kỳ chậm chạp, nhưng theo thời gian không ngừng tích lũy, thu hoạch cũng là cực lớn, sáng tạo ra không thiếu luân hồi cửu giai. Võ giả, chí cao cường giả cũng có như thế mấy tôn. Nghe thế, Diệp Trần trong nháy mắt minh bạch, vì cái gì thập đại văn minh cao tầng võ giả, cơ hồ tất cả đều tại hồng hoang chi địa. Đây không chỉ là bởi vì hồng hoang đất tu luyện hoàn cảnh càng thêm hậu đái, càng nhiều còn là bởi vì giới ấn mảnh vụn. Thập đại văn minh ở giữa, đã quan hệ hợp tác, lại là quan hệ cạnh tranh. Ai có thể từ trong nhận được giới ấn mảnh vụn tiêu tán đi ra ngoài sức mạnh, hay là vũ tổ thân thể tàn phế tiêu tán đi ra ngoài sức mạnh, liền có thể đã sớm càng nhiều cường giả, thậm chí là chí cao cường giả. Trong này quan hệ cạnh tranh, cực kỳ mãnh liệt. Có thể nói là không nhìn thấy huyết quang chiến trường. Cái kia Vu tộc hòa thần ma nhất tộc hai cái giới ấn mảnh vụn, thập đại văn minh cụ thể là an bài như thế nào? Diệp Trần ngưng thanh đặt câu hỏi. Thiên Đình Chi Chủ lập tức nói, Vu tộc hòa thần ma nhất tộc riêng phần mình nắm giữ một cái giới ấn mảnh vụn, ngoại trừ ngươi mới vừa nói bên ngoài, thập đại văn minh thái độ đối với bọn họ vô cùng đơn giản, một là vì mượn nhờ trong cơ thể của bọn họ tinh thuần huyết mạch, từ đó khống chế lại giới ấn mảnh vụn, khiến cho sẽ không quá dễ dàng mất khống chế, một mặt khác, nhưng là đem thần ma nhất tộc cùng Vu tộc xem như là tiểu bạch chuột, xem bọn hắn là như thế nào từ giới ấn mảnh vụn hấp thu sức mạnh, từ đó từng bước một hoàn thành đột phá cùng thuế biến. Quả nhiên, Diệp Trần hơi hít một chút hai mắt. Tình huống này, hắn đã sớm từng làm ra phỏng đoán. Dù sao, thập đại văn minh đối đãi Vu tộc hòa thần ma nhất tộc, tuyệt đối không có cái gì hảo tâm ruột, nhất định không thể có thể vô duyên vô cớ đem giới ấn mảnh vụn tặng cho cái này hai đại chủng tộc. Phải biết, cái này hai cái giới ấn mảnh vụn cũng không có đi qua luyện hóa, tràn đầy hỗn loạn điên cuồng chi khí tức. Cái này một khí tức, liền trí cao cường giả đều cực kỳ kiêng kỵ, huống chi là võ giả tầm thường. Nhưng, Vu tộc hòa thần ma nhất tộc cũng không biết. Bọn hắn thậm chí đem giới ấn mảnh vụn trở thành truyền thừa chí bảo, sáng tạo ra đủ loại tẩy lễ cùng lễ tiết. Tất cả những điều này, cũng là tại không ràng buộc trợ giúp thập đại văn minh làm ra thí nghiệm. Đến nỗi Vu tộc hòa thần ma nhất tộc đã xảy ra chuyện gì, thập đại văn minh mới sẽ không có nửa điểm đau lòng. Chuột bạch mà thôi, chết rồi thì đổi một nhóm.
Tất nhiên thập đại văn minh đem Vu tộc hòa thần ma nhất tộc trở thành chuột bạch, khẳng định như vậy hướng về phía hai đại chủng tộc rất nhiều giám thị, dạng này mới có thể đạt đến thí nghiệm mục đích, thế nhưng là theo ta được biết, thập đại văn minh cũng không biết Vu tộc đản sinh ra liễu đệ bảy vị trí cao. Cường giả, Diệp Trần đột nhiên đề ra cái này nhất khốn nghi ngờ. Thiên đình chi chủ làm sơ suy tư, phỏng đoán đạo cái kia có thể là Vu tộc đệ thất vị trí cao cường người xuất hiện, trực tiếp vượt ra khỏi thập đại văn minh đoán trước, có lẽ là mượn những giới khác ấn mảnh vụn, dù sao Vu tộc tộc địa cực kỳ rộng lớn, trong đó có một chỗ tên là cực hàn băng nguyên cấm khu. Diệp Trần giã là nghĩ đến điểm này. Thông qua tiếp xúc, hắn phát hiện Vu tộc nhất là phong bế, đồng thời, cũng đối thập đại văn minh cùng vạn tộc văn minh ôm lấy mãnh liệt nhất mâu thuẫn tâm lý. Bọn hắn làm ra dạng này hành vi, không chút nào đáng giá kỳ quái. Trừ những thứ này ra tin tức bên ngoài, phần lớn là một chút không quan trọng việc nhỏ, nếu muốn thêm một bước thăm dò Vu tộc hòa thần ma nhất tộc tình huống, còn cần một chút thời gian. Thiên đình chi cơ sở chính bản thượng tướng tất cả tin tức cáo chi Diệp Trần, ngữ khí lộ ra một tia bất đắc dĩ. Hắn cũng không biết, những tin tức này phải chăng đối với Diệp Trần có chỗ trợ giúp. Diệp Trần hướng về phía thiên đình chi chủ cười cười, cười nói, những tin tức này mặc dù không có trực tiếp chỉ hướng Vu tộc hòa thần ma nhất tộc, nhưng cuối cùng để chúng ta đã biết thập đại văn minh đối đãi giới ấn mảnh vụn thái độ, thời gian kế tiếp, thỉnh cầu hai vị nhiều hao tâm tốn sức. Mau chóng đem tất cả ký ức hấp thu đi ra. Bởi vì Ngạo Thiên lão tổ vẫn lạc, thập đại văn minh đối với các đại cấm khu đều tăng cường quản khống, ngược lại là đối với Hồng Hoang tam tộc có chút buông lỏng, đây là cơ hội tốt nhất, nếu có thể thuận lợi đem Vu tộc hòa thần ma nhất tộc kéo vào liên minh đội ngũ, lại thêm bên này không ngừng gọi. Tỉnh mê thất cường giả, vậy chúng ta cũng coi như là có sức phản kháng. Nghe được lời này, dù là thiên đình chi chủ Hòa Linh Sơn Phật Tổ, đều cảm giác được một hồi nhiệt huyết sôi trào. Lúc này mới qua thời gian bao lâu, bọn hắn nhà tình huống liền xảy ra cực lớn chuyển biến. Nói là nghiêng trời lệch đất đều không quá đáng chút nào. Kế tiếp, cho y Diệp Trần tương Diệp Trần tại thần ma nhất tộc tình huống, đại khái cáo chi liễu thiên đình chi chủ Hòa Linh Sơn Phật Tổ, một đoàn người đối với cái này tiến hành đơn giản phân tích. Bởi vì cho y Diệp Trần Hòa Diệp Trần cùng chỗ tại Hồng Hoang chi địa, hai người tin tức có thể không có khe hở nối tiếp. Cho nên, cho y Diệp Trần ba người đối thoại và đàm luận, ở xa Hoàng Hôn Bình Nguyên Diệp Trần có thể toàn bộ biết được, không có nửa điểm bỏ sót. Thần ma nhất tộc đem giới ấn mảnh vụn coi là truyền thừa chí bảo, không biết chút nào hắn ẩn chứa tính nguy hiểm, bởi vậy có thể suy đoán, thần ma nhất tộc tộc nhân thưa thớt, có lẽ cùng giới ấn mảnh vụn có quan hệ trực tiếp, chỉ bất quá, nếu như dựa theo loại này suy đoán, Vu tộc ứng nên cũng sẽ xuất hiện tộc nhân thưa thớt hiện tượng, có thể sự thật hết lần này tới lần khác không phải như thế. Xem ra tình huống cụ thể như thế nào, hay là muốn sâu hơn một tầng tiếp xúc Vu tộc hòa thần ma nhất tộc, phương có thể làm ra chuẩn xác nhất phán đoán. Tại thần ma nhất tộc trong cung điện Diệp Trần, bằng nhanh nhất tốc độ sửa sang lại những gì mình biết tất cả tin tức. Trong ngôn ngữ, hắn không khỏi âm thầm suy tư. Bây giờ, hắn đã coi như là sơ bộ tiếp xúc đến liễu thần ma nhất tộc, nhưng ở Vu tộc bên kia, đến nay ngược lại là không có quá tốt ý nghĩ. Bởi vì, Vu tộc quá mức phong bế, chớ nói muốn đem bọn hắn kéo vào liên minh đội ngũ, cho dù là tiếp xúc đều cực kỳ không dễ. Liên quan tới Vu tộc bên kia, Diệp Trần cũng không phải là không có chút nào cử động. Trước đây vì cho Thái Huyền Tinh đấu cổ kính tranh thủ đầy đủ thoát đi thời gian, Diệp Trần lắp ráp một đợt thần côn, đem liên quan tới giới ấn mảnh vụn tân bí, sớm cáo chi một chúng tổ vu, hơn nữa còn tiết lộ thập đại văn minh hủy diệt yêu tộc sự tình, đem Vu tộc chú ý điểm khóa chặt ở rơi Nhật Sơn Cốc. Cuối cùng, Diệp Trần giã đạt đến mục đích của hắn. Thiên đường lục tổ xuất hiện ngày, Vu tộc cũng phái ra bốn vị tổ vu trong bóng tối canh chừng. Một cách tự nhiên, Vu tộc cũng sẽ nhìn thấy Vu tổ hư ảnh, nhìn thấy Ngạo Thiên lão tổ vẫn lạc, từ đó đối với cái này bày ra đủ loại phỏng đoán. Chỉ bất quá, mãi cho đến hôm nay, Vu tộc thủy chung là không có bất kỳ cái gì cử động. Này ngược lại là nhượng Diệp Trần hơi kinh ngạc. Bình thường tôi nói, nếu như mình đột nhiên tiếp thu được nhiều như vậy nổ tính tin tức, hàng đầu sự tình chính là nghiệm chứng. Vu tộc không có chút nào cử động, quá mức quỷ dị. Cái này nhượng Diệp Trần có chút đoán không ra. Phiền toái nhất là, vô luận là thần ma nhất tộc, vẫn là yêu tộc, cùng Vu tộc gặp nhau đều cực ít. Nói cách khác, bọn hắn hòa Diệp Trần tình huống kỳ thực không sai biệt lắm. Ở nơi này giống như dưới cục diện, muốn tiếp xúc đến Vu tộc, hơn nữa thuyết phục bọn hắn, độ khó không thể bảo là không lớn. Ông, ngược lại nhàn rỗi cũng là nghĩ lấy, Diệp Trần dứt khoát bắt đầu kế hoạch đứng lên như thế nào tiếp xúc Vu tộc. Lại không bao lâu,
Hắn cảm thấy đan điền truyền đến một tia rung động. Không, chuẩn xác hơn nói, hẳn là bên trong đan điền giới ấn mảnh vụn sinh ra một tia rung động, chút xuống ra số lớn xám đen khí lưu. Ong ong ong. Cơ hồ cùng một thời khắc, Diệp Trần bên trong đan điền võ tổ ý chí, hỗn độn ý chí mảnh vụn, hỗn độn ý chí chi quang, ba đồng thời xoay tròn, chút xuống ra hùng hậu uy áp, cưỡng ép đem giới ấn mảnh vụn sao động áp chế xuống. Nhưng cho dù như thế, Diệp Trần còn có thể cảm thấy giới ấn mảnh vụn mãnh liệt rung động. Thế nào? Hồ Tôn thận trọng, lập tức phát hiện liễu Diệp Trần khác thường, vội vàng dò hỏi. Diệp Trần không có trả lời ngay, chỉ thấy hắn hơi hơi khép kín hai con ngươi, cực kỳ cẩn thận cảm thụ giới ấn mảnh vụn rung động đầu nguồn, cuối cùng dương mắt lên nhìn, nhìn về phía đông nam phương hướng, đưa tay nói, từ cái hướng kia truyền đến một cỗ cổ quái cộng minh, này cộng minh đưa tới trong cơ thể ta giới ấn mảnh vụn. Rung động, nơi đó, hẳn là chuyện gì xảy ra? Hồ Tôn theo Diệp Trần chỉ phương hướng nhìn lại, lông mày đột nhiên căng thẳng, trầm giọng nói, nếu như ta đoán không lầm, cái hướng kia chính là cực uyên chỗ. Đáng nhắc tới, ngày xưa, yêu tộc hòa thần ma nhất tộc quan hệ không ít. Xem như trí cao cường giả, Hồ Tôn tại thần ma nhất tộc tự nhiên cũng là hưởng thụ rất nhiều đặc quyền. Nàng trước đây cũng là bởi vì một lần ngẫu nhiên cơ hội, tại Lạc Khê thần tổ dẫn đầu dưới, đi tới cực uyên phụ cận. Cũng chính là ở đây, nàng trong lúc vô tình tiếp xúc đến liễu thần ma nhất tộc giới ấn mảnh vụn. Cho nên, nàng rất đúng uyên phương hướng cực kỳ tinh tường. Thậm chí có thể nói là in vào sâu trong linh hồn. Cùng lúc đó, khoảng cách Diệp Trần chỗ cung điện cách đó không xa một chỗ thiền điện. Ngũ vị thần ma nhất tộc lão tổ, đang tại khẩn la mật cổ thương thảo lấy. Bọn hắn đầu tiên là suy nghĩ liễu Diệp Trần cho ra tin tức nặng ký, tiếp đó phân tích thập đại văn minh bao năm qua tới cực lớn cử động, cuối cùng còn đem vũ tổ uy áp cho mỗi một người tạo thành ảnh hưởng, rõ ràng mười mươi bảy ra, triển khai kịch liệt thảo luận. Ma bộ hai vị ma tổ, tự nhiên là đối với Diệp Trần hòa Hồ Tôn cực kỳ bài xích. Thế nhưng là, làm vũ tổ uy áp chút xuống thời điểm, trong lòng bọn họ bài xích, lập tức chuyển biến thành rung động, cuối cùng mới là một chút thỏa hiệp. Đến nỗi thần bộ ba vị thần tổ, tình huống càng là như vậy. Bọn hắn đối với Hồ Tôn, vốn là quan hệ vô cùng tốt, chỉ là đối với Diệp Trần thân phận càng hoài nghi. Nhưng chính như phía trước nói tới, vũ tổ uy áp mang tới rung động, quá mức mãnh liệt. Đây là đến từ huyết mạch phương diện lên áp bách, mặc kệ là ai, đều không thể làm bộ. Từ một điểm này, bọn hắn thảo luận tới, càng nhiều hơn chính là như thế nào nếm thử tiếp nhận Diệp Trần, hơn nữa như thế nào đối đãi cùng yêu tộc nối lại tình xưa một chuyện. Đương nhiên, thảo luận chung quy là thảo luận. Bọn hắn thủy chung vẫn là cảm thấy, có cần thiết chờ Tu La Ma Tổ trở về sau đó, làm tiếp sau cùng quyết đoán. Nói cho cùng, Tu La Ma Tổ chính là ma bộ người chấp trưởng. Ý kiến của hắn rất trọng yếu, đại thể ý kiến ta đều đã biết. Đợi lát nữa Kình Thiên ngươi đi cực uyên nhất lội, đem Tu La lão nhi thế cho tới, nếu quả như thật dựa theo tên tiểu tử kia lời nói, thập đại văn minh bây giờ ở vào hỗn loạn không còn chút sức lực nào thời kỳ, như vậy đúng là chúng ta đại triển quyền cước tốt cơ hội. Chúng ta nhất định không thể có chỗ bỏ lỡ. Thánh Quang Thần Tổ quay đầu nhìn Kình Thiên Ma Tổ một mắt, ngưng thanh an bài đạo. Hưu. Kình Thiên Ma Tổ vừa muốn gật đầu, không có dấu hiệu nào, trong ngực của hắn lướt đi một vòng lưu quang. Đó là một cái ngọc thạch. Không đợi tất cả mọi người có phản ứng, ngọc thạch chợt vỡ vụn, bên trong truyền đến liễu nhất đạo cực kỳ thanh âm gấp rút, khởi bẩm ma. Ma tổ, cực uyên đã xảy ra chuyện. Ngắn ngủi một câu nói, lại giống như trọng trì như vậy, để cho tại chỗ ngũ vị lão tổ tâm thần đột nhiên run rẩy. Trong khoảnh khắc, bọn hắn xông ra thiền điện, đi tới trong cao không. Nhưng mà, ngoài dự liệu của bọn họ chính là, Diệp Trần Hòa Hồ Tôn hai người, bây giờ đã sớm đứng ở bên trong hư không. Nhất là Diệp Trần. Hai con mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm cực uyên chỗ, trên thân càng là tản mát ra quỷ bí khí tức. Một màn như thế, nhường ngũ vị lão tổ ngẩn người. Bất quá, bọn hắn bây giờ đã không đếm xỉa tới những thứ này, cầm đầu Thánh Quang Thần Tổ lập tức hướng về phía Diệp Trần Hòa Hồ Tôn nói, hai vị, năm người chúng ta cần xử lý một ít chuyện, thỉnh cầu các ngươi tại trong cung điện tiếp tục chờ, tại trong lúc này, mong rằng hai vị chớ phải có điều cử động, bằng không mà nói, đừng trách ta thần ma nhất tộc không hiểu đạo đãi khách. Sau khi nói xong, ngũ vị lão tổ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cuối cùng đồng thời chạy về phía cực uyên chỗ. Cực uyên ở vào hoàng hôn bình nguyên chỗ sâu nhất. Lấy ngũ vị trí cao cường giả tốc độ, vẹn vẹn qua mấy cái nháy mắt thời gian, chính là đã tới cực uyên. Chỉ thấy thời khắc này cực uyên, tràn ngập một cỗ hỗn loạn điên cuồng chi khí.
Hướng xuống nhìn, Na Hắc ửu ửu trên vách núi đá, càng là lan tràn ra từng cây đen như mực xúc tu, trên xúc tu mặt bám vào vô số giác hút, mỗi một khối giác hút cũng là đủ mọi màu sắc, kỳ quái, vẹn vẹn nhìn lại một mắt, liền có thể để cho người ta đưa thân vào mê huyễn bên trong. Phảng phất muốn triệt để mê thất. Hàng trăm xúc tu, không ngừng từ cực uyên nội lan tràn ra, bọn chúng giống như là quái vật tay chân, không ngừng quất roi lấy hư không, chút xuống ra một cỗ lại một cổ hỗn loạn điên cuồng chi khí. Không đến phút chốc, toàn bộ cực uyên hóa thành hỗn loạn chi địa. Nguyên bản đóng tại nơi này thần ma nhất tộc vệ binh, tất cả đều trở nên điên cuồng dữ tợn, khi thì hô to gào thét, khi thì tay chân hỗn loạn, từng trương khuôn mặt càng là để lộ ra thống khổ và cuồng hỉ, lẫn nhau thêm sai phía dưới, biến thành liễu nhất trương trương quỷ dị tới cực điểm. Khuôn mặt. Tại sao có thể như vậy? Hình ảnh như thế, ngũ vị lão tổ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Bất quá, bọn hắn cấp tốc khôi phục chấn định, ánh mắt hướng về cực uyên chung quanh quét tới, một lần lại một lần, cuối cùng từ đầu đến cuối không có phát hiện Tu La Ma Tổ thân ảnh. Một màn này, nhường năm người tâm thần chớ danh nhất nặng. Một cỗ cực kỳ bất tường báo hiệu, ở tại bọn hắn ở sâu trong nội tâm lan tràn ra. Cực uyên chính là thần ma nhất tộc trọng địa, chung quanh có vô số vệ binh chấn giữ. Cứ việc có một bộ phận vệ binh bị xúc thủ bao phủ, nhưng vẫn như cũ có một bộ phận người trốn thoát. Cũng chính là bọn hắn, vừa mới đem tin tức truyền ra ngoài. Bây giờ, bọn hắn nhìn thấy ngũ vị lão tổ chạy đến, vội vàng áp tới. Xét thấy tình huống nguy cấp, người cầm đầu cũng không lo được hành lễ, trầm xuống âm thanh báo cáo, khởi bẩm ngũ vị lão tổ, đại khái tại nửa khắc đồng hồ phía trước, cực uyên nội đột nhiên bộc phát dị động, phun mạnh ra số lớn hỗn loạn khí tức, Tu La lão tổ lo lắng ngũ vị thần tử ma chết. An nguy, lúc này tiến vào cực uyên chuẩn bị nghĩ cách cứu viện. Kỳ quái là, Tu La lão tổ tiến vào cực uyên sau đó, chẳng những không có đem ngũ vị thần tử ma tử cứu ra, ngược lại là nhường hỗn loạn khí tức càng thêm cuồng loạn, đến mức tạo thành trước mắt cục diện như vậy, hơn nữa, theo thời gian trôi qua, những thứ này chạm tay đập vào mắt càng. Lai việt nhiều, hỗn loạn khí tức phạm vi bao phủ cũng càng lai việt đại, dựa theo thế cục như vậy phán đoán, nếu như không có kịp thời ngăn chặn, rất có thể dẫn đến khu vực khác cũng lọt vào trọng đại ảnh hưởng. Vệ binh trong miệng thần tử ma tử, chính là cực uyên chỗ sâu nhất ngũ vị thần ma nhất tộc thanh niên. Bọn họ là thanh niên đồng lứa người kiệt xuất. Thần bộ giả quan tại thần tử xưng hô. Ma bộ nhưng là ma tử. Thương binh tình huống như thế nào? Thương khung thần tổ hỏi ngược lại. Liền trước mắt mà nói, cũng không có người thụ thương, nhưng mà, bọn hắn đều biến thành bộ dáng như vậy. Vệ binh chỉ bị xúc thủ bao phủ khu vực, ở nơi đó, từng người vệ binh bộ dáng quỷ dị. Đơn giản như là cái xác không hồn như vậy, không cách nào phân biệt ra là chết. Là sống. Các ngươi nhanh chóng rút lui nơi đây, một bên rút lui, vừa lái khải phòng hộ đại trận, nhất định không thể nhường hỗn loạn khí tức lan tràn đến tộc địa. Thánh Quang Thần Tổ phân phó nói. Là. Vệ binh trọng trọng gật đầu. Rất nhanh, một đám vệ binh tổ chức, đều đâu vào đấy rút lui nơi đây. Thánh Quang Lão Nhi, chuyện này ngươi nhìn thế nào? Thương Khung Thần Tổ rời qua ánh mắt. Thật sâu nhìn phía cực uyên thâm chỗ, khuôn mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Không chỉ là hắn, khác mấy vị lão tổ cũng giống như thế. Cực uyên chính là cất giữ truyền thừa chí bảo chi địa, hình ảnh như thế, hơn phân nửa là truyền thừa chí bảo xảy ra dị động, từ đó chút xuống ra đại lượng hỗn loạn khí tức, những thứ này hỗn loạn khí tức có thể ăn mòn ý chí, tạo thành đủ loại đủ kiểu hiện tượng quỷ dị, chỉ là trước mắt như vậy. Trình độ, ngay cả ta cũng là lần thứ nhất gặp. Bây giờ chỉ có thể đại khái phán đoán. Truyền thừa chí bảo hỗn loạn khí tức, ảnh hưởng đến ngũ vị thần tử ma tử, Tu La lão nhi tiến vào, không chỉ có không thể nghĩ cách cứu viện thành công, ngược lại là nhường truyền thừa chí bảo chút xuống ra càng nhiều hỗn loạn khí tức, cuối cùng liền hắn cũng bị kẹt ở bên trong. Về phần bọn hắn sống hay chết, bây giờ không dễ phán đoán. Thánh Quang Thần Tổ hai con ngươi phong tỏa cực uyên, một bên điều tra tình huống, một bên đưa ra suy đoán. Hưu, hưu. Đúng lúc này, hai đạo tiếng xé gió lên. Ngũ vị lão tổ quay đầu nhìn lại, đã thấy bên trong hư không, xuất hiện Liễu Diệp Trần Hòa Hồ Tôn thân ảnh. Thấy thế, gió bấc ma tổ Hòa Kình Thiên ma tổ biểu lộ lập tức chìm xuống dưới, bọn hắn vừa mới chuẩn bị chỗ thủng giận dữ mắng mỏ, cũng là bị Thánh Quang Thần Tổ sớm một bước mở miệng, âm thanh trầm giọng nói, hai vị, nơi đây chính là ta thần ma nhất tộc cấm địa, không phải bản tộc già, không. Có thể bước vào, còn xin hai vị mau mau rời đi, chớ có để chúng ta khó xử. Ầm ầm, vừa dứt lời. Cực uyên nội, một cỗ tiếng oanh minh âm bạo phát. Đang lúc mọi người chăm chú, một cỗ huyết sắc khí tức phóng lên trời, huyễn hóa thành một cái thương thiên huyết thủ, từ trên xuống dưới, trực tiếp nhập vào cực uyên bên trong,
đem hắn triệt để lấp đầy. Tại thương thiên huyết thủ đánh ra phía dưới, từng cây quỷ dị xúc tu đứt đoạn, vỡ vụn. Nhưng đã đến cuối cùng, ngược lại là thương thiên huyết thủ trước tiên mất đi uy năng, vẹn vẹn xâm nhập đến cực uyên một phần khu vực, liền bị vô cùng vô tận xúc tu chỗ chặn lại. Đây là Tu La Lão Nhi khí tức. Ngũ vị lão tổ thần sắc chấn động. Lập tức, Thánh Quang Thần Tổ cũng không lo được cùng Diệp Trần Hòa Hồ Tôn nói chuyện, quay người lại, quanh thân phun mạnh ra thần thánh tia sáng, giống như một vòng thánh khiết đại nhật như vậy, chiếu sáng cả một mảnh hư không. Ta xuống trước tiên đem Tu La Lão Nhi vớt ra tới, ở đây từ các ngươi trông coi, tuyệt đối không thể nhường hỗn loạn khí tức tiêu tán ra ngoài. Nói xong, Thánh Quang Thần Tổ tung người lóe lên, cũng không quay đầu lại tiến nhập cực uyên bên trong. Ầm ầm thanh âm vang lên. Thánh quang chiếu rọi chi địa, xúc tu từng cây tan rã, vỡ vụn. Chỉ bất quá, xúc tu thực sự nhiều lắm, một đầu tiếp lấy một đầu, cuối cùng cùng thương thiên huyết thủ một dạng, đem rực rỡ thánh quang hoàn toàn che phủ lên, không thể tìm không được một tia. Cực uyên chỗ sâu nhất. Đây là vô tận xúc tu sinh ra chi địa. Nhưng ra ngoài ý định chính là, ở đây cực kỳ yên tĩnh. Trong tầm mắt, đen kịt một màu. Trong không khí tràn ngập một cỗ kiềm chế khí tức. Những khí tức này ngưng kết thành thực chất, áp bách lúc tới, có thể trực tiếp ảnh hưởng đến tâm thần, để cho người ta theo bản năng cảm thấy kiềm chế, phiền muộn, thậm chí là tuyệt vọng. Trên bình đài, ngũ vị thần tử ma tử vẫn như cũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, không nhúc nhích, giống như tiến nhập nhắm mắt tĩnh tu trạng thái. Nhưng tinh tế trong đi qua, trên người của bọn hắn đều quanh quẩn từng sợi đen như mực khí tức. Như Diệp Trần tại này, hắn nhất định có thể một mắt nhận ra những thứ này đen như mực khí tức. Bỗng nhiên chính là giới ấn mảnh vụn sức mạnh. Hơn nữa, vẫn là cực kỳ tinh thuần loại kia. Quả nhiên, tại ngũ đỉnh đầu của người chỗ, giới ấn mảnh vụn yên tĩnh lơ lửng. Nó liên tục không ngừng phun ra nuốt vào da đen như mực khí tức, một bộ phận quanh quẩn năm người, một phần khác tràn ngập ra đi, tiếp xúc đến hư không thời điểm, cùng đủ loại đủ kiểu sức mạnh hỗn tạp cùng một chỗ, một chút trở nên xám đen, thậm chí triệt để biến thành xám trắng, tối. Phía sau hóa thành từng cây hỗn loạn xúc tu, nhiễu loạn một phương hư không. Khoảng cách giới ấn mảnh vụn cách đó không xa, đứng vững một danh khôi ngô nam tử. Hắn tự nhiên là Tu La Ma Tổ. Bây giờ, hắn tình huống cũng có chút chật vật. Chỉ thấy trăm ngàn sợi đen như mực khí lưu quấn quanh lấy thân thể của hắn, phảng phất từng cái giòi bọ như vậy, muốn đem hắn từng bước xâm chiếm không còn một mống. Vì thế chính là, hắn tu vi cực cao, ngạnh sinh sinh vận dụng vị diện chi lực, cưỡng ép đem đen như mực khí lưu ngăn cản bên ngoài. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng là bị gắt gao hạn chế lại, không vào được, lui không được, giằng co ngay tại chỗ. Tiếp tục như vậy nữa liền nguy rồi. Tu La Ma Tổ cũng không để ý tới an nguy của mình, mà là đem ánh mắt nhìn về phía ngũ vị thần tử ma tử. Chỉ thấy thần tử ma chết khí tức, đang tại một chút phát sinh biến hóa, không có liễu thần bộ thuần túy, cũng không có ma bộ cuồng dã, ngược lại là trở nên quỷ dị hỗn loạn. Mà loài hỗn loạn quỷ dị còn thể hiện tại mặt mũi của bọn hắn phía trên. Nhìn như nhắm mắt tĩnh tu, không chút biểu tình, kỳ thực trên mặt không ngừng hiện ra hỉ nộ ái ố vân vân cảm xúc, có lúc, vẫn là nhiều loại cảm xúc hỗn tạp cùng một chỗ, cười không giống cười, khóc không giống khóc, thật giống như có vô số cái tay vô hình trưởng nắm kéo hắn. Nhóm bàng, đang tại đùa bỡn bọn hắn. Một màn này, quỷ dị đến để cho người run sợ. Liền Tu La Ma Tổ như vậy sát phạt quả đoán người, cũng không hiểu cảm thấy run rẩy một hồi. Đáng sợ hơn là, hắn lờ mờ cảm thấy, thân thể của mình chung quanh, tựa hồ đang sinh ra ra một cái này chỉ vô hình bàn tay. Liền phảng phất, muốn đem hắn cũng biến thành tùy ý tay máy đồ chơi. Tu La Ma Tổ lập tức phồng lên vị diện chi lực. Lập tức, cái loại cảm giác này biến mất. Chỉ bất quá, loại này tiêu thất chỉ là tạm thời. Vô hình bàn tay giống như là ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó thợ săn, chỉ là tạm thời tránh lui. Chỉ vì tìm được tốt hơn thời cơ, tiến tới cho hắn một kích chí mạng. Loại cảm giác này, nhường hắn vô cùng khó chịu. Hắn chính là chí cao cường giả. Phóng nhãn hồng hoang chi địa, chỉ có hắn đi săn người khác phần, lúc nào như vậy biệt khuất qua. Thế nhưng, tình huống hiện tại chính xác nguy cấp. Hắn muốn thoát khỏi đen như mực khí lưu, cũng là cực kỳ không dễ, huống chi còn muốn cứu phương năm người. Thế cục lập tức liền cứng ngắc. Ân. Đột nhiên, Tu La Ma Tổ cảm thấy một vòng hào quang óng ánh đập vào tầm mắt. Cái này xóa tia sáng tràn ngập liễu thần thánh khi hơi thở, rất là quen thuộc. Rốt cuộc đã đến. Tu La Ma Tổ thần sắc vui mừng. Dứt lời, thánh quang buông xuống. Một bộ khoan hậu áo dài trắng thánh quang thần tổ xuất hiện ở trước mặt hắn.
Lời ong tiếng ve không nói nhiều, nhanh chóng xuất thủ cứu 5 người, tốc độ nhất định muốn nhanh, những thứ này đen như mực khí lưu số lượng càng lai việt nhiều, đến cuối cùng sợ là người ta đều phải vây ở chỗ này. Tu La Ma Tổ lời ít mà ý nhiều nói. Trong ngôn ngữ, trên người hắn chút xuống ra hùng hậu huyết quang. Huyết quang như nước thủy triều, hóa thành cự thủ. Cực uyên phía trên, lại là một cái cự thủ hiện lên, thẳng tắp chụp lại. Oanh! Cả tòa cực uyên đều ở đây run rẩy kịch liệt. Một trường này, so với trước đây tới mãnh liệt, cơ hồ đem tất cả xúc tu đều đánh nát. Liên đới, đen như mực khí lưu cũng theo đó cứng lại. Thánh quang thần tổ thấy thế, cũng không nói chuyện, quanh thân tia sáng lóe lên, tựa như một cái mũi tên như vậy, phá vỡ trọng trọng hỗn loạn khí tức, trực tiếp rơi xuống trên đất bằng. Lên! Quát một tiếng phía dưới. Thánh quang thần tổ trên người thánh quang tràn ngập ra, hóa thành một chiếc hẹp dài phi toa, đem ngũ vị thần tử ma tử bao phủ lại. Ngạnh sinh sinh đem bọn hắn từ đen như mực khí lưu phong tỏa bên trong rút ra, liền muốn hướng về cực uyên mở miệng lao đi. Ông 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 ông. Một màn như thế, tựa như là chọc giận giới ấn mảnh vụn. Trong khoảnh khắc, số lớn đen như mực khí lưu lan tràn. Những thứ này đen như mực khí lưu bám vào tại thánh quang phi toa phía trên, thật giống như từng cái giòi bọ, muốn đem hắn triệt để từng bước xâm chiếm không còn một mống. Nhưng, thánh quang rực rỡ. Cho dù bị đen như mực khí lưu bao phủ, cũng từ đầu đến cuối không có chịu ảnh hưởng, tiếp tục hướng về mở miệng lao đi. Nắm cơ hội này, Thánh Quang Thần Tổ đưa tay chặt đứt Tu La Ma Tổ chung quanh đen như mực khí lưu, hai người thân hình lấp lóe, đồng thời tiến nhập phi toa bên trong. Hô! Vừa vào bên trong, hai người không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Toàn bộ quá trình, bất quá mấy giây. Thế nhưng là, trong đó hung hiểm để cho người ta nghĩ lại mà sợ. Đen như mực khí lưu số lượng nhiều lắm, phảng phất giống như vô tận. Nếu như không phải Thánh Quang Thần Tổ ra tay kịp thời, một khi bị kiềm chế lại, cuối cùng đoán chừng cũng sẽ giống Tu La Ma Tổ như thế bị trói lại. Mấy cái khác lão gia hỏa đều ở đây bên ngoài, chờ chúng ta sau khi ra ngoài, liên thủ tiếp đem cực uyên tạm thời phong ấn lại, dựa theo trước đây quy luật, truyền thừa chí bảo dị động, hẳn là sẽ kéo dài tương đối dài một đoạn thời gian. Thánh Quang Thần Tổ hơi lấy lại tinh thần. Hướng về phía Tu La Ma Tổ nói. Như thế cũng không biện pháp, người không có việc gì liền tốt. Tu La Ma Tổ tiêu hao rất lớn, đến nay còn tại đại khẩu đại miệng thở dốc. Hắn vừa mới nói xong, nhìn về phía Thánh Quang Thần Tổ đôi mắt đột nhiên ngưng lại. Trong con mắt, một trương tuyệt mỹ nhưng lại quỷ dị khuôn mặt nổi lên. Cẩn thận! Tu La Ma Tổ bỗng nhiên vừa quát. Vị diện chi lực bộc phát, hóa thành một cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm, thẳng tắp vỗ về phía Thánh Quang Thần Tổ hậu phương. Oanh! Thánh Quang Phi Toa lúc này bị oanh thành phấn vụn. Thánh Quang Thần Tổ bỗng nhiên quay đầu, đã thấy tại hắn sau lưng, chẳng biết lúc nào ra hiện liễu nhất tên thần bộ thiếu nữ. Thiếu nữ dáng dấp tuyệt mỹ, cho dù là so với giả cơ cũng không hoàng nhiều nhường. Chỉ bất quá, bây giờ thiếu nữ ngũ quan hiện ra vặn vẹo hình dáng, khóe miệng liệt lên, một mực kéo dài đến bên tai, hai mắt không có con ngươi, tất cả đều là ngói sắc nhãn trắng, đang gắt gao nhìn chằm chằm Thánh Quang Thần Tổ, tản mát ra một cỗ dữ tợn cảm giác. Linh, Linh Tú. Thánh Quang Thần Tổ lập tức mộng. Cái này danh thiểu nữ, bỗng nhiên đúng là hắn tôn nữ. Ngày đó, Tu La Lão Tổ trong miệng vị kia tiểu tử tự, chính là người này. Giống. Đã thấy thần Linh Tú nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên bản trói buộc chặt máu của nàng sắc đại thủ ầm vang nổ tung, từng sợi đen như mực khí lưu từ trên người nàng bao phủ đi ra, lại nhanh, lại nhiều, trực tiếp đem Thánh Quang Thần Tổ hòa Tu La Ma Tổ bao phủ đi vào. Một bên khác, bởi vì cấm chế dày đặc nguyên nhân, cực uyên ra đám người, cũng không biết nội bộ đã xảy ra chuyện gì. Tứ vị lão tổ gắt gao nhìn chằm chằm cực uyên cửa vào, ánh mắt trước nay chưa có ngưng trọng. Các ngươi tại sao còn chưa đi? Gió Bắc Ma Tổ liếc qua Diệp Trần Hòa Hồ Tôn, âm thanh lộ ra lạnh nhạt chi ý. Tính tình của ta không giống Thánh Quang lão nhi như vậy dễ nói chuyện, hẳn các ngươi trong vòng 3 giây, lập tức rời đi cấm địa, bằng không mà nói, ta trực tiếp đem các ngươi xem như kẻ xâm lược xử lý, đến lúc đó, đừng trách ta tàn nhẫn vô tình. Kình Thiên Ma Tổ lập tức nói tiếp. Bởi vì cực uyên xảy ra chuyện duyên cớ, bọn hắn vốn là tâm thần vô cùng lo lắng. Bây giờ, Diệp Trần Hòa Hồ Tôn thật lâu không rời đi, đây càng là để bọn hắn cảm thấy một hồi bực bội, ngôn ngữ tràn đầy tính nhắm vào. Các ngươi! Hồ Tôn lửa giận trong lòng còn chưa đánh tan, vừa nghe đến những lời này, lúc này lại muốn xù lông. May mắn lúc này, Lạc Khê Thần Tổ đi tới, kéo lại Hồ Tôn, quay đầu hướng về phía ba vị lão tổ nói. Tình huống bây giờ nghiêm trọng, các ngươi vẫn là chớ có phân tâm, ta đây liền dẫn bọn hắn rời đi, miễn cho dẫn phát tranh chấp không cần thiết.
Sau khi nói xong, Lạc Khê Thần Tổ hướng Hồ Tôn nháy mắt, tiếp đó liền lôi kéo nàng Hòa Diệp Trần, từng bước một thối lui ra khỏi Cực Uyên khu vực. Cực Uyên là ta tộc cấm địa, bây giờ Cực Uyên xuất hiện biến cố, trái tim tất cả mọi người tình đều trở nên trầm trọng, ở nơi này trong lúc mấu chốt, các ngươi tốt nhất vẫn là phối hợp một điểm, ngươi cũng biết Ma Bộ chi nhân tính khí, bọn hắn nói động thủ liền sẽ động thủ, định sẽ không cùng các ngươi giảng đạo lý. Trên đường, Lạc Khê Thần Tổ dụng nhất trùng bất đắc dĩ ngữ khí thuyết phục Hồ Tôn. Nàng hòa Hồ Tôn quan hệ vô cùng tốt, tự nhiên không muốn nhìn thấy song phương ra tay đánh nhau. Cái này cũng là vì cái gì, nàng sẽ chủ động lôi đi Hồ Tôn. Lạc Khê tiền bối, ngươi có thể không nói cho ta biết, vì cái gì Cực Uyên sẽ xuất hiện như vậy dị tượng, nếu như ta đoán không lầm, cảnh tượng kỳ dị như vậy phía trước hẳn là cũng xuất hiện qua a. Diệp Trần đột nhiên hỏi hướng Lạc Khê Thần Tổ. Lạc Khê Thần Tổ quay đầu nhìn Liễu Diệp Trần một mắt, ánh mắt làm sơ trần chờ, cuối cùng thở dài một hơi, hạ giọng nói, Cực Uyên tồn phóng tộc ta truyền thừa chí bảo, truyền thừa chí bảo mặc dù ẩn chứa sức mạnh vô cùng, nhưng cỗ lực lượng này khó mà trưởng khống, hơi không cẩn thận, liền sẽ chút xuống, đem một vùng không gian trở nên hỗn loạn vô tự. Ngày bình thường, chúng ta đều sẽ thận trọng kiềm chế truyền thừa chí bảo sức mạnh, nhưng bởi vì trong khoảng thời gian này là ta tộc thần tử ma tử tiếp nhận truyền thừa chí bảo tẩy lễ ngày, cho nên chúng ta đối với truyền thừa chí bảo kiềm chế sẽ thoáng thu liếm, để cho thần tử ma tử tiếp nhận càng nhiều sức mạnh hơn tẩy lễ. Ngươi nói không sai, như loại này tình huống, trước đó đã từng xuất hiện qua, hơn nữa, cũng là tiếp nhận tẩy lễ ngày, nhưng tình huống trước không nghiêm trọng lắm, lại thêm mỗi lần tẩy lễ ngày đều có chí cao cường giả chấn giữ, dù là có chỗ dị tượng, cũng có thể trong nháy mắt bày ra. Nghĩ cách cứu viện, nhưng lúc này đây, tình huống rõ ràng sinh dị, truyền thừa chí bảo chút xuống sức mạnh, quá mức khổng lồ, vượt xa phía trước Nhâm Hà nhất lần, nguyên bản phụ trách chú đóng Tu La Ma Tổ, nếu không có gì ngoài ý muốn hẳn là vây ở Cực Uyên nội bộ, cũng bởi vì như thế, Thánh Quang Thần Tổ mới có thể trước tiên ra tay cứu viện. Dưới tình huống bình thường, Lạc Khê Thần Tổ đương nhiên sẽ không theo một ngoại nhân nói những thứ này. Đây đều là thần ma nhất tộc tuyệt mật. Chớ nói ngoại nhân, liền một chút bản tộc người đều không biết được. Nhưng mà, Diệp Trần phía trước nói một phen, cùng với báo cho biết tân bí, mang cho Lạc Khê Thần Tổ quá nhiều rung động. Mơ hồ trong đó, nàng có chút bị Diệp Trần thuyết phục. Cho nên, nàng mới có thể cùng Diệp Trần nói những thứ này, muốn cho cái sau hiểu thêm một bậc thần ma nhất tộc. Đương nhiên, trong này còn có Hồ Tôn nguyên nhân. Nói cho cùng, Hồ Tôn cũng là chí cao cường giả, còn cùng thần ma nhất tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cáo chi những chuyện này, đơn giản chính là muốn kéo gần song phương quan hệ. Thần ma nhất tộc giới, truyền thừa chí bảo, ngoại trừ tại chỗ là tẩy lễ ngày, sẽ chút xuống ra lực lượng quỷ dị, vào ngày thường bên trong, chắc cũng sẽ đối với thần ma nhất tộc tạo thành ảnh hưởng a, liền các ngươi cũng muốn chịu ảnh hưởng. Diệp Trần đột nhiên hỏi ngược một câu. Bởi vì cùng cho y Diệp Trần có thể không có khe hở cùng hưởng trí nhớ duyên cớ, Diệp Trần tự nhưng cũng liền biết liên quan tới giới ấn mảnh vụn rất nhiều tân bí. Lập tức, hắn lập tức nghĩ tới thập đại văn minh đem thần ma nhất tộc cùng vu tộc xem như chuột bạch chuyện. Cơ hồ là theo bản năng, mở miệng hỏi thăm. Ngươi như thế nào biết được? Lạc Khê Thần Tổ tràn đầy kinh ngạc liếc mắt Diệp Trần. Nàng làm sơ trần chờ, vừa mới chuẩn bị thêm một bước giải thích thời điểm, không có dấu hiệu nào, hậu phương truyền đến một hồi cực lớn tiếng oanh minh âm. Đám người quay đầu nhìn lại. Đã thấy Cực Uyên sở tại chi địa, phun mạnh ra càng nhiều quỷ dị xúc tu. Tinh tế ngóng nhìn, những thứ này chạm tay màu sắc, tựa hồ xảy ra một điểm biến hóa, không còn là thuần túy xám trắng màu sắc, mơ hồ nhiều hơn một sợi đen như mực, hai loại màu sắc trộn vào cùng một chỗ, đã biến thành xám đen màu sắc, hỗn tạp không chịu nổi, càng lộ ra hỗn loạn cùng vặn vẹo. Cực Uyên sao động càng lai viện mãnh liệt, vì an toàn của các ngươi lý do, vẫn là tạm thời ly khai nơi này a. Các ngươi trước tiên có thể đến chỗ ở của ta yên lặng chờ, chờ chúng ta xử lý xong chuyện bên này nghi, ta đang tìm cơ hội cùng bọn hắn nói một tiếng, cho các ngươi một cái ổn định lại tâm thần thương nghị cơ hội, bây giờ thực không phải lúc. Tình huống nguy cấp, Lạc Khê Thần Tổ cũng không biện pháp nói quá nhiều. Bỏ rơi hai câu nói phía sau, nàng trực tiếp hóa thành lưu quang, lao nhanh hướng về Cực Uyên lao đi. Bây giờ chúng ta muốn làm sao? Nhìn thấy một hình ảnh này, liền Hồ Tôn đều có chút mộng. Cực Uyên tình huống, rõ ràng có chút mất khống chế. Cho dù là nàng, đều cảm giác được một chút xíu nguy hiểm cảm giác. Nhưng, thần ma nhất tộc thái độ rất kiên quyết. Đây là bọn họ tư ẩn. Nếu như Diệp Trần hòa Hồ Tôn vẫn như cú dây dưa không bỏ, đừng nói ngồi xuống thương nghị hợp tác sự nghi, sợ rằng sẽ tại chỗ bộc phát tử chiến. Cứu người trước.
Diệp Trần thật sâu nhìn về phía Cực Uyên chỗ, ngôn ngữ lộ ra mãnh liệt kiên định. Hưu, hắn hóa thành lưu quang, chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Thấy thế, Hồ Tôn mặt mũi tràn đầy cười khổ, chỉ có thể đồng dạng lướt lên không trung, cực tốc đi theo. Cùng lúc đó, vốn là hỗn loạn không chịu nổi Cực Uyên, bây giờ càng là lộ ra hỗn loạn. Từng cây xám đen xúc tu không ngừng đập xuống, nhìn như là công kích trong phạm vi toàn bộ sinh linh, kỳ thực là phun mạnh ra số lớn hỗn loạn vặn vẹo khí tức, đem một phiến khu vực, thậm chí là một phương hư không, triệt triệt để hóa thành hỗn loạn chi địa, chịu đến cực kỳ nghiêm. Nặng ô nhiễm. Đối với cái này, bao quát Lạc Khê thần tổ ở bên trong tứ vị lão tổ, có thể nói là vội vàng sứt đầu mẻ trán. Một phương diện, bọn hắn muốn đem những cái kia trở nên quỷ dị vô ý thức thần ma nhất tộc người, hoàn hảo không hao tổn mang rời khỏi Cực Uyên khu vực, còn muốn trói buộc chặt hành động của bọn họ, để bọn hắn không đến mức đào thoát ra ngoài, nhiễu loạn khu vực khác. Một mặt khác, bọn hắn còn phải không ngừng kiềm chế vô tận xúc tu. Bọn hắn tiếp xúc giới ấn mảnh vụn rất lâu, biết rõ giới ấn mảnh vụn phun ra nuốt vào đi ra ngoài hỗn loạn vặn vẹo khí tức, cực kỳ nguy hiểm, liền bọn hắn cũng không dám khinh thường. Một khi tiết lộ, e rằng toàn bộ thần ma nhất tộc đều phải gặp nạn. Về phần bọn hắn phía trước bố trí cấm chế, bây giờ đã kinh hoàn toàn đã mất đi tác dụng. Vô luận là vặn vẹo điên cuồng chi khí, vẫn là xám đen xúc tu, mang đến áp lực quá mạnh mẽ, hoàn toàn vượt ra khỏi cấm chế mức cực hạn có thể chịu đựng. Thánh Quang lão nhi đến cùng đang làm gì, đều đã lâu như vậy, vì cái gì vẫn là không có nửa điểm tin tức. Tình huống nguy cấp, nếu không thì ta đi vào một chuyến. Không được, nếu ngươi cũng tiến vào Cực Uyên, không nói đến có thể hay không trợ giúp Thánh Quang lão nhi, một khi bộc phát va chạm, chỉ là chút xuống sức mạnh, cũng đủ để đem trọn tòa Cực Uyên phá hủy, cho đến lúc đó, đoán chừng chúng ta càng là sức đầu mẻ chán. Cái này không đi, vậy không được, chẳng lẽ chúng ta liền muốn ngu như vậy lăng lăng chờ lấy. Tứ vị lão tổ tâm thái dần dần trở nên sốt ruột. Cực Uyên quá đặc thù. Bên trong ngoại chứ có truyền thừa chí bảo, còn có ngũ vị thần tử ma tử. Đến mức bọn hắn không dám quá mức buông tay ra, chỉ sợ dạng này sẽ làm bị thương thần tử ma tử, thậm chí truyền thừa chí bảo. Nuốt. Đột nhiên, một đạo tiếng quát khẽ truyền đến. Cực Uyên bầu trời chỗ. Một vòng đen như mực vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, trong đó, một cỗ kinh khủng hấp lực bao phủ đi ra, dễ dàng đem những cái kia xám đen xúc tu bao trùm, lấy một loại cướp đoạt cuồng mãnh tư thái, cưỡng ép đem hắn thôn phệ hầu như không còn, không lưu lại một tơ một hào khí tức. Một màn này, nhưng tứ vị lão tổ sừng sốt một chút. Những thứ này xám đen xúc tu nội bộ, ẩn chứa hỗn tạp không chịu nổi truyền thừa chí bảo chi lực. Cỗ lực lượng này liền bọn hắn đều phải kiêng kỵ. Dưới mắt, một vòng vòng xoáy hiện lên, nhẹ nhõm đem các loại xúc tu thôn phệ, còn không có chịu đến bất kỳ phản phệ. Điều này thực không hợp lý. Hưu, hưu, liên tục hai đạo tiếng xé gió truyền đến. Trong tầm mắt, Diệp Trần hòa Hồ Tôn ngự không rơi xuống. Diệp Trần trên thân, còn quanh quẩn vòng xoáy bí thuật khí tức, một đôi như mực con mắt nhìn về phía tứ vị lão tổ, không tránh không né, không kiêu ngạo không tự ti, nói thẳng, theo ta được biết, giới ấn mảnh vụn một khi sao động, sẽ liên tục không ngừng chút xuống ra vặn vẹo điên. Cuồng chi khí, nhưng nếu không có nhận được kịp thời kiềm chế, những thứ này vặn vẹo điên cuồng chi khí sẽ diễn biến thành cực kỳ tinh thuần vị diện chi lực, đến lúc đó, tình huống tuyệt không phải giống bây giờ đơn giản như vậy. Ta cùng với giới ấn mảnh vụn ở giữa, từng có nhiều lần tiếp xúc, đối với cái này loại tình huống có chút quen thuộc, còn xin tứ vị lão tổ đồng ý, để cho ta tiến vào Cực Uyên nhất tìm tòi nghiên cứu lại, nhìn có thể hay không đuổi tại giới ấn mảnh vụn triệt để thất khống chi phía trước, để cho lần nữa khôi phục bình tĩnh. Phía trước một câu nói, tứ vị lão tổ còn không có nói cái gì. Vừa nghe đến đằng sau câu nói kia, vẫn đối với Diệp Trần Hòa Hồ Tôn có ý kiến hai vị ma bộ lão tổ, biểu lộ lập tức chìm xuống dưới. Bọn hắn vừa muốn mở miệng, lại kiến Diệp Trần đưa tay dương lên, lòng bàn tay đột nhiên ra hiện liễu nhất mai tạo hình kỳ lạ mảnh vụn. Truyền thừa chí bảo. Nhìn thấy một quả này mảnh vụn, tứ vị lão tổ đều mở to hai mắt. Diệp Trần trong tay cái này mảnh vụn, thế mà cùng bọn hắn thần ma nhất tộc truyền thừa chí bảo một mô nhất dạng, khí tức càng là không có sai biệt. Nhưng mà, như Diệp Trần trong tay mảnh vụn, chính là thần ma nhất tộc truyền thừa chí bảo. Cái này lúc bây giờ đang tại Cực Uyên nội bộ, cuồn cuộn không dứt chút xuống ra quỷ gì vặn vẹo hơi thở, lại là vật gì? Chẳng lẽ truyền thừa chí bảo thật là cái gọi là giới ấn mảnh vụn? Tứ vị lão tổ trong đầu, không hẹn mà cùng nổi lên ý nghĩ này. Không bao lâu phía trước, bọn hắn từ Diệp Trần trong miệng, biết được rất nhiều không muốn người biết tân bí.
Ở trong đó cũng chỉ xuất thần ma nhất tộc truyền thừa chí bảo, trên bản chất là giới ấn mảnh vụn. Cổ ngữ lời, sự thật thắng hùng biện. Diệp Trần bây giờ lấy ra trong cơ thể hắn giới ấn mảnh vụn. Vô luận là bộ dáng, hay là khí tức, đều cùng thần ma nhất tộc truyền thừa chí bảo hoàn toàn tương tự. Tất nhiên truyền thừa chí bảo không có khả năng xuất hiện tại Diệp Trần trong tay. Như vậy giảng giải chỉ có một. Chính là, truyền thừa chí bảo không chỉ có một cái. Mà trong lúc vô hình nghiệm chứng liễu Diệp Trần nói tới giới ấn mảnh vụn sự tình. Chuyện quá khẩn cấp, còn xin chư vị chớ có ngăn cản. Diệp Trần lại nói một câu. Dứt tiếng lời này, tứ vị lão tổ bỗng nhiên bị giật mình tỉnh lại. Vốn là muốn giận dữ mắng mỏ Diệp Trần gió bấc ma tổ hoặc kình thiên ma tổ, lập tức không nói, ánh mắt bên trong vừa có bài xích, cũng có mấy phần chờ mong. Không sai. Chính là chờ mong. Cực uyên tình huống hiện tại, quá phức tạp. Bốn người bọn họ tiến cũng không được, thối cũng không xong, cực kỳ lúng túng. Nếu như Diệp Trần chân đối giới ấn mảnh vụn có sâu đậm hiểu rõ, nhưng hắn tiến vào cực uyên điều tra tình huống, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Vậy làm phiền Diệp tiểu hữu. Lúc này, Lạc Khê thần tổ trực tiếp cấp ra chắc chắn trả lời. Sau khi nói xong, nàng chủ động đón nhận còn lại ba vị lão tổ ánh mắt kinh ngạc, ngữ khí chân thành nói, tình huống bây giờ chính xác nguy cấp, càng về sau dây dưa, đoán chừng càng là khó giải quyết. Như vậy phía dưới, ta nguyện ý tin tưởng một lần Diệp tiểu hữu, nếu như nói sau này xuất hiện. Cái gì tình huống, hết thảy trách nhiệm từ ta gánh chịu. Trong lời nói, Lạc Khê thần tổ cho Diệp Trần nhất cái ánh mắt tín nhiệm. Nghe vậy, ba vị lão tổ trầm mặc. Bọn hắn làm sơ suy tư, cuối cùng khẽ gật đầu. Đa tạ Lạc Khê tiền bối. Diệp Trần tràn đầy cảm kích nhìn về phía Lạc Khê thần tổ. Có thể ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy, cho hắn cao như vậy tín nhiệm. Đổi lại là bất luận kẻ nào, đều sẽ từ đáy lòng cảm thấy ấm lòng. Nói xong, Diệp Trần đột nhiên xoay người, cũng không quay đầu lại chui vào cực uyên bên trong. Diệp Trần tầm mắt, lập tức trở nên đen như mực tối tăm. Chờ đợi dần dần thích ứng sau đó, hắn chính là thấy được một mảnh sâu u không đáy hắc ám khu vực. Hai bên là đá lởm chởm vách núi. Đến núi phía dưới, nhưng là vô tận hắc ám. Bây giờ, đại lượng xám đen khí lưu từ cực uyên phía dưới tuôn ra. Giống như từng đầu đào thoát xuất lồng giã thú, không lưu dư lực phát ra phẫn nộ gào thét. Nếu như là người bình thường đưa thân vào này, bây giờ sớm đã bị vặn vẹo điên cuồng chi khí bao phủ, tại chỗ biến thành liễu nhất người điên. Diệp Trần lại không phải như thế. Hắn đứng thẳng ở này, chung quanh vặn vẹo điên cuồng chi khí, cực kỳ kiêng kỵ lách đi qua. Liền phảng phất, những khí tức này e ngại tại Diệp Trần. Liền từ địa hình tới nói, tòa này vực sâu cũng không phức tạp, chỉ là dựa theo Hồ Tôn lời nói. Thần ma nhất tộc truyền thừa chí bảo trở thành tại cực uyên chỗ sâu nhất, xâm nhập đến cuối cùng, nhất định là không khỏi trực tiếp tiếp xúc giới ấn mảnh vụn. Ngoài trừ giới ấn mảnh vụn bên ngoài, tòa này trong vực sâu còn có ngũ vị thần ma nhất tộc thanh niên tài tuấn, cùng với hai vị trí cao cường giả. Một bên xâm nhập, Diệp Trần nhất vừa sửa sang lại lấy tin tức. Lúc trước, hắn nhiều lần giới ấn mảnh vụn, đã sớm là không cảm thấy kinh ngạc, cực kỳ quen thuộc. Bất quá, dựa theo thiên đình chi chủ phân tích, lần này hắn muốn tiếp xúc giới ấn mảnh vụn, chính là không có đi qua bất luận cái gì luyện hóa, cũng không có đi qua bất luận cái gì trấn áp nguyên sinh thái giới ấn mảnh vụn. Hắn hoàn toàn không biết là có hay không sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Trừ cái này cái, nơi đây còn có những người khác. Diệp Trần giả đoán không ra, đây có phải hay không sẽ mang đến càng nhiều biến số. Suy tư muốn về nhà tác, Diệp Trần tốc độ không chút nào không giảm. Một lát sau, Diệp Trần đã tới cực uyên thâm chỗ. Lúc này, chung quanh hai bên trên vách núi đá, dính nồng đậm xám đen khí lưu. Mơ hồ trong đó, thậm chí còn có thể nhìn đến đen như mực khí lưu. Những khí lưu này giống như huyết nhục như vậy, gắt gao bám vào trên vách núi đá, không ngừng ngọ nguậy, tựa như có được sinh mệnh, đang tại gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần, phát ra quỷ dị lại dữ tợn tiếng cười. Diệp Trần có thể cảm thấy, theo càng là xâm nhập cực uyên, trong cơ thể hắn giới ấn mảnh vụn phát ra mãnh liệt cộng minh. Vì thế chính là, trong cơ thể hắn hỗn độn ý chí chi quang, mảnh vỡ hỗn độn hòa vũ tổ ý chí, còn có thể miễn cưỡng chấn áp được, không đến mức hướng đi mất khống chế. Càng lai việt tới gần, Diệp Trần tại thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Hắn tiếp tục thâm nhập sâu ngàn trượng. Phút chốc, trong tầm nhìn của hắn chiếu vào lướt qua một cái rực rỡ ánh sáng nhạt. Theo ánh sáng nhạt nhìn lại, hắn nhìn thấy một cái cực lớn quang kén. Quang kén nội bộ, hình như có hai thân ảnh. Quét sạch kén bên ngoài, nhưng là bao quanh số lớn đen như mực khí tức,
phảng phất như giỏi trong xương, đang không ngừng ăn mòn ánh sáng nhạt, ý đồ thấm vào. Là ngươi. Không đợi Diệp Trần mở miệng, ngược lại là quan kén bên trong một người phát ra âm thanh. Diệp Trần chăm chú nhìn đi qua, cấp tốc bắt được người mở miệng. Hắn bỗng nhiên chính là Thánh Quang Thần Tổ. Lúc này, Diệp Trần giã thấy được một người khác, đó là một tên người mặc trường bào màu xám, dáng người khôi ngô, quanh thân làn da đen như mực trung niên nam tử, một đôi tròng mắt hiện ra huyết hồng màu sắc, vẹn vẹn quét tới một mắt, liền nhượng Diệp Trần bên tai xuất hiện vô tận chém giết thanh âm, phảng phất đưa thân vào núi thây biển máu. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn hẳn là ma bộ người chấp trưởng Tu La Ma Tổ. Diệp Trần tại trong lòng cấp tốc làm ra phán đoán. Đồng thời, Diệp Trần cấp tốc đến gần đi qua, vặn vẹo bí thuật cùng vòng xoáy bí thuật đồng thời thôi động, cưỡng ép đem quanh quẩn quang kén đen như mực khí lưu đuổi ra ngoài. Những thứ này đen như mực khí lưu, cùng cực ám vùng đen như mực khí lưu hoàn toàn khác biệt. Nếu như là đen như mực vùng đen như mực khí lưu, là từng cái con cừu nhỏ, chỉ cần thoáng thuần dưỡng, liền có thể để bản thân sử dụng. Như vậy nơi này đen như mực khí lưu, tất cả đều là cuồng dã tàn bạo xài lang hổ báo, chớ nói nuốt vào thể nội, cho dù là hơi tiếp xúc đến mảy may, đều sẽ cảm giác nhục thân hòa thần trí trở nên điên cuồng, tùy thời tùy chỗ đều sẽ bản thân bị lạc lối. Mà, chính là nguyên sinh giới ấn mảnh vụn chỗ nguy hiểm. Ngươi lại có thể không nhìn những thứ này đen như mực khí lưu. Thấy cảnh này, Thánh Quang Thần Tổ kinh ngạc mở to hai mắt. Nhưng, Diệp Trần kịp thời lên tiếng cắt đứt hắn, ngữ khí lộ ra nghiêm túc chi thái, đạo Thánh Quang tiền bối, liên quan tới những sự tình này, các loại tình huống hòa dịu sau đó, ta sẽ rõ ràng người ngươi giải thích với các ngươi, bây giờ việc cấp bách là, nhanh lên đem tất cả mọi người mang rời khỏi cực. Uyên, hơn nữa cưỡng ép ngăn chặn lại giới ấn mảnh vụn sao động, bằng không mà nói, phiến khu vực này chắc chắn không cách nào khống chế. Thánh Quang Thần Tổ hòa Tu La Ma Tổ cũng không phải là không biết chuyện người. Nghe vậy, hai người lập tức bỏ xuống trong lòng bằng mọi cách nghi hoặc, Thánh Quang Thần Tổ hướng về phía Diệp Trần nói, những thứ này đen như mực khí lưu mặc dù khó giải quyết, nhưng bằng cho chúng ta hai nhân chi lực, nếu muốn cưỡng ép rời đi, vẫn là có thể làm được, nhưng cứ như vậy, ắt sẽ bảo. Phát kinh khủng thủy triều, khiến cho toàn bộ cực uyên hướng đi sụp đổ hủy diệt. Càng quan trọng chính là, tộc ta ngũ vị thần tử ma tử, bây giờ còn ở vào cực uyên phía dưới, bọn hắn cùng cực uyên khu vực bên ngoài vệ binh một dạng, đã kinh hoàn toàn bị bóp méo điên cuồng chi khí ăn mòn, triệt triệt để đã mất đi lý trí cùng ý thức, trở nên giống như đi. Thì đi thịt như vậy. Nhưng có một nhân tình huống hồ khác biệt, nàng. Nguyên bản nói chuyện điều lý Thanh Tích Thánh Quang Thần Tổ, ngôn ngữ đột nhiên trở nên ấp a ấp úng đứng lên. Hơn nữa, hắn hòa Tu La Ma Tổ con ngươi, tại cùng thời khắc đó đột nhiên co lại giống như cây kim, đôi mắt càng là đã tuôn ra một cỗ vẻ kinh ngạc, gần như đồng thời dùng thét lên ngữ điệu hô, nàng ngay tại sau lưng ngươi, nhanh tránh ra. Diệp Trần sau lưng, chẳng biết lúc nào ra hiện liễu nhất tên tuyệt mỹ thiếu nữ. Dung mạo của nàng cùng dáng người giống như thiên tiên hạ phàm, để cho người ta tìm không ra bất luận cái gì khuyết điểm, nhưng mà, bây giờ tràn ngập tại nàng khuôn mặt, nhưng là một cỗ để cho người ta phát ra từ sâu trong linh hồn âm trầm, một đôi hắc bạch song giữa trong con mắt bộ, tất cả đều là dữ tợn sát ý. Oanh! Một cỗ đen như mực khí lưu ầm vang bộc phát, như đao như kiếm, thẳng đến Diệp Trần đầu người yếu hại. Mắt thấy đen như mực khí lưu giết đến, lại kiến Diệp Trần cái ót vị trí, một vòng cực nhỏ vòng xoáy màu đen nổi lên. Vòng xoáy tràn ngập hấp lực, không nhiều không ít, vừa vặn đem đen như mực khí lưu thôn phệ đi vào. Tuyệt mỹ thiếu nữ hơi sững sờ. Không đợi nàng tiếp tục ra tay, Diệp Trần thân ảnh nhưng là biến mất, giống như quỷ mị chuyển đến rồi quang kén bên cạnh. Từ nhìn bề ngoài, Diệp Trần chấn định tự nhiên, không chút biểu tình. Kỳ thực, trong lòng của hắn một trận hoảng sợ. Tại Thánh Quang Thần Tổ nhắc nhở phía trước, hắn cũng cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Cùng một thời khắc, bên trong đan điền giới ấn mảnh vụn run rẩy lợi hại. Cái này nhượng Diệp Trần vô ý thức thúc giục vòng xoáy bí thuật. Đợi đến Thánh Quang Thần Tổ mở miệng nhắc nhở, Diệp Trần liền đem vòng xoáy bí thuật đưa lên ở sau lưng, tự thân nhưng là hướng về phía trước né tránh đi. Cái này liên tiếp động tác, phát sinh ở 1/10 giây bên trong. Rất mạo hiểm. Cho dù là kém chút xíu, kết quả cũng không kham suy nghĩ. Nàng tên Vi Thần Linh Tú, chính là ta thần bộ thân thể, cùng 4 vị thần tử ma tử một dạng, nàng cũng tới đến rồi cực uyên phía dưới tiếp nhận truyền thừa chí bảo tẩy lễ, nhưng không biết vì cái gì, nàng không có giống còn lại 4 vị thần tử ma tử như thế, trở nên giống như hành thi đi. Thịt, mà là có nhất định năng lực hành động. Không chỉ có như thế, cả người nàng cũng là thay đổi, trở nên cuồng bạo, thị sát,
tràn đầy tính công kích. Hai người chúng ta sở dĩ dùng hết kén bao khỏa quanh thân, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là, từng nhiều lần lọt vào nàng đột nhiên đánh lén, quả thực là khó lòng phòng bị. Thánh Quang Thần Tổ kiến Diệp Trần không việc gì, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, lập tức mở miệng giải thích. Một bên, Tu La Ma Tổ nói bổ sung, trừ ngoài ra, thần linh tú thủ đoạn công kích rất là quỷ dị, cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt, chỗ thúc giục sức mạnh, tựa hồ chính là tràn ngập tại khu vực này xám đen khí lưu cùng đen như mực khí lưu, loại lực lượng này rất là quỷ dị. Cho nên chúng ta không cách nào chính xác giới định thực lực của nàng, cũng không dám tùy tiện ra tay, chỉ sợ sẽ thương tổn đến thần linh tú. Nếu như ta không có đoán sai, nàng hẳn là bị phụ thân. Diệp Trần nghe xong hai vị trí cao cường người miêu tả phía sau, cấp ra một cái cực kỳ khẳng định phỏng đoán, ngưng thanh đạo, giới ấn mảnh vụn nội bộ ẩn chứa nhất đạo ý chí, cái này đạo ý chí bày tỏ Trương Thu là một danh hắc y hắc phát thiểu nữ, thân phận cụ thể không rõ, thực lực cụ thể không rõ, nhưng biểu hiện ra thần thái, cùng vào giờ phút này thần linh tú hoàn toàn nhất trí. Lại thêm, những thứ này xám đen khí lưu cùng đen như mực khí lưu chính là đến từ giới ấn mảnh vụn, cho nên, nàng vô cùng có khả năng bị cái kia hắc phát thiểu nữ tạm thời cướp lấy thân thể. Nghe vậy, Thánh Quang Thần Tổ Hòa Tu La Ma Tổ trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, thần linh tú chính là thần bộ thần tử, thực lực cao, sớm đã bước vào luân hồi cấp độ. Đối phương có thể lặng yên không tiếng động tạm thời cướp đoạt nhục thể của nàng, có thể thấy được thực lực khủng bố. Cái gì là giới ấn mảnh vụn? Tu La Ma Tổ đột nhiên nói một cái câu. Từ đầu tới đuôi, hắn đều trấn thủ tại Cực Uyên. Bởi vậy, hắn hoàn toàn không biết Diệp Trần. Một cách tự nhiên, hắn cũng sẽ không biết giới ấn mảnh vụn sự tình. Diệp Trần nhìn Thánh Quang Thần Tổ một mắt, cái sau lập tức đối với Tu La Ma Tổ đạo, chuyện này có chút phức tạp, chờ đi ra lại theo ngươi nói chuyện. Sau đó, hắn hướng về phía Diệp Trần đạo, tất nhiên Diệp tiểu hữu đối giới. Giới ấn mảnh vụn hiểu rõ như vậy, vậy bây giờ chúng ta muốn thế nào xử lý, mới có thể đem phụ thân người từ thần linh tú thể nội đuổi ra ngoài, hơn nữa, nếu là dựa theo ngươi như vậy lời nói, Cực Uyên chi. Cho nên sẽ biến thành dạng này, cũng đều là phụ thân người duyên cớ. Hưu. Nói xong, tiếng xé gió lên. Thần linh tú lại lần nữa hướng về Diệp Trần vồ giết tới. So với thượng nhất lần, thế công của nàng lộ ra cuồng bạo hơn, nguyên bản thuộc về thần linh tú một đầu tóc bạc, ở thời điểm này hóa thành đen như mực, mặt mũi cũng một chút thay đổi, cuối cùng hoàn toàn biến thành liễu Diệp Trần từng nhiều lần tại giới ấn mảnh vụn nội bộ tiếp xúc qua. Hắc phát thiểu nữ. Đáng nhắc tới, giới ấn bị chia làm 33 mai mảnh vụn. Đương nhiên, giới ấn nội bộ ý chí cũng bị chia làm 33 phần. Ý chí chi ở giữa còn có ràng buộc liên hệ. Một khi ý chí mảnh vụn hòa ý chí mảnh vụn lẫn tiếp xúc, song phương liền sẽ hoàn toàn kế thừa đối phương ký ức cùng quá khứ. Diệp Trần hòa cho y Diệp Trần cũng là như thế. Bây giờ, Diệp Trần thể nội giới ấn mảnh vụn cùng Cực Uyên dưới giới ấn mảnh vụn, như vậy tiếp cận. Song phương tự nhiên năng cùng hưởng ký ức. Lan. Diệp Trần thét dài một tiếng, hai tay mở ra thời điểm, phía trước không gian đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Nhưng mà, vặn vẹo không gian liền một cái chớp mắt cũng không có chèo trống, trong nháy mắt bị, thần linh tú, vỡ ra tới. Nàng nhô ra đi tay phải, đột nhiên ngưng tụ ra một thanh đen như mực trường kiếm, trên mũi kiếm, tất cả đều là vặn vẹo điên cuồng chi khí, còn chưa đánh tới, liền nhượng Diệp Trần cảm giác. Một hồi đầu váng mắt hoa. Bởi vì phụ thân duyên cớ, cho nên nàng không chỉ có thể vận dụng đen như mực khí tức, còn có thể vận dụng thần linh tú nắm giữ bí thuật thủ đoạn. Diệp Trần sắc mặt trầm xuống. Hắn cuối cùng minh bạch, vì cái gì hai vị trí cao cường giả sẽ như thế chật vật. Xám đen khí lưu cùng đen như mực khí lưu, thuộc về giới ấn mảnh vụn sức mạnh, đến từ một vị diện khác. Loại lực lượng này tràn đầy quỷ dị cùng vặn vẹo, càng là tiếp xúc, thì càng dễ dàng bị ô nhiễm. Điểm này nhường hai vị trí cao cường giả có chút kiêng kỵ. Lại thêm, đối phương phụ thân tại thần linh tú. Nếu như hai người hạ tử thủ, cuối cùng đoán chừng thần linh tú cũng không sống nổi. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, hạn chế nhiều lắm. Diệp Trần cố nén choáng váng. Miễn cưỡng tránh đi, thần linh tú, một kiếm. Nhưng mà, đối phương lập tức lại lần nữa đánh tới, kiếm ảnh trọng trọng, lập tức liền đem không gian thiết cắt thành vô số mảnh vụn như cuồng phong như mưa to quét ngang tới, mỗi một khối đều tràn đầy điên cuồng khí tức, như muốn tương Diệp Trần hoàn toàn bao phủ. Nuốt, Diệp Trần hai tay bóp, đen như mực vòng xoáy trước người hiện lên, đem tất cả mảnh vụn thôn phệ hầu như không còn. Cùng lúc đó, hắn không tiến ngược lại thụt lùi, chủ động hướng về, thần linh tú, lao đi. Trong cơ thể hỗn độn ý chí chi quang hòa vũ tổ chi quang đồng thời nở rộ, ánh sáng nhạt vương xuống đi, thời gian ngắn đem chung quanh chiếu sáng,
cũng làm cho hắc phát tiểu nữ trên mặt toát ra vẻ kiêng dè, phía dưới. Ý thức tránh lui một phần, hai vị tiền cùng thế hệ, để ta tới ngăn chặn nàng, hai người các ngươi nhanh chóng đi tới cực uyên phía dưới, đem bốn vị thần tử ma tử mang rời khỏi ra ngoài, cần phải nhớ kỹ, trên người bọn họ lây dính giới ấn mảnh vụn sức mạnh, cổ lực lượng này ô nhiễm tính chất cực mạnh, liền các ngươi cũng không thể trực tiếp tiếp xúc, nhất thiết phải cưỡng ép đem na tứ người cách ly. Diệp Trần bắt lấy hắc phát thiểu nữ tránh lui trong nháy mắt, lập tức đem lời âm truyền lại đến hai vị trí cao cường người trong đầu. Hảo! Thánh Quang Thần Tổ Hòa Tu La Ma Tổ cũng là người sảng khoái, lập tức liền đáp ứng. Bọn hắn cũng nhìn ra được, bởi vì cực uyên phía dưới còn có bốn vị thần tử ma chết duyên cớ, vô luận là rút lui, vẫn là nghênh địch, đều khó tránh khỏi bó tay bó chân. Vô luận từ chỗ nào một điểm cân nhắc, trước đem na tứ người mang rời khỏi cũng là lựa chọn tốt nhất. Hiu! Hiu! Hai người quanh thân quanh quẩn vị diện chi lực, toàn lực xông vào phía dưới, trực tiếp đem đen như mực khí lưu cùng xám đen khí lưu tách ra, thẳng đến cực uyên phía dưới. Đối với cái này một màn, thần Linh Tú cũng không có bất kỳ phản ứng. Chỉ thấy nàng giống như lang hổ giống như xem kỹ lấy Diệp Trần, vừa lộ ra mãnh liệt sắc ý, cũng lộ ra vẻ kiêng dè. Diệp Trần thể nội hỗn độn ý chí mảnh vụn, hỗn độn ý chí chi quang hòa vũ tổ ý chí, ngày bình thường có thể áp chế lại giới ấn mảnh vụn, một cách tự nhiên. Bọn chúng đối với nhập thân vào thần Linh Tú trong cơ thể hắc phát thiểu nữ, cũng sẽ có cực kỳ mãnh liệt áp chế tác dụng. Trừ ngoài ra, Diệp Trần từng nhiều lần tiếp xúc hắc phát thiểu nữ, còn cùng giới ấn mảnh vụn sinh ra ý chí liên tiếp. Cái này không vẻn vẹn nhượng Diệp Trần có thể động dụng giới ấn mảnh vụn sức mạnh, còn có thể đối kháng hắc phát thiểu nữ. Thượng nhất lần, Diệp Trần chính là thông qua lực lượng của mình, giúp Vũ Tổ Tay Cụt chia sẻ một bộ phận giới ấn mảnh vụn sức mạnh, từ đó nhường Vũ Tổ Tay Cụt nắm giữ nhất kích chi lực. Cái này hai đại nhân tố, nhượng Diệp Trần có đối mặt đối phương tư cách. Như tính cả lần này, người ta liền gặp nhau bốn lần, bất quá xem ngươi bộ dáng, tựa hồ vẫn không cách nào bình thường câu thông. Diệp Trần đón nhận thần Linh Tú, ánh mắt, ngược lại cũng không vội vã động thủ, cố ý kéo dài thời gian. Nhưng, đối phương tựa hồ nghe không hiểu Diệp Trần lời nói. Đồng thời, nàng xem đều không nhìn cực uyên phía dưới, một đôi tròng mắt bên trong, có lại vẻn vẹn có Diệp Trần thân ảnh. Trên khuôn mặt vẻ kiêng dè, một chút tiêu tan, dần dần bị sát ý thay thế. Giống. Thần Linh Tú phát ra một tiếng quái dị gào thét. Phía sau lưng nàng dọc theo từng cái dữ tợn quỷ dị xúc tu. Mỗi một đầu đều hiện ra đen như mực màu sắc. Hiu 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 vù vù. Tất cả xúc tu hướng về Diệp Trần đánh tới. Trong nháy mắt, Diệp Trần chỗ ở cả một vùng không gian, hoàn toàn bị phong tỏa ngăn cản, căn bản không có không gian tránh né. Ý nghĩ háo huyền. Diệp Trần khóe miệng hiện lên vẻ khinh thường đường cong. Trước đây hai lần gặp mặt, Diệp Trần cơ hồ không hề có lực hoàn thủ, nếu không phải vận khí tốt, đoán chừng sớm đã bị hắc phát thiểu nữ đồng hóa. Theo thời gian đưa đẩy, Diệp Trần đối giới ấn mảnh vụn càng quen thuộc. Hơn nữa, thực lực của hắn cũng tại không ngừng tăng lên. Tại rơi Nhật Sơn Cốc thời điểm, hắn đã không phải là ban đầu cái kia Diệp Trần, đã có va chạm tư cách. Mà bây giờ, Diệp Trần há lại sẽ e ngại. Ông. Thuộc về ăn mòn bí thuật đen nhánh lộng lẫy lan tràn ra ngoài. Trong một chớp mắt, phàm là nhiễm đến ăn mòn chi quang xúc tu, lập tức lộ ra ngoài ra lỗ hổng to lớn. Từng sợi rực rỡ kiếm quang nở rộ, lập tức xuyên thấu trống rỗng, từ mỗi cái góc độ đánh tới thần Linh Tú. Ầm ầm thanh âm vang lên. Thần Linh Tú chỗ ở không gian, bị trong nháy mắt cắt chém thành vô số mảnh vụn. Nhưng, thần Linh Tú vẫn như cũ đứng thẳng ở tại chỗ, liền một bước cũng chưa từng lui ra phía sau. Vẹn vẹn quần áo phía trên, nhiều hơn mấy cái vết rách. Ngạnh kháng xuống. Diệp Trần trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Vừa rồi những cái kia kiếm quang, nguồn gốc từ chiến thiên kiếm. Cứ việc giết phạt sức mạnh đồng dạng, lại đủ để đem không gian cắt đứt thành chân không địa mang. Không ngờ, đối phương quả thực là đón lấy, trên thân không tổn thương chút nào. Hiu. Hiu. Lúc này, Diệp Trần bắt được hai đạo tiếng xé gió. Chỉ thấy thanh nguyên chỗ, Thánh Quang Thần Tổ Hòa Tu La Ma Tổ từ phía dưới chạy lướt qua đi lên. Bọn hắn quanh thân bao quanh vị diện chi lực, riêng phần mình ngưng kết thành hai tòa lồng giam, bên trong chấn áp hai vị thần tử ma tử. Bị trói buộc thần tử ma tử, không khỏi là triển lộ ra giã thú bản năng, điên cuồng cào lấy, gào thét, trong mắt không có nhâm hà nhất ti thuộc vu sinh linh lý trí. Thế nhưng, lồng giam từ vị diện chi lực ngưng kết mà thành, bọn hắn căn bản vô pháp phá vỡ. Hai vị tiền cùng thế hệ mau mau rời đi, ở đây giao cho ta liền có thể. Diệp Trần trước tiên nói một câu.
Nói xong, hắn đem võ tổ ý chí chộp trong tay, trong lúc huy động, trong hư không càng là ngưng tụ ra một tôn hư phù vũ tổ hư ảnh, hai tay hiện lên kình thiên chi thế, từ trên hướng xuống, thẳng tắp hướng về thần linh tú, đập tới. Vũ tổ, đó là vũ tổ. Tu La Ma tổ lập tức nhìn phủ. Ngược lại là bên cạnh thánh quang thần tổ, thần sắc lộ ra cực kỳ chấn định, dụng nhất chủng càng khẳng định ánh mắt nhìn hướng Diệp Trần. Đi. Một mắt đi qua, thánh quang thần tổ lập tức thu hồi ánh mắt, một tay nắm lấy một cái vị diện lồng giam, hóa thành lưu quang xông về cực uyên cửa vào. Tu La Ma tổ không có nhiều lời, lập tức đuổi kịp. Thấy cảnh này, thần linh tú trên mặt cuối cùng toát ra vẻ phẫn nộ. Bất quá, nàng còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng, vũ tổ hư ảnh thế công đã đánh tới, để cho nàng bỗng nhiên nhíu lên song mi, không thể không đưa tay nghênh kích. Oanh một tiếng, vũ tổ hư ảnh thế công cuối cùng rơi đập. Thần linh tú lui về phía sau mấy bước, trên thân cũng không thương thế. Nhưng, cái này đã đạt đến Liễu Diệp Trần mục đích. Cũng liền trong nháy mắt này công phu, thánh quang thần tổ hòa Tu La Ma tổ đã rời đi cực uyên. Cực uyên bên ngoài, Hồ Tôn hòa tứ vị lão tổ, đang nóng nảy cùng đợi. Bọn hắn đã đem cực uyên khu vực hỗn loạn, lại một lần nữa chấn áp xuống dưới. Có thể trở ngại Diệp Trần trước đây nhắc nhở, bọn hắn không dám tùy tiện đi vào. Cái gì giả, bọn hắn nhìn cũng không dám nhìn nhiều vài lần, chỉ sợ dạng này sẽ dẫn phát một chút không thể dự đoán dị tượng. Đúng lúc này, hai đạo lăng lệ thân ảnh từ cực uyên bên trong vọt ra. Đám người trước tiên nhìn lại, chính là thấy được thánh quang thần tổ hòa Tu La Ma tổ, cùng với bị vây ở trong lồng giam bốn vị thần tử ma tử. Linh tú đâu, như thế nào không thấy bóng dáng của nàng? Lạc Khê thần tổ trước tiên nghênh đón tiếp lấy. Nàng nhìn lướt qua, gặp hai vị trí cao cường giả hòa bốn vị thần tử ma tử không việc gì, lập tức ngược lại hỏi thăm thần linh tú tình huống. Cái kia Diệp tiểu hữu đâu, tình huống của hắn như thế nào? Hồ Tôn nhưng là hỏi thăm Diệp Trần tình huống, ngữ khí lộ ra lo lắng. Trong ngôn ngữ, còn lại ba vị lão tổ cũng áp sát tới, thần sắc tràn đầy lo nghĩ. Linh tú bị nào đó vì cường giả phụ thân, bất quá. Bây giờ cũng không lo ngại, đến nỗi Diệp tiểu hữu, hắn nhưng là kéo lại, Linh tú, vì chúng ta chế tạo nghĩ cách cứu viện điều kiện. Thánh quang thần tổ lời ít mà ý nhiều trả lời một câu. Lúc nói chuyện, hắn đã đem hai vị thần tử ma tử thả xuống, xoay người, hiển nhiên là chuẩn bị lại lần nữa tiến vào cực uyên. Chậm đã. Hồ Tôn đưa tay ngăn cản thánh quang thần tổ. Tại thánh quang thần tổ nghi hoặc dưới con mắt, Hồ Tôn ngưng thanh đạo, ngươi vừa rồi nói nào đó vì cường giả, phải chăng cùng giới ấn mảnh vụn có liên quan? Thánh quang thần tổ gật gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ lộ ra nghi hoặc. Hồ Tôn lại nói, theo ta được biết, giới ấn mảnh vụn thuộc về luân hồi phía trên, tồn tại, liền hỗn độn ý chí hòa vũ tổ đều cảm thấy khó giải quyết, trước mắt tình huống như vậy, ngươi nếu lại độ tiến vào cực uyên, vô cùng có khả năng chịu đến giới ấn mảnh vụn ô nhiễm, ngược lại ảnh hưởng Liễu Diệp tiểu hữu. Lời này của ngươi ý gì, chẳng lẽ chúng ta mấy cái này trí cao cường giả, ngược lại trở thành người khác vướng víu? Hồ Tôn mà nói, nhưng gió Bắc Ma tổ vô cùng khó chịu đứng lên. Đường đường trí cao cường giả, ngược lại sẽ ảnh hưởng người khác. Loại lời này truyền ra ngoài, đoán chừng không có mấy người sẽ tin tưởng. Một bên, Kình Thiên Ma tổ cũng là sắc mặt âm trầm, âm thanh lộ ra lãnh ý, lại nói, cực uyên chính là tộc ta cấm địa, không có ai so với chúng ta càng hiểu hơn. Tiểu tử kia bất quá luân hồi thất sai, vô luận từ phương diện nào, lời này của ngươi đều lộ ra buồn cười. Trong ngôn ngữ, hai vị ma tổ quay đầu nhìn về phía thánh quang thần tổ hòa Tu La Ma tổ, chờ đợi hai vị người dẫn đầu ý kiến. Nhưng ra ngoài ý định, Tu La Ma tổ hòa thánh quang thần tổ trên mặt, không nhìn thấy một điểm khinh thường cùng tức giận, ngược lại là nhíu chặt lông mày, một bộ thật sâu bộ dáng suy tư. Cuối cùng, thánh quang thần tổ vấn đạo, vẻn vẹn Diệp tiểu hữu một người, có thể hay không quá miễn cưỡng. Tu La Ma tổ trong mắt, đồng dạng mang theo hỏi thăm chi ý. Đồng thời, cũng lộ ra một chút xíu lo nghĩ. Cùng cực uyên bên ngoài tứ vị lão tổ không giống nhau, thánh quang thần tổ hòa Tu La Ma tổ, tự mình đã trải qua một cuộc ác chiến, biết rõ giới ấn mảnh vụn đến cỡ nào khó chơi. Cũng bởi vì, này một điểm, bọn hắn cảm nhận được Liễu Diệp Trần không giống bình thường. Tối thiểu nhất, Diệp Trần có thể nhẹ nhõm ngăn chặn giới ấn mảnh vụn, vì bọn họ hai người sáng tạo nghĩ cách cứu viện điều kiện. Điểm này, liền bọn hắn đều không làm được. Diệp tiểu hữu phía trước đã nói với ta, giới ấn mảnh vụn tổng cộng chia làm 33 mai, trong đó vu tộc hòa thần ma nhất tộc trong tay giới ấn mảnh vụn, chính là không có bị luyện hóa, càng không có bị áp chế phong ấn qua, cho nên cực kỳ nguy hiểm, tùy thời tùy chỗ đều có thể bộc phát.
Ra vặn vẹo hỗn loạn chi khí, đem bốn phía hết thảy đều triệt để ô nhiễm. Mà loại ô nhiễm, liền trí cao cường giả đều phải nhượng bộ lui binh. Hồ Tôn nói đến đây, Thánh Quang Thần Tổ Hòa Tu La Ma Tổ thần sắc hơi hơi run lên. Vừa mới, bọn hắn chính là cảm thấy đen như mực khí lưu nguy hiểm, vừa mới ngưng tụ ra quang kén, đem chính mình bảo vệ. Đến nỗi cái gọi là ô nhiễm. Hai người ngờ tới, hẳn là cái này mấy vị thần tử ma tử bộ dáng hiện tại, hốt hoảng, cái xác không hồn, liền ý chí đều lộ ra cực kỳ hỗn loạn. Giới ấn mảnh vụn sức mạnh bản chất, chính là vị diện chi lực, chí cao cường giả nắm trong tay sức mạnh, đồng dạng là vị diện chi lực, bất quá, cái sau đối với vị diện lực trường khống cũng không khắc sâu, trường kỳ rằng co phía dưới, vô cùng có khả năng rơi xuống hạ phong, một khi đến. Cao cường giả lọt vào ô nhiễm, nó hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Ta nhường chư vị chớ có tiến vào cực uyên, cũng không phải là chế diễu, thuần túy là vì đại cục cân nhắc, dù sao, nơi đây là thần ma nhất tộc tộc địa, quả thực không chịu nổi một hồi di thiên tai ương. Hồ Tôn giọng của, rất chân thành. Lục vị lão tổ, bao quát khí thế hung hăng kình thiên ma tổ hòa gió bấc ma tổ, cũng ở đây cái thời điểm rơi vào trong trầm mặc. Bọn họ là chí cao cường giả, trong lúc phất tay, hoàn toàn có thể hủy thiên diệt địa. Nhưng, đây là thần ma nhất tộc tộc địa. Nếu như không chút kiêng kỵ ra tay, nơi đây chắc chắn biến thành một vùng phế tích. Đến lúc đó, tử thương căn bản vô pháp đánh giá. Cái này cũng là vì cái gì, chư vị lão tổ vẫn luôn là đang bị động phòng thủ, mà không phải cưỡng ép chấn áp. Không phải làm không được, mà là không dám. Hạn chế thực nhiều lắm. Đến nỗi Diệp tiểu hữu an nguy, với ta xem ra, chư vị đại có thể yên tâm. Hồ Tôn thay đổi mới vừa vẻ nặng nề, ánh mắt lộ ra mãnh liệt tín nhiệm. Cười nhạt nói, tộc ta một cái vãn bối cùng Diệp tiểu hữu quan hệ có chút không tệ, nàng từng nói cho ta biết, Diệp tiểu hữu đã từng cưỡng ép thôn phệ giới ấn mảnh vụn một phần lực lượng, từ đó trợ giúp võ. Tổ tay cụt tạm thời thoát khỏi chấn áp phong ấn, mà, cũng là chúng ta trước đây có thể thuấn sát ngạo thiên lão tổ chỗ mấu chốt. Lộp bộp, một chúng lão tổ trái tim đột nhiên run rẩy. Tu La Ma tổ tự nhiên không cần nhiều lời. Hắn đối với cái này chút tân bí, hoàn toàn không biết được. Vừa nghe đến ngạo thiên lão tổ vẫn lạc, lập tức kinh ngạc trận to hai mắt, ánh mắt bốn quét, một bộ cấp thiết muốn nên biết được thiệt giả bộ dáng. Còn lại mấy vị lão tổ nhưng là thuần túy kinh ngạc, thậm chí là không thể tin được. Nhất là Thánh Quang lão tổ. Hắn trên cơ bản đã tin tưởng Liễu Diệp Trần nói tới, thần ma nhất tộc truyền thừa chí bảo, hắn bản chất chính là giới ấn mảnh vụn. Thần ma nhất tộc cao tầng đều biết, truyền thừa chí bảo ẩn chứa lực lượng thần bí, mặc kệ là ai, bao gồm chí cao cường giả. Đều không thể trực tiếp xúc, chỉ có thể thông qua tẩy lễ, hay là tính tu, gián tiếp cảm ngộ cái này dốc hết sức lượng. Nhưng mà, Diệp Trần không chỉ có thể trực tiếp xúc, còn cưỡng ép thôn phệ một phần lực lượng. Như thế nói đến, hắn cùng Linh Tú, giao thủ thời điểm, đích thật là trực tiếp va chạm, mà không phải là né tránh chiến đấu. Chẳng lẽ, hắn thật là vũ tổ truyền thừa giả? Thánh Quang Thần Tổ nghi ngờ trong lòng càng lai việt nồng. Nhưng cùng lúc, hắn cũng càng tin tưởng Diệp Trần. Cực uyên thâm chỗ, Diệp Trần hòa thần Linh Tú va chạm càng kịch liệt. Trong tầm mắt, khắp nơi đều là chạy trốn tán loạn xám đen khí lưu cùng đen như mực khí lưu. Hơn nữa, còn kèm theo đủ loại đủ kiểu bí thuật khí tức. Thần Linh Tú chính là thần bộ thiên tài, tu vi đạt đến luân hồi thất giai, tinh thông rất nhiều bí thuật thần thông. Nàng là bị phụ thân, cho nên, tự thân sức mạnh cũng không tiêu thất. Tại rất nhiều bí thuật luân phiên oanh tạc phía dưới, dù là Diệp Trần giá cảm thấy một hồi khó giải quyết, trên thân bất chi bất giác nhiều hơn một chút vết thương. Bất quá, đối phương tình huống cũng không lạc quan. Bởi vì ăn mòn bí thuật duyên cớ, thần Linh Tú trên thân nhiều chỗ nhiễm ăn mòn chi quang. Sau một quãng thời gian, ăn mòn chi quang liền xâm nhập thân thể của nàng, thậm chí linh hồn không gian. Đây không thể nghi ngờ là nhượng Diệp Trần có thể được lấy thở dốc. Hắc phát thiểu nữ nhập thân vào thần Linh Tú trên thân. Mà không phải là đoạt xá, dù là đến cuối cùng ta áp chế lại Liễu thần Linh Tú, đối với hắc phát thiểu nữ nhi lời, cũng sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng, ngược lại rất có thể thừa dịp ta trạng thái suy yếu, cưỡng ép ra tay với ta, hay là cưỡng ép ô nhiễm, phụ thân. Diệp Trần nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh đi, thần Linh Tú chào kích. Ánh mắt của hắn đảo qua, trong nháy mắt phong tỏa cực uyên phía dưới. Xem ra hay là muốn từ giới ấn mảnh vụn ra tay. Nghĩ tới đây, Diệp Trần liền một chút do dự cũng không có, thân hình thay đổi như cá, vừa hướng về phía trước tiềm lược đi qua, phía trước không gian liền vỡ ra, trước mắt cấu tạo ra một đầu khoảng không gian thông đạo. Hiu! Diệp Trần lọt vào liễu không gian thông đạo,
liền 1% cái nháy mắt thời gian cũng chưa tới, hắn chính là đi tới cực uyên phía dưới. Hảo nồng đậm hỗn loạn khí tức. Diệp Trần bỗng nhiên nhíu mày. Tìm mắt nhìn lại, hắn liếc mắt liền thấy được, lơ lửng tại ngay phía trước giới ấn mảnh vụn. Từ hình thái cùng màu sắc đến xem, cái này giới ấn mảnh vụn cùng hắn bên trong đan điền giới ấn mảnh vụn, không có gì khác nhau. Không cùng một dạng là, cái này giới ấn mảnh vụn tản mát ra khí tức, hỗn loạn dị thường, điên cuồng, thuần túy. Liền phảng phất, nó hội tụ liễu thế ở giữa hết thảy phụ năng lượng. Tình huống như vậy phía dưới, dù chỉ là nhìn một chút, đều sẽ cảm giác mình nội tâm nhận lấy ô nhiễm, không hiểu có vô số phẫn hận hỗn loạn ý niệm trong đầu từng cái hiện lên. 33 mai giới ấn mảnh vụn, ở vào 5 loại hoàn toàn khác biệt trạng thái. Loại thứ nhất, bị hỗn độn ý chí hoàn toàn luyện hóa. Tổng cộng 10 cái. Những thứ này đã luyện hóa giới ấn mảnh vụn, đã bị thập đại văn minh dùng để thay đổi toàn bộ hỗn độn vị diện. Mảnh vụn bên trong đại bộ phận sức mạnh đã hao hết sạch, chỉ còn lại sắc ngoài còn sót lại nhỏ bé sức mạnh. Loại thứ hai, dùng chấn áp phong ấn hỗn độn ý chí. Tổng cộng 9 cái. Cái này 9 cái giới ấn mảnh vụn ở vào hỗn độn ý chí thể nội. Thượng nhất lần, Diệp Trần hòa hỗn độn ý chí tiếp xúc, không có chút nào từ sau giả trên thân phát giác được giới ấn mảnh vụn khí tức. Nếu không có gì ngoài ý muốn, song phương hẳn là ở vào lẫn nhau chấn áp phong ấn trạng thái. Loại thứ ba, dùng chấn áp phong ấn vũ tổ thân thể tàn phế. Tổng cộng 11 mai. Cùng vũ tổ thân thể tàn phế một dạng, 11 mai giới ấn mảnh vụn bị chia làm 7 phần. Từ Diệp Trần lần trước tiếp xúc đến xem, vũ tổ thân thể tàn phế cùng giới ấn mảnh vụn cũng là ở vào lẫn nhau áp chế phong ấn trạng thái. Loại thứ tư, bị áp chế tại Diệp Trần thể nội. Tổng cộng 1 cái. Cái này một không dùng nhiều lời. Diệp Trần đã cùng cái này giới ấn mảnh vụn sinh ra ý chí liên tiếp, có thể mượn dùng giới ấn mảnh vụn sức mạnh. Từ một loại nào đó trên trình độ tới nói, đây cũng là thô sơ giản lược luyện hóa. Loại thứ năm, cất giữ tại Vu tộc Hòa Thần Ma nhất tộc trong tay. Tổng cộng 2 cái. Cái này 2 cái giới ấn mảnh vụn không có đi qua bất kỳ xử lý, cũng không có lọt vào bất kỳ áp chế, ở vào một loại nguyên sinh trạng thái. Tóm lại, 4 vị trí đầu loại giới ấn mảnh vụn, hoặc nhiều hoặc ít đều gặp đến rồi ảnh hưởng, khiến cho sức mạnh trượt. Những thứ này giới ấn mảnh vụn tồn tại, uy năng vẫn như cũ cường hoành, nhưng lại thu liếm rất nhiều. Ví dụ tốt nhất, Hồ Tôn từng tiếp xúc qua rơi Nhật Sơn Cốc giới ấn mảnh vụn. Cuối cùng, nàng cũng không chịu đến ô nhiễm, chỉ là lây dính một chút khí tức. Nhưng loại thứ năm giới ấn mảnh vụn lại khác. Bởi vì ở vào nguyên sinh trạng thái, giới ấn mảnh vụn mỗi giờ mỗi khắc đều chút xuống ra hỗn loạn khí tức cuồng bạo, những khí tức này nắm giữ cực kỳ đáng sợ truyền nhiễm tính chất, một khi tiếp xúc, vô cùng hậu hoạn. Nếu như là trí cao cường giả cũng là hảo. Cái này tầng thứ cường giả cũng nắm giữ liễu vị mặt chi lực, bao nhiêu có thể có chỗ miễn dịch. Tương phản, nếu là người bình thường tiếp xúc, vẹn vẹn một tia khí tức, cũng đủ để khiến cho triệt để đồng hóa, biến thành mất lý trí quái vật. Giờ này khắc này, Diệp Trần trước mắt cái này giới ấn mảnh vụn chính là như thế. Hắn có thể cảm thấy, cái này giới ấn mảnh vụn giống như là một đầu dư tận giá thú cuồng bạo, tùy thời muốn đem hắn triệt để thôn phệ. Đồng thời, Diệp Trần thể nội giới ấn mảnh vụn cũng táo động. Nếu như nói ngày thường cái này giới ấn mảnh vụn, giống như là một đầu bị thuần phục lang thú, tuy có giá tính, nhưng số đông thời điểm đều có thể nghe theo mệnh lệnh. Nhưng bây giờ, con chó sói này thú người thấy máu tanh mùi vị, một lần nữa gọi trở về thân là liệp sát giả cuồng giá, không bị trói buộc. Giới ấn mảnh vụn ở giữa có thể sinh ra cộng minh, thời gian dài, sợ rằng sẽ tạo thành ảnh hưởng, nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng. Diệp Trần phân ra một bộ phận tâm thần, đem trong cơ thể giới ấn mảnh vụn áp chế lại. Cùng lúc đó, hắn quan sát tỉ mỉ lên trước mắt giới ấn mảnh vụn, mơ hồ cảm thấy, cái này giới ấn mảnh vụn mặc dù cuồng bạo hỗn loạn, nhưng lại đồ hữu hình mà vô thần, thật giống như người lãnh đạo bị quất rời. Một màn này, nhượng Diệp Trần vui mừng quá đỗi. Trước mấy lần tiếp xúc giới ấn mảnh vụn, Diệp Trần đều thấy được na danh hắc áo tóc đen thiếu nữ. Hắn thô sơ giản lược phán đoán, cái này danh thiểu nữ vô cùng có khả năng chính là giới ấn bản thể ý chí. Giới ấn bị chia làm 33 phần. Một cách tự nhiên, giới ấn bản thể ý chí cũng bị chia làm 33 phần. Dưới mắt, cái này giới ấn mảnh vụn bản thể ý chí đã nhập thân vào thần linh tú trên thân, mà không phải là giới ấn mảnh vụn nội bộ. Cái này liền giống như một thanh tuyệt thế thần binh khí linh. Nắm giữ khí linh tuyệt thế thần binh, uy năng đủ để phần thiên diệt địa, linh tính 10 phần. Một khi đã mất đi khí linh, cho dù uy năng cường hoành,
lại không thể hoàn toàn thi triển đi ra, sát thương cực kỳ có hạn. Rơi Nhật Sơn cốc nội giới ấn mảnh vụn, bởi vì có bản thể ý chí nguyên nhân, ta chỉ có thể thôn phệ một phần nhỏ sức mạnh, mà bây giờ, cái này giới ấn mảnh vụn bản thể ý chí cũng không tồn tại, ta ra tay toàn lực phía dưới, hẳn là có thể cướp đoạt càng nhiều sức mạnh hơn. Ngoặc kép, giới ấn mảnh vụn sức mạnh và tập thể ý chí, chính là hỗ trợ lẫn nhau, nếu là sức mạnh trôi đi quá nhiều, bản thể ý chí chắc cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Diệp Trần cấp tốc làm ra quyết đoán. Ông một tiếng, một cỗ hùng hậu hấp lực nở rộ. Diệp Trần nhô ra hai tay, một trái một phải, hiện lên vây quanh chi thế. Hai bàn tay trung ương đều hiện lên da đen như mực vòng xoáy. Hấp lực vô tận, điên cuồng nắm kéo hư không. Có thượng nhất lần kinh nghiệm, đối với như thế nào thôn phệ giới ấn mảnh vụn sức mạnh, Diệp Trần tự nhiên sẽ không lạ lẫm. Cơ hồ giống như là phản ứng sinh lý như vậy, cấp tốc bày xong chiến trận. Đúng lúc này, Diệp Trần hậu phương chỗ, một tràng tiếng xé gió truyền đến. Người đến tự nhiên là Thần Linh Tú. Diệp Trần đi tới cực uyên phía dưới, chính là mượn nhờ hỗn độn thứ nguyên nhận trực tiếp tạo dựng khoảng không gian thông đạo, tốc độ đạt đến cực hạn. So sánh phía dưới, Thần Linh Tú đương nhiên muốn chậm chạp một bước. Nàng nhìn thấy Diệp Trần quanh thân bộc phát ra hấp lực, đang từng bước một tới gần giới ấn mảnh vụn, tấm kia vặn vẹo quỷ dị khuôn mặt, lập tức bạo dũng ra rất có nhân tính hóa hoảng sợ, trong miệng phát ra từng đợt gào thét, tựa hồ muốn uống chỉ Diệp Trần. Đối với cái này, Diệp Trần đương nhiên sẽ không làm bất luận cái gì để ý tới. Ngược lại, hắn nhìn thấy Thần Linh Tú như vậy hoảng sợ, càng tin tưởng phán đoán của mình, hấp lực không giảm trái lại còn tăng, đưa tay liền hướng về giới ấn mảnh vụn bắt lấy. Cũng liền tại thời khắc này, Diệp Trần khóe mắt liếc qua liếc về, nguyên bản hoảng sợ hốt hoảng Thần Linh Tú, nàng đột nhiên cười. Đây là một vòng rào hoạt nụ cười. Liền phảng phất, thợ săn thấy được con mồi rơi vào cạm bẫy. Vo ve, cơ hồ cùng một thời khắc. Diệp Trần nhô ra đi hai tay, thực sự tiếp xúc đến giới ấn mảnh vụn. Nhưng mà, vô tận hấp lực còn chưa bao phủ ra ngoài, không có dấu hiệu nào, giới ấn mảnh vụn nội bộ, càng là lộ ra hai cái đen như mực cánh tay. Cái này hai cái cánh tay, lập tức bắt lấy liễu Diệp Trần hai tay. Trung tâm, lại còn có một chương khuôn mặt nổi lên. Đó là một chương thiếu nữ khuôn mặt. Bỗng nhiên chính là Diệp Trần quen thuộc Hắc Phát thiểu nữ. Không tốt, trúng kế. Diệp Trần náo hài một hồi vù vù. Hắn vốn cho rằng, Hắc Phát thiểu nữ nhập thân vào Thần Linh Tú thể nội, mà không phải là giới ấn mảnh vụn nội bộ. Kỳ thực, Hắc Phát thiểu nữ có thể tự do qua lại giới ấn mảnh vụn cùng người khác thể nội. Nàng mới vừa biểu lộ cùng động tác, tất cả đều là diễn. Nó mục đích, chính là vì nhượng Diệp Trần tin tưởng vững chắc phán đoán của mình không sai, từ đó không phòng bị chút nào chụp vào giới ấn mảnh vụn. Cút cho ta. Diệp Trần cắn răng. Vô tận hấp lực trong nháy mắt hóa thành ăn mòn chi quang, một mạch tuôn hướng hai cái đen như mực cánh tay, hy vọng có thể cưỡng ép thoát khỏi gò bó. Thế nhưng, hai cái đen như mực cánh tay ẩn chứa tinh thuần đen như mực khí tức, quả thực là đối phó ăn mòn chi quang ăn mòn. Bọn chúng tương Diệp Trần từng chút một lôi kéo qua tới, mãi đến tương Diệp Trần bàng, kéo xuống Hắc Phát thiểu nữ trước mặt. Hai người cách biệt không đủ một tấc. Ông, Hắc Phát thiểu nữ hai cái đôi mắt, đột nhiên phóng ra đen như mực lưu quang. Lấy một loại không trở ngại chút nào, dễ dàng tư thái, trực tiếp chui vào liễu Diệp Trần trong mắt. Diệp Trần hai tay bị gắt gao trói buộc chặt, căn bản vô pháp tránh né cái này hai đạo đen như mực lưu quang. Trong khoảnh khắc, hắn cảm giác mình ý chí thoát ly cơ thể, đưa thân vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Ở đây một mảnh thuần trắng, không tì vết chút nào. Không có hữu thiên mà, không có vạn vật, có lại vẻn vẹn có thuần túy ngói trắng. Ở đây, rất quen thuộc. Diệp Trần lầm bầm một tiếng. Hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại, lần thứ nhất nhìn thấy Hắc Phát thiểu nữ thời điểm, chính là một mảnh trắng noán không tì vết thiên địa. Duy chỉ có Hắc Phát thiểu nữ vị trí chi địa, hiện ra đen kịt một màu. Trắng cùng đen, so sánh mãnh liệt. Phảng phất hiện lộ rõ ràng cái gì. Ông! Một đạo vù vù vang lên. Diệp Trần nhìn thấy dưới chân của mình, đột nhiên tràn ngập ra bôi đen quang. Hắc quang như mực, tại thuần trắng thế giới vô cùng nổi bật. Đồng thời, Diệp Trần còn không hiểu cảm thấy, trong đầu của mình, không bị khống chế hiện ra một chút tâm tình tiêu cực. Thời gian chậm chạp trôi qua. Dưới chân hắn hắc quang càng lai việt nhiều, càng lai việt nồng đậm. Cơ hồ chiếm cứ một mảnh nhỏ thuần trắng khu vực. Diệp Trần trong đầu tâm tình tiêu cực, cũng là càng lai việt nồng đậm, một trận khiến cho nét mặt của hắn không bị khống chế, khi thì phẫn nộ, khi thì đau thương các loại, lẫn nhau giao thoa tại cùng một chỗ.
Muốn tại ý chí phương diện đem ta đồng hóa sao? Diệp Trần xem thấu Hắc Phát thiểu nữ bản ý. Mảnh này thuần trắng thế giới, tự nhiên là giả tạo tồn tại, cũng không phải là chân thực. Mà Diệp Trần, chính là một tia ý chí, cũng không phải bản thể. Phía trước hòa Hắc Phát thiểu nữ tiếp xúc ở trong, cái trước không khỏi là muốn đem Diệp Trần đồng hóa, khiến cho biến thành một cái quái vật. Bây giờ cũng không ngoại lệ. Chỉ là từ nhục thể phương diện, chuyển biến trở thành ý chí phương diện. Lập tức, Diệp Trần ngồi xếp bằng, hai con ngươi khép kín, trong nháy mắt tiến nhập tính tu minh tưởng trạng thái, chuẩn bị chính diện chống lại Hắc Phát thiểu nữ ý chí đồng hóa. Ông, dường như cảm thấy liễu Diệp Trần phản kháng, cái kia tràn ngập ra hắc quang, lập tức sôi trào lên. Phảng phất liền thời gian đều không cần, mảnh này thuần trắng thế giới, một nửa hóa thành đen như mực. Diệp Trần thân thể, một nửa đặt hắc ám, một bên đặt quang minh. Nguyên bản vặn vẹo biến ảo bàng, cũng theo đó bình tĩnh trở lại. Nhưng mà, loại an tĩnh này cũng không phải đại biểu cho kết thúc. Càng không phải là đại biểu, Diệp Trần ngăn chặn lại tâm tình tiêu cực sinh ra. Hắn cảm giác mình dần dần trở nên mờ mịt. Dần dần, hắn quên rồi mảnh thế giới này tồn tại, cũng quên đi Hắc Phát thiểu nữ, càng quên đi chính mình muốn chống cự Hắc Phát thiểu nữ đồng hóa. Cái gì giả, hắn ngay cả mình đều quên đi. Thật giống như một tia tàn hồn, lấy một loại mờ mịt phiêu bạc tư thái, du đãng ở cái này thế gian chi bên trên. Xong, hết thảy đều xong. Không có dấu hiệu nào, một đạo thất bại âm thanh truyền tới. Diệp Trần cảm giác mình trước mặt, ra hiện liễu nhất đạo vô cùng quen thuộc khuôn mặt. Đó là Thạch Thanh Minh, trên mặt hắn dính đầy tiên huyết, không có chút nào khí lực ngồi liệt trên mặt đất, ngẩng đầu. Hướng về phía Diệp Trần chán nản nói, thập đại văn minh cuối cùng vẫn là phát hiện dấu vết để lại, thực lực của bọn hắn, quá mạnh, chúng ta căn bản ngăn cản không nổi, thâm nguyên văn minh không còn. Thiên bi văn minh cũng mất, mà hết thảy này hết thảy, đều là bởi vì ngươi muốn nhiễm đáng chết kia nhân quả. Lộp bộp, Diệp Trần trái tim run lên bần bật. Một cỗ cực kỳ mãnh liệt áy náy chi ý, bao phủ thể xác và tinh thần của hắn. Vốn cho rằng tìm được một đầu chính xác chấn hương chi lộ. Nhưng không ngờ, kết quả là vẫn là công dã tràng. Lại là một thanh âm truyền đến. Đem so với trước đổi phế, đạo thanh âm này tràn đầy bất lực, bất đắc dĩ. Diệp Trần trước mặt, xuất hiện liễu tôn hành giả bàng. Bây giờ, tôn hành giả cúi đầu, phía dưới là một vùng phế tích, cùng với vô cùng vô tận chân cụt tay đứt, tiên huyết hội tụ thành từng cái dòng suối, hiện đầy cả một mảnh đại địa, mùi máu tươi gai mũi, để cho người ta có một loại đặt mình vào Vu Tu La địa ngục ảo giác. Cách đó không xa, có một tòa tháp cao xác. Tinh tế trông đi qua, đó tựa hồ là lúc không cao tháp. Tiểu tử, ngươi đã làm rất khá, hết thảy nên làm, ngươi cũng làm, muốn trách thì trách đối thủ quá mạnh, đã không phải chúng ta có khả năng lực địch, bất quá bây giờ nói những thứ này đã vô dụng, đại cục đã định, chúng ta cứ như vậy yên lặng chờ đợi tử vong. Hàng lâm xuống, dạng này cũng rất tốt. Tôn hành giả mặt mũi tràn đầy lộ ra khổ tâm nụ cười. Cuối cùng, hắn trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hai mắt vô thần, triệt để trống rỗng. Diệp Trần nhìn xem một màn này, cảm thụ được một màn này. Trong lòng của hắn, đồng dạng hiện ra một cỗ mãnh liệt cảm giác bất lực. Diệp Trần, cứu, cứu ta. Nếu là có loại, người ta tới một hồi sinh tử quyết chiến. Vì cái gì chúng ta sẽ đi đến một bước này? Một hồi ồn ào hỗn loạn tiếng gào thét, bỗng nhiên tại Diệp Trần bên tai vang lên. Trước mắt, ánh mắt đột biến. Đây là một chỗ hiểm trở vách núi. Trên vách đá, một tòa bệ đá cao cao đứng vững. Bên trên, từng cái giá chữ thập dựng thẳng lên. Mỗi một cái trên thập tự giá, đều buộc chặt một người. Số lượng nhiều, sợ là không dưới trăm đếm. Những người này, Diệp Trần thế mà tất cả đều không xa lạ gì. Yến Tu, Ngô Trận Tử, Đỗ Nguyệt Nguyệt, Mộ Dung Tuyết, Tô Nhu Anh, Tôn Hành Giả, Thiên Đình Chi Chủ. Cơ hồ Diệp Trần biết tất cả mọi người. Giờ này khắc này đều bị buộc chặt ở trên thập tự giá. Tay chân của bọn hắn mang theo trọng gông xiềng, trên thân hiện đầy vết máu, bởi vì thời gian dài dầm mưa dãi nắng, thân thể của bọn hắn trở nên cực kỳ suy yếu, bờ môi rạn nứt, tay chân nhuốm máu, tóc tai rối bời, quần áo tả tơi, không khỏi là tản ra tĩnh mịch khí tức. Tại giá chữ thập phía trước, đứng vững một đoàn người. Mặt mũi của bọn hắn rất mơ hồ, nhưng tản mát ra khí tức, rõ ràng là đến từ thập đại văn minh. Bây giờ bọn hắn vô cùng cao ngạo ngẩng đầu lên, một bên huy động trường tiên trong tay, một bên mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn xuống Diệp Trần. Bên tai chỗ, tiếng gào thét liên miên, tiếng kêu rên không ngừng. Nhưng, Diệp Trần lại không cách nào làm cái gì,
chỉ có thể trợn to hai mắt nhìn xem một màn này. Hắn nghĩ gào thét, lại khó mà lên tiếng. Một cỗ hừng hực lửa giận ở trong lòng nhóm lửa. Liền giống như quang ảnh hiện lên như vậy, một màn tiếp một màn hình ảnh, không ngừng xuất hiện tại Diệp Trần trong đầu. Hình ảnh cùng hình ảnh ở giữa, một điểm liên quan cũng không có. Thế nhưng là, những hình ảnh này lại có thể trực tiếp điều động Diệp Trần nội tâm chỗ sâu nhất tâm tình tiêu cực. Hắn khi thì bất đắc dĩ, khi thì phẫn nộ, khi thì tự trách, khi thì sầu não các loại, những tâm tình này không ngừng tích lũy, liền giống như một cái cực lớn khí cầu như vậy, gắt gao chèn ép tinh thần của hắn, tan rã lấy ý chí của hắn, cuối cùng muốn đem hắn triệt để đè sập. Nếu như bây giờ trở lại cái kia phiến ý chí thế giới, lại kinh ngạc phát hiện, nguyên bản một nửa đen như mực một nửa thuần trắng thế giới, bây giờ đã bị đen như mực chiếm cứ 2/3. Hơn nữa, đen nhánh lan tràn, còn tại phi tốc tiếp tục. Càng lai việt nhanh, càng lai việt tấn mãnh. Đến cuối cùng, đã là đem đại bộ phận thế giới nhuộm thành đen như mực, chỉ còn lại một mảnh nhỏ thuần trắng, đang tại đau khổ chống đỡ lấy. Hiu, một thân ảnh đột ngột hiện lên. Đó là một tên người mặc áo đen, tóc đen như mực, khuôn mặt tuấn tú thiếu nữ. Nàng đứng thẳng tại Diệp Trần trước mặt, không nói. Khóe miệng hơi hơi dương lên, cả gương mặt có lại vẻn vẹn có giọng mỉa mai cùng khinh thường. Đối với đen y thiểu nữ xuất hiện, Diệp Trần không có bất kỳ cái gì phát giác. Hắn cúi đầu thấp xuống, không nói một lời, không có chút nào động tác. Tinh tế nhìn lại, thậm chí có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn hiện ra xám trắng màu sắc, trống rỗng, tối tăm, giống như mất đi liễu thần trí. Ở trên người hắn, hắc ám càng lai việt dày đặc, thuần trắng càng thưa thớt. Riêng lớn một cái thế giới, tựa như muốn bị hắc ám chúa tể. Ông, đen y thiểu nữ nhẹ nhàng dẫm ở trên mặt đất. Nàng chân ngọc tiếp xúc đến mặt đất trong nháy mắt, lấy nàng làm trung tâm, lập tức lan tràn ra từng tầng gợn sóng. Đại địa tựa như biến thành hồ nước. Hắc ám nổi lên gợn sóng, một tầng phụ giúp một tầng lăn lộn, mãi đến thế giới phần cuối. Đen y thiểu nữ từng bước một dẫm ra. Cuối cùng, nàng đi tới Liễu Diệp Trần trước mặt. Một cái trắng nõn hoàn mỹ tay ngọc dò xét ra ngoài, hiện lên chảo, thẳng tắp chảo hướng Diệp Trần bụng. Chuẩn xác hơn tôi nói, hẳn là Diệp Trần đan điền. Theo đen y thiểu nữ tay trưởng càng tới gần, Diệp Trần bên trong đan điền giới ấn mảnh vụn, lập tức phát ra run rẩy kịch liệt. Cái này run lên run, càng giống là kích động. Từng sợi xám đen khí lưu cùng đen như mực khí lưu tràn ngập ra, lập tức bao phủ lại Diệp Trần toàn bộ đan điền. Liền nguyên bản chấn áp giới ấn mảnh vụn hỗn độn ý chí mảnh vụn, hỗn độn ý chí chi quang hòa vũ tổ ý chí, đều bị lập tức bao phủ đi vào, trở nên lộng lẫy ảm đạm, không còn chấn áp chi uy. Đen y thiểu nữ liếc qua cái này ba vật, trong mắt nổi lên một tia mãnh liệt lãnh ý. Liền phảng phất, nàng hướng về phía ba vật cực kỳ căm hận. Nhưng cũng không lâu lắm, đen y thiểu nữ liền đem ánh mắt rời, một lần nữa nhìn về phía giới ấn mảnh vụn, nguyên bản nhô ra đi bàn tay, thêm một bước hướng phía trước tìm kiếm, dễ dàng xé rách Liễu Diệp Trần bụng, xuyên thấu huyết nhục, như muốn đem giới ấn mảnh vụn vồ một cái nơi tay. Bên trong, đối với cái này toàn bộ hết thảy, Diệp Trần vẫn là không có nửa điểm chi giác. Trong ý thức, vào giờ phút này hắn đang đứng ở một vùng tăm tối trong vực sâu. Bốn phía, một vật không còn. Nhưng ở trong đầu của hắn chỗ sâu, nhưng là liên tiếp không ngừng hiện ra từng chương quen thuộc khuôn mặt. Những thứ này khuôn mặt là của hắn thân nhân, hảo hữu, huynh đệ, thậm chí là người yêu. Thế nhưng là, những thứ này người thân nhất trong miệng, không có chỗ nào mà không phải là phun ra băng lãnh tàn khốc chi ngôn ngữ. Những lời này âm tựa như sắc bén trường đao, một thanh tiếp lấy một thanh, không ngừng đâm vào Diệp Trần tâm thần chỗ sâu nhất, thật sâu trêu chọc lấy suy nghĩ của hắn, câu lên đủ loại đủ kiểu tiêu cực ý niệm. Từ từ, Diệp Trần trở nên chết lặng. Ánh mắt của hắn, liền cùng ngoài giới hắn đồng dạng, dần dần trở nên trống rỗng, trắng bệch, không có một tia thần thái. Nếu như bây giờ trở lại ý thức thế giới, liếc mắt nhìn qua, liền sẽ phát hiện thế giới này thật sự trở nên đen kịt một màu. Có lại vẻn vẹn có một vòng cực kỳ nhỏ, cơ hồ có thể không cần tính thuần trắng màu sắc, cực kỳ ương ngạnh, nhưng cũng cực kỳ không giúp khảm nạm trên bầu trời, tùy thời tùy chỗ đều sẽ bị bóng tối vô tận thôn phệ, hóa thành hư không. Đen y thiểu nữ tay trưởng, đã xâm nhập đến Diệp Trần trong đan điền. Hỗn độn ý chí chi quang, hỗn độn ý chí mảnh vụn hòa vũ tổ ý chí, ba không ngừng phóng ra ánh sáng nhạt, tựa hồ muốn ngăn cản đen y thiểu nữ cử động. Thế nhưng, hắc ám quá mức cường hoành. Bọn chúng đừng nói là ngăn cản, liền tự thân cũng là khó đảm bảo, phát ra oang oang khoanh tròn tiếng va chạm. Ông, đen y thiểu nữ tay trưởng cuối cùng tiếp xúc đến giới ấn mảnh vụn. Một hồi trầm đục phía dưới.
Ngoại giới, phong vân đại tác. Từng lớp hắc ám thủy triều bao phủ, khiến cho toàn bộ ý chí thế giới trở nên hỗn loạn, vô tự, thậm chí là điên cuồng. Cái kia tối hậu nhất xóa thuần trắng, đã triệt để mất đi màu sắc. Trong ý thức, Diệp Trần đã kinh hoàn toàn tê liệt ngã xuống ở trong vực sâu. Hắn giống như là từ bỏ như vậy, hai mắt vô thần nhìn xem bị bóng tối xét thiên khung, không nhúc nhích, giống như một bộ tử thi. Ngay tại hắn muốn nhắm mắt lại trong nháy mắt, không có dấu hiệu nào, trong đầu của hắn thoáng qua một vòng linh quang. Tựa hồ, còn thiếu một người. Diệp Trần quỷ thần xui khiến phun ra một câu nói. Nói xong, cái kia ảm đạm vô quang hai con ngươi, lập tức khôi phục liễu thần hái. Hắn bỗng nhiên ngồi bật dậy, hai mắt trợn lên cực lớn, trong miệng giống như điên rồi như vậy nỉ non nói, chính xác còn thiếu một người, nàng. Nàng là tiểu cửu, bá. Nguyên bản tràn ngập tại Diệp Trần trong đầu đủ loại phẫn uất ngôn ngữ, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Nếu như bây giờ có thể nhìn thấy những người kia khuôn mặt, đều không ngoại lệ cũng là cứng ngắc ở. Bọn hắn rời qua đầu, nhìn chung quanh, tựa hồ muốn tìm được Diệp Trần trong miệng tiểu cửu thân ảnh. Nhưng, ở đây cũng không có tiểu cửu thân ảnh. Thật sự thiếu mất một người. Đen như mực trong thế giới. Đen y thiểu nữ tay trưởng, đã chạm đến giới ấn mảnh vụn. Chỉ cần năm ngón tay thu hẹp, nàng liền có thể đem một quả này giới ấn mảnh vụn bỏ vào trong túi. Nhưng vào lúc này, nàng bỗng nhiên nhíu chặt song mi. Một cỗ không giải thích được cảm giác nguy cơ, đột nhiên đánh lên tinh thần của nàng, để cho nàng tấm kia không có chút rung động nào bằng, cực kỳ hiếm thấy hiện ra gấp rút chi ý. Hừ, đen y thiểu nữ hừ nhẹ một tiếng. Nàng nhô ra đi bàn tay, lập tức đột nhiên nắm chặt, trực tiếp đem giới ấn mảnh vụn. Ông, đột ngột ở giữa, một cỗ cực kỳ mạnh mẽ lực đẩy bao trùm tới. Đen y thiểu nữ vội vàng không kịp chuẩn bị, nguyên bổn muốn bắt lấy giới ấn mảnh vụn bàn tay, trực tiếp bị đẩy ra, liên đới, liền nàng ấy đâm vào Diệp Trần đan điền tay ngọc, cũng bị cưỡng ép chấn đi ra, bước chân đạp đạp lui lại, cứng rắn thối lui ra khỏi một trường. Xa. Cũng liền tại lúc này, nguyên bản vốn đã bị bóng tối bao phủ thiên khung, thế mà nổi lên một vòng thuần trắng. Thuần trắng màu sắc giống như thủy triều, một khi xuất hiện, đó chính là bành trướng bao phủ. Chỉ một lát sau, thế giới lần nữa khôi phục thành nửa hắc ám nửa thuần trắng bộ dáng. Thật tốt hiểm. Kém một chút, còn kém một chút như vậy, liền bị ngươi đắc thủ. Nguyên bản ngây người giống như pho tượng Diệp Trần bỗng nhiên mở miệng. Hắn đứng thẳng lên. Tấm kia thanh tú nhưng không mất cương nghị trên khuôn mặt, hiện lên một tia nghĩ lại mà sợ biểu lộ, như mực con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đen y thiểu nữ, khóe miệng đột nhiên một phát, cười nói, bất quá ngươi cũng thực sự là không cẩn thận, như thế khổ tâm tạo huyễn cảnh. Bên trong, thế mà lại xuất hiện một cái như vậy cực lớn bỏ sót, còn cực kỳ trùng hợp bị ta tìm được. Diệp Trần lúc nói chuyện, đen y thiểu nữ biểu lộ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là khó có thể tin, cuối cùng chuyển biến thành nồng nặc không cam lòng. Chờ tối hậu nhất đạo tiếng nói rơi xuống đất, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, trong miệng phát ra một tiếng không cách nào diễn tả bằng ngôn từ tiếng rít. Sóng âm quanh quẩn mở ra, làm cho cả thế giới xuất hiện vô số vết rách. Nhưng, Diệp Trần tựa như sớm đã đoán trước như vậy, tại đen y thiểu nữ ngẩng đầu rít lên phía trước, hắn chính là cấp tốc tập trung ý chí, đem xuẩn xuẩn dục động giới ấn mảnh vụn cưỡng ép chấn áp xuống dưới. Đồng thời, hắn còn trao đổi hỗn độn ý chí mảnh vụn, hỗn độn ý chí chi quang hòa vũ tổ ý chí. Nguyên bản bị bóng tối che đậy ba vật, lập tức phóng ra vạn trượng ánh sáng nhạt. Ánh sáng nhạt xuyên thấu qua Diệp Trần thân thể, giống như sóng biển như vậy, mênh mông cuồn cuộn lao nhanh tứ phương, bao phủ tám mặt, sớm một bước bao phủ lại đen y thiểu nữ. Phốc suy phốc suy phốc phốc, liên tiếp trầm đục âm thanh truyền ra. Này chút ít quang bao phủ lại đen y thiểu nữ, mỗi một sợi đều giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén, đem nàng cơ thể triệt để xuyên qua. Khuôn mặt của nàng bên trên, lập tức hiện ra vẻ thống khổ. Nguyên bản nhô ra đi bàn tay, cũng tại ngàn vạn ánh sáng nhạt tẩy lễ phía dưới, bị ngạnh sinh sinh chôn vùi đi. Răng rắc, mảnh thế giới này hiện ra một đầu cao vết sách. Dần dần, vết sách càng lai việt nhiều. Vô luận là hắc ám, hay là thuần trắng, đều tại đây khác biến mất, chỉ còn lại nhìn một cái vô tận hỗn độn. Lần này, nên tính là ta thắng chứ. Đường đường chính chính thắng lợi. Diệp Trần không có bất kỳ cái gì động tác, liền như vậy nhìn thẳng đen y thiểu nữ. Khóe miệng của hắn hiện lên một vòng nhàn nhạt đường cong. Trong đôi mắt, không giấu được tiêu tán ra lăng lệ phong mang. Diệp Trần hòa đen y thiểu nữ giao thủ nhiều lần. Thế nhưng, mấy lần trước, Diệp Trần hoặc là suýt nữa bị thua, hoặc là dựa vào ngoại vật chấn áp.
Mà lần này, hắn lại bằng vào lực lượng của mình, chế trụ đen y thiểu nữ. Chuyện này với hắn có ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Lại nhìn đen y thiểu nữ. Nàng ấy trương đầy thống khổ trên khuôn mặt, toát ra một tia hối hận chi sắc. Chỉ thấy nàng gắt gao chừng Liễu Diệp Trần một mắt, cuối cùng, toàn bộ thân thể trong nháy mắt tiêu tan không còn một mống. Rầm rầm. Ngàn vạn mảnh vụn rơi xuống âm thanh vang lên. Diệp Trần bỗng nhiên giật mình, nhưng là phát hiện mình rời đi thế giới kia, quay về đến rồi thực tế. Hắn giờ phút này, đứng ở thần ma nhất tộc giới ấn mảnh vụn trước mặt, hai tay hiện lên thu hẹp hình dáng, đen như mực vòng xoáy còn tại, hấp lực không ngừng phun ra nuốt vào, tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều có thể đem một quả này giới ấn mảnh vụn thôn phệ hết, chiếm giữ thượng phong tuyệt đối. Đến nỗi cái kia hai cái đen như mực cánh tay, biến mất không thấy. Liền phảng phất, chưa bao giờ xuất hiện qua như vậy. Tại Diệp Trần hậu phương, thần Linh Tú còn duy trì chạy lướt qua tư thái, liền khóe miệng một màn kia giảo hoạt nụ cười, cũng vẫn như cũ treo ở trên khuôn mặt. Diệp Trần vừa rồi trải qua hết thảy, tại ngoại giới bất quá một phần ngàn cái hô hấp, rất ngắn, ngắn đến có thể bỏ qua không tính. Ân. Đúng vào lúc này, Diệp Trần cực kỳ bén nhạy chú ý tới, tại thần Linh Tú cái ót vị trí, tràn ra một vòng cực kỳ nhỏ hắc quang. Diệp Trần ánh mắt hơi hơi ngưng lại. Lập tức, hắn một điểm do dự cũng không có, lập tức đem hai đạo đen như mực vòng xoáy ném ra ngoài. Đến nỗi phương hướng, bỗng nhiên không phải trước mặt giới ấn mảnh vụn, mà là từ thần Linh Tú thể nội bỏ trốn đi ra ngoài một màn kia hắc quang. Ông, hai đại hấp lực trong nháy mắt bộc phát. Vừa đối mặt phía dưới, một màn kia hắc quang liền bị triệt để thôn phệ hết. Gần như đồng thời, Diệp Trần cực kỳ rõ ràng cảm thấy, thần ma nhất tộc giới ấn mảnh vụn, hắn khí tức lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy yếu xuống. Liên đới, tràn ngập tại cả tòa cực uyên nội đen như mực khí lưu cùng sáng đen khí lưu, cũng tại cấp tốc trở nên uể oải. Cuối cùng, một tia không tồn tại ở thiên địa. Trở thành. Thấy cảnh này, Diệp Trần lộ ra một vòng hài lòng lúm đồng tiền. Chính như lúc trước hắn suy nghĩ. Giới ấn mảnh vụn bản thể ý chí, có thể không nhìn thời gian và không gian, trong nháy mắt hoàn thành vượt qua. Một cách tự nhiên, nhập thân vào thần Linh Tú trong cơ thể ý chí, cũng là phù hợp quy luật này. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Diệp Trần ra tay đem hắn thôn phệ hết, chẳng khác nào là thôn phệ một bộ phận bản thể ý chí. Tiến tới, đạt đến suy yếu giới ấn mảnh vụn lực lượng mục đích. Trong khoảnh khắc, bị Diệp Trần thôn phệ một bộ phận giới ấn bản thể ý chí, xuất hiện ở đan điền chỗ sâu nhất. Cỗ này bản thể ý chí giống như con ruồi không đầu như vậy, không ngừng trong đan điền va chạm. Thế nhưng, Diệp Trần bên trong đan điền giới ấn mảnh vụn đã sớm bị chấn áp, căn bản vô pháp đem cái này một cỗ bản thể ý chí thu nạp vào tới, chỉ có thể không ngừng phát ra bi thảm cộng minh, biểu thị mình không cam tâm. Cũng không lâu lắm, cái này một cỗ giới ấn bản thể ý chí, cuối cùng đình chỉ tùy tiện chạy tán loạn. Đơn giản là, nó bị tiêu hóa. Triệt triệt để tiêu hóa. Răng rắc. Dường như có đồ vật gì đã nứt ra. Diệp Trần chỉ cảm thấy thân thể run lên. Ngay sau đó, một cỗ trước nay chưa có bành trướng sức mạnh, đột ngột từ hắn toàn thân tràn ngập ra, hội tụ thành từng cái chảy xiết trường hà, không lưu dư lực cọ rửa mỗi một tấc máu thịt, mỗi một đầu kinh mạch, thậm chí liền linh hồn không gian cũng là lấy được tẩy lễ. Toàn thân cao thấp có một loại nói không nên lời sảng khoái. Luân hồi bát giai, trở thành. Diệp Trần trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Vốn là, hắn liền kẹt tại luân hồi bát giai đạo này ngưỡng cửa, từ đầu đến cuối đều không thể vượt qua. Vạn vạn không nghĩ tới, lần này hắn vì ổn định giới ấn mảnh vụn sao động, cưỡng ép thôn phệ một bộ phận giới ấn bản thể ý chí, từ đó nhường hắn tìm đến thời cơ, nhất cổ tác khí chọc thủng tu vi gông cùng xiềng xích, thuận lợi bước vào luân hồi bát giai. Ta bây giờ chung quy là minh bạch, vì cái gì thập đại văn minh phí hết tâm tư muốn có được giới ấn mảnh vụn, ta cắn nuốt giới ấn bản thể ý chí, bất quá là cực nhỏ một bộ phận cực nhỏ, lại có thể để cho ta thuận lợi bước vào luân hồi bát giai, nếu như có thể hoàn toàn trưởng khống một. Mai giới ấn mảnh vụn, dù là tại trí cao cường giả liệt kê đều coi là đỉnh tiêm. Diệp Trần tâm trung như thế đạo. Đương nhiên, so với cảm khái, trong lòng của hắn càng nhiều vẫn là kinh hỉ. Luân hồi thất giai sau đó, mỗi một lần đề thăng, cũng là một đạo khảm. Chỉ cần vượt qua một đạo khảm này, thực lực sẽ nhảy vọt đề thăng. Này đối Diệp Trần mà nói, ý nghĩa phi phàm. Dù sao, không có ai sẽ ghét bỏ mình thực lực đề thăng. Chớ nói chi là, bây giờ Diệp Trần, cần nhất chính là thực lực. Bước vào luân hồi bát giai phía sau, thể nội còn sót lại một chút giới ấn bản thể ý chí, đem luyện hóa sau đó, đối với chỗ tốt của ta cũng là không nhỏ, không chỉ có giúp ta thêm một bước củng cố cảnh giới,
còn để cho ta đối giới ấn mảnh vụn có càng thêm rõ ràng nhận thức. Cũng không biết, loại này cưỡng ép thôn phệ giới ấn bản thể ý chí hành vi, có tính không hỗn độn ý chí nói tới ý chí liên tiếp. Diệp Trần suy tư phút chốc, từ đầu đến cuối tìm không thấy một cái thích hợp đáp án. Cuối cùng, hắn dứt khoát không suy nghĩ nhiều. Liên quan tới giới ấn mảnh vụn, hắn hiểu vẫn là quá ít, tất cả đều là từ hỗn độn ý chí hòa vũ tổ trong miệng biết được. Tình huống như vậy phía dưới, hắn rất khó làm ra một cái phán đoán chính xác. Ngược lại, hắn bây giờ không có chịu đến ảnh hưởng trái chiều, điều này cũng làm cho đầy đủ. Thoáng tập trung ý chí, Diệp Trần đem ánh mắt hướng về giới ấn mảnh vụn nhìn lại. Bởi vì bị cướp đoạt một bộ phận bản thể ý chí nguyên nhân, giới ấn mảnh vụn rõ ràng trở nên an phận rất nhiều, trôi nổi ở trong hư không, bất động, không có tiếng vang nào, liền phảng phất một kiện tử vật như vậy, cùng phía trước dương nanh múa vuốt bộ dáng, tạo thành cực kỳ mãnh liệt. So sánh. Thấy thế, Diệp Trần hài lòng gật đầu một cái. Hắn hiện tại, có thể làm được một bước này, liền đã rất tốt. Hắn cũng không cảm thấy mình có thể duy nhất một lần chấn áp hai cái giới ấn mảnh vụn. Đem ánh mắt từ giới ấn mảnh vụn trên thân rời, Diệp Trần hướng về thần linh tú ngóng nhìn đi qua. Nhập thân vào thần linh tú trên người một bộ phận giới ấn bản thể ý chí, đã bị Diệp Trần triệt để thôn phệ hết, một cách tự nhiên, nàng cũng thoát khỏi bị khống chế vận mệnh bi thảm. Chỉ bất quá, vào giờ phút này nàng, từ đầu đến cuối chưa từng tỉnh lại, một mực đóng chặt lại hai con ngươi, lâm vào trong hôn mê. Tình huống có chút cổ quái. Diệp Trần nhìn về phía thần linh tú, khẽ nhíu mày một cái. Từ nhìn bề ngoài, thần linh tú cũng không nhận được quá nặng thương thế, cũng là chảy ngoài ra. Linh hồn của nàng, cũng không có chịu đến tổn thương, rất là hoàn hảo. Nhưng, ý chí của nàng cực kỳ cổ quái. Mọi người đều biết, ý chí chính là linh hồn kéo dài, ở vào linh hồn chỗ sâu nhất. Bây giờ, Diệp Trần có thể nhạy cảm phát giác được, thần linh tú ý chí, đang tản ra một loại ăn mòn khí tức. Thật giống như, ý chí của nàng lây dính ăn mòn bí thuật, đang tại một chút phân giải, tiêu tan. Thế nhưng là, Diệp Trần cũng không vận dụng ăn mòn bí thuật. Hơn nữa, coi như vận dụng, chuyện này cũng đã triệt hồi. Theo đạo lý nói, không có khả năng còn sót lại tiếp. Điều kỳ quái nhất chính là, cái này một loại ăn mòn khí tức, không giống với ăn mòn bí thuật. Ăn mòn bí thuật là thủ đoạn thần thông, thuộc về ngoại vật. Nếu là ngoại vật, tản mát ra khí tức, tự nhiên cũng là thuộc về ngoại giới, mà không phải là đến từ thần linh tú thể nội. Nhưng mà, thần linh tú ý chí tản mát ra ăn mòn khí tức, cho Diệp Trần nhất loại đến từ tự thân cảm giác. Chính ta ăn mòn chính mình. Diệp Trần trong đầu, hiện lên một cái cực kỳ hoang đường ý niệm. Hắn trầm tư mấy giây thời gian, cuối cùng hạ quyết tâm, đem một tia ý chí tràn ngập ra, lặng yên không tiếng động chui vào đến thần linh tú linh hồn không gian. Ông một tiếng, trước mắt ánh mắt một mảnh hoa dâm. Đợi đến lấy lại tinh thần, Diệp Trần liền phát hạ chính mình ở vào một mảnh mờ mờ không gian hỗn độn. Ở đây không có hữu thiên địa chi phân, càng không có thế gian vạn vật, có lại vẻn vẹn có hỗn độn. Không hổ là thần ma nhất tộc thiên tài, linh hồn không gian cỡ nào rộng lớn. Diệp Trần thấp giọng tán thưởng một câu. Nhưng rất nhanh, hắn liền đem thu hồi ánh mắt lại, hướng về ngay phía trước ngóng nhìn đi qua. Nơi đó, bỗng nhiên chính là ý chí chỗ. Diệp Trần rất thoải mái liền thấy, một cái tuyệt mỹ nữ tử xếp bằng ở hư không. Tuyệt mỹ nữ tử khuôn mặt, cùng thần linh tú một mô nhất dạng, liền khí chất cùng tư thái, cũng là hoàn toàn nhất trí. Nàng tự nhiên là thần linh tú ý chí. Thần linh tú trước mắt ở vào trạng thái hôn mê, một cách tự nhiên, ý chí cũng ở vào tĩnh mịch trạng thái. Diệp Trần lẻn vào linh hồn không gian cực kỳ cẩn thận, cho nên cũng không dẫn tới chú ý. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Diệp Trần cẩn thận quét mắt thần linh tú ý chí. Chỉ thấy ý chí trên thân, nổi lên từng khối màu đen vằn. Những thứ này vằn giống như tiểu côn trùng như vậy, đang tại ý chí trên thân không ngừng du động, mỗi du động một tấc, liền sẽ lưu lại một đầu màu xám đen vết tích, khi này một ít côn trùng không ngừng du động trượt, đầu này màu xám đen vết tích liền sẽ trở nên càng lai việt sâu. Đến cuối cùng, bỗng nhiên biến thành liễu nhất khối màu đen vằn, trực tiếp gia nhập du động trượt đội ngũ. Đồng thời, Diệp Trần nhạy cảm chú ý tới, mỗi khi một khối mới màu đen vằn hiện lên, thần linh tú ý chí liền sẽ toát ra một tia đau đớn biểu lộ. Nguyên bản tràn ngập tại ý chí chung quanh ánh sáng nhạt, nhưng là ảm đạm một phần. Ý chí chính là linh hồn kéo dài, tự nhiên cũng đại biểu cho linh hồn hoạt tính, từ nơi này chút màu đen vằn mang cho ý chí ảnh hưởng đến xem, nhất định không phải là cái gì đồ tốt. Nói một cách khác, những vật này sẽ trực tiếp tổn hại đến thần linh tú linh hồn,
tiến tới đối với nàng tạo thành uy hiếp tính mạng. Diệp Trần rất nhanh liền quy nạp tổng kết hoàn tất. Bất quá, trong đầu của hắn, nhưng là hiện ra càng đa nghi hơn nghi ngờ. Tỷ như nói, những thứ này màu đen vằn là vật gì? Lại tỷ như nói, những thứ này màu đen vằn cũng không có ngoại vật khí tức, mà là đến từ thần linh tú tự thân, đây coi là cái gì, bệnh dữ? Hay là một loại nào đó tổn thương? Còn có, thần linh tú hôn mê bất tỉnh, phải chăng cùng vật này có quan hệ trực tiếp? Diệp Trần chép miệng, một phen suy tư không có kết quả. Lập tức, hắn từ bỏ suy tư, hai tay đột nhiên mở ra, trực tiếp thúc giục vòng xoáy bí thuật. Thần linh tú chính là thần ma nhất tộc thiên tài, càng là thánh quang thần tổ tôn nữ. Nếu có thể đem hắn cứu, nhất định có thể kéo gần thần ma nhất tộc quan hệ. Trừ ngoài ra, Diệp Trần cũng không phải là thấy chết không cứu người. Mặc dù hắn không biết thần linh tú đến cùng tại sao lại dạng này, vẫn là quyết định trước tiên giúp nàng hòa dịu nguy cơ, miễn cho rời đi cực uyên phía trước liền gặp bất chắc. Ông, hấp lực tràn ngập ra đi, lập tức liền bao phủ lại những cái kia màu đen vằn. Tất nhiên màu đen vằn là chỗ căn nguyên, như vậy tự nhiên là muốn từ những vật này ra tay. Nuốt, quát một tiếng phía dưới, hấp lực cuốn trở về. Như ngoài ý liệu chuyện, vòng xoáy bí thuật vô tận hấp lực, thế mà không thể trừ bỏ Nhâm Hà nhất ti màu đen vằn, cứ thế không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tại sao có thể như vậy? Diệp Trần có chút nhớ không rõ. Vòng xoáy bí thuật có thể thôn phệ hết thảy sự vật. Diệp Trần sơ bộ nắm giữ liễu vị mặt chi lực, cho nên liền giới ấn mảnh vụn sức mạnh, thậm chí là bản thể ý chí, cũng có thể cùng nhau thôn phệ hết. Dưới mắt, thế mà không cách nào hấp thu những thứ này màu đen vằn. Màu đen vằn đến từ thần linh tú tự thân, thậm chí có thể là đến từ thần linh tú ý chí, ta muốn cắn nuốt những thứ này màu đen vằn, liền giống như là thôn phệ thần linh tú ý chí, hơn nữa, hay là muốn đem một cái chỉnh thể cắn nuốt loại kia, cho nên mới. Không công mà lui. Diệp Trần trong đầu, hiện ra một cái như vậy có thể năng tính. Thế nhưng là, hắn có mơ hồ cảm thấy nói không thông. Màu đen vằn đến từ thần linh tú ý chí. Bây giờ, màu đen vằn đang tại ăn mòn thần linh tú ý chí. Chính mình giết chính mình. Càng nghĩ, Diệp Trần càng là mộng bức. Hắn nhìn xem màu đen vằn, luôn cảm giác những thứ này quỷ dị vật nhỏ, cũng đang nhìn chăm chú lên hắn, tiếp tục chậm rãi nhúc nhích, tiếp tục tả hữu trượt, cứ thế không có đem hắn coi là chuyện to tát, tràn đầy cười nhạo và ý trào phúng. Ông! Đúng vào lúc này, Diệp Trần bên trong đan điền giới ấn mảnh vụn run một cái. Trong nháy mắt, bên trong đan điền hỗn độn ý chí mảnh vụn, hỗn độn ý chí chi quang hòa vũ tổ ý chí, đồng thời chút xuống ra hùng hậu uy áp, dễ dàng đem giới ấn mảnh vụn áp chế xuống. Đối với dạng này hình ảnh, Diệp Trần đã sớm là thấy có lạ hay không. Dù là không có tới gần những thứ khác giới ấn mảnh vụn, mỗi cách một đoạn thời gian, cũng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Ân. Phút chốc, Diệp Trần phát ra một đạo kinh ngạc âm thanh. Hắn cực kỳ bén nhạy phát hiện, nguyên bản không chút kiêng kỵ màu đen vằn, cư nhiên vào lúc này run một cái, không chỉ có ngọa nguậy tốc độ trở nên chậm, còn không ngừng phát run héo rút, dường như là phát giác vật gì đáng sợ, biểu hiện càng sợ hãi. Chẳng lẽ những vật này e ngại hỗn độn ý chí mảnh vụn, hỗn độn ý chí chi quang hòa vũ tổ ý chí? Diệp Trần hồi tưởng đến hình ảnh mới vừa rồi, cuối cùng được ra một cái kết luận như vậy. Cổ ngữ lời, thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Diệp Trần không có chút gì do dự, từng bước đi ra, đi thẳng tới liễu thần linh tú ý chí trước mặt. Cùng lúc đó, hắn thúc giục bên trong đan điền hỗn độn ý chí mảnh vụn, hỗn độn ý chí chi quang hòa vũ tổ ý chí. Ong ong ong, ba đồng thời run rẩy, một mạch chút xuống ra hùng hậu uy áp. Cố uy thế này, cũng không có hướng về giới ấn mảnh vụn lan tràn đi qua, mà là thông qua Diệp Trần tay trưởng, trực tiếp truyền lại đến thần linh tú ý chí trên thân thể. Thần linh tú ý thức thế giới nội bộ. Bây giờ, tràng diện xôn xao. Chỉ thấy thần linh tú toàn bộ ý thức thế giới, hóa thành đen kịt một màu. Gần như chỉ ở trung tâm, còn có một chút xíu thuần trắng. Mà ở nơi đó, một danh thiểu nữ hai tay ôm đầu gối ngồi chồm hổm ở nơi đó, nàng đem đầu sọ chôn thật sâu xuống, phảng phất lâm vào một loại cực độ không giúp trạng thái. Nếu như tinh tế ngóng nhìn đi qua, cái này danh thiểu nữ bộ dáng, thế mà cùng thần linh tú không có chút nào hay gì. Bất đồng duy nhất là, thiếu nữ trên khuôn mặt, không có thân vi thần bộ thiên tài anh tư tỏa sáng, có lại vẻn vẹn có bất lực, khủng hoảng, tuyệt vọng, bất lực các loại tâm tình tiêu cực. Cảnh tượng như thế, Diệp Trần cũng không xa lạ chút nào. Ngay tại không bao lâu phía trước, hắn cũng đã trải qua dạng này một cơn ác mộng. May mắn chính là,
Diệp Trần tìm được Tiểu Cửu thiếu hụt, từ đó phát hiện bỏ sót, phá giải Hắc Phát thiểu nữ âm mưu. Nhưng, thời khắc này Thần Linh Tú, rõ ràng không có vận khí tốt như vậy. Nàng cực độ thất lạc, phảng phất giống như ngốc mộc. Riêng lớn một mảnh thế giới, vẹn vẹn một tia thuần trắng. Liền phảng phất, nàng tùy thời tùy chỗ đều sẽ bị hắc ám bao phủ. Đến nỗi cuối cùng sẽ xuất hiện cái gì, không người biết được. Ô ô ô ô. Lúc này, Thần Linh Tú đột nhiên sụt sùi khóc. Thân thể của nàng đang run rẩy, tiếng khóc không thành ngữ điệu, cả người giống như là trong cuồng phong một gốc cỏ nhỏ, sắp bị lộn cong, sắp bị thổi ngã, sắp bao phủ tại vô tận cuồng phong hòa hắc trong bóng tối, triệt để hóa thành trong đó một phần tử. Là thời điểm từ bỏ. Thần Linh Tú đột nhiên nói một tiếng. Trong khoảnh khắc, tồn tại ở mảnh thế giới này duy nhất một tia thuần trắng, ở thời điểm này trong nháy mắt trở nên ảm đạm. Chung quanh hắc ám giống như dã thú vọt tới, tựa hồ muốn thuần trắng thôn phệ, tựa hồ muốn Thần Linh Tú triệt để xé nát, phá hủy. Đối với cái này, Thần Linh Tú phảng phất thật sự đã bỏ đi. Nàng trực tiếp nằm trên mặt đất, hai tay mở ra, không có chút nào thần thái, ánh mắt nhìn qua vô tận hắc ám, một bộ triệt triệt để không phản kháng nữa đổi phế bộ dáng. Dạng này cũng rất. Lời nói chưa dứt, Thần Linh Tú chỗ sâu trong con ngươi không có dấu hiệu nào lóe lên ánh sáng. Nói đúng ra, hẳn là vô tận hắc ám bên trên bầu trời, đột ngột lóe lên một vòng rực rỡ ánh sáng, tiến tới chiếu vào mi mắt của nàng bên trong. Tiếp lấy, Thần Linh Tú liền nhìn thấy hắc ám bị đuổi tản ra, bị xé nứt. Ở nơi đó, có một đạo hắc áo thân ảnh xuất hiện. Hắn giống như thiểm điện hạ xuống tới, trực tiếp rơi xuống liễu Thần Linh Tú trước mặt. Bởi vì bị vô tận ánh sáng vây quanh duyên cớ, trong lúc nhất thời, Thần Linh Tú hoàn toàn thấy không rõ lắm cái này danh hắc y thân ảnh bộ dáng, chỉ là cảm giác trên thân người này tản mát ra tia sáng thật ôn nhu, chiếu xạ tại trên người nàng, thế mà để cho nàng cảm thấy ấm. Ấm, cảm thấy quan tâm. Đi theo ta. Áo đen thân ảnh mở miệng, thân ảnh mang theo từ tính, rất là êm tai. Đồng thời, Thần Linh Tú cũng đánh giá ra hắn là một vị nam tính. Ngươi là ai? Thần Linh Tú vô ý thức vấn đạo. Nhưng mà, áo đen thân ảnh căn bản vốn không cho Thần Linh Tú trả lời, dụng nhất chủng mang theo bá đạo tư thái, trực tiếp nắm nàng nhu đề, đem nàng ngạnh sinh sinh kéo vào trong ngực của mình. Lại tiếp đó, áo đen thân ảnh đằng không mà lên, giống như lúc đến như vậy, trực tiếp xé rách vô tận hắc ám, xông thẳng tới chân trời. Trong thế giới hiện thực, bá một tiếng, nguyên bản chìm vào trong giấc ngủ Thần Linh Tú, bất thình lình giật mình một cái. Tiếp lấy, nàng chậm rãi mở hai mắt ra, dụng nhất chủng hoảng hốt ánh mắt, không mục đích gì quét mắt bốn phía. Cũng liền tại thời khắc này, nguyên bản tràn ngập tại Thần Linh Tú trên người màu đen vằn, ở thời điểm này giống như thủy triều rút đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Ngươi cảm giác như thế nào? Thần Linh Tú bên tai, đột nhiên vang lên một cái lạ lẫm nhưng lại quen thuộc giọng nam. Thần Linh Tú vô ý thức quay đầu nhìn lại. Khi nàng nhìn thấy Diệp Trần thời điểm, đầu tiên là nhất thời mơ hồ, sau đó, cả người nàng bỗng nhiên đứng thẳng lên, thân hình triệt thoái phía sau, hai tay bày ra tư thế chiến đấu, một mặt cảnh giác đánh giá trước mắt cái này hoàn toàn nam tử xa lạ, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là người nào? Vì cái gì xuất hiện ở tộc ta cấm địa? Thần Linh Tú còn rất yếu ớt. Đột nhiên xuất hiện liên tiếp động tác, lập tức để cho nàng cảm thấy không còn chút sức lực nào, dưới thân thể ý thức té sấp về phía trước. Thấy thế, Diệp Trần vội vàng đưa tay đỡ nàng, đồng thời còn bộc phát ra một cỗ bá đạo luân hồi chi lực, ba tầng trong ba tầng ngoài bao trùm Thần Linh Tú, để cho nàng không cách nào chuyển động, đồng thì giá không đến mức đột nhiên bạo khởi ra tay. Làm xong đây hết thảy, Diệp Trần vừa mới dụng nhất chủng tương đối bất đắc dĩ ngữ khí trả lời, ngươi không nên hiểu lầm, ta đối với ngươi không có ác ý, ta đi vào nơi đây phía trước, đã chiếm được liễu thần ma nhất tộc chư vị lão tổ cho phép, hiện tại bọn hắn ngay tại bên ngoài, ngươi chờ chút. Có thể trực tiếp hỏi bọn hắn. Diệp Trần rất rõ ràng Thần Linh Tú phản ứng. Nếu đổi lại là Nhâm Hà nhất cá nhân, đột nhiên nhìn thấy một cái nam tử xa lạ đứng tại trước mặt, đều sẽ cảm giác kinh ngạc. Huống chi, nơi này đích xác là thần ma nhất tộc cấm địa, mà Diệp Trần rõ ràng không phải thần ma nhất tộc người. Nhưng vì lý do an toàn, Diệp Trần giá không có cách nào, chỉ có thể trước tiên khống chế lại Thần Linh Tú, miễn cho hai người bạo phát xung đột, ngược lại nhường Thần Linh Tú thương càng thêm thương. Nhưng, ngoài ý liệu là, Diệp Trần nói xong một phen sau đó, Thần Linh Tú thế mà không có bất kỳ cái gì phản kháng, còn dụng nhất chủng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Diệp Trần, một lần lại một lần liếc nhìn, cuối cùng dụng nhất chủng không xác định giọng, chúng ta là không phải gặp qua, ngay tại trước đó không lâu. Chấm than ngoặc kép.
Thần Linh Tú suýt nữa mê thất tại ý thức thế giới. Thế nhưng là, nàng cũng không biết chính mình rơi vào ý thức thế giới, còn kém chút bị bóng tối thôn phệ. Cho nên nàng đối với Diệp Trần xuất thủ cứu giúp, chỉ lưu lại vô cùng trí nhớ mơ hồ, liền nàng cũng không biết đoạn ký ức này đến từ đâu. Thẳng đến vừa rồi Diệp Trần bá đạo ra tay, cùng với phun ra liên tiếp tiếng nói, mới để cho Thần Linh Tú nhớ tới một chút trí nhớ mơ hồ đoạn ngắn, vừa hỏi Diệp Trần, một bên dần dần buông xuống đề phòng, thân thể và tâm thần không hiểu có một loại ấm áp cảm giác. Tính toán, xem như thế đi. Nhìn thấy Thần Linh Tú trạng thái là lạ, Diệp Trần giá không tiện giải thích nhiều, chỉ sợ sẽ kích động đến nàng. Tùy tiện tìm một cái lấy cớ lấp liếm cho qua sau đó, hắn rơi xuống Thần Linh Tú trước mặt, đem nàng nhẹ nhàng ôm liễu khởi tới, ngưng thanh đạo, vừa mới xảy ra rất nhiều chuyện, trong lúc nhất thời, ta cũng không biết như thế nào giải thích với ngươi, vẫn là chờ rời đi Cực Uyên sau đó. Ngươi tốt nhất tĩnh dưỡng một phen, đợi đến ngươi khôi phục lại, ta sẽ tương lai long đi mạch tất cả đều nói cho ngươi. Bởi vì có mơ hồ trí nhớ duyên cớ, Thần Linh Tú đối với Diệp Trần đã không còn địch ý, thậm chí còn có một loại không rõ tín nhiệm cảm giác, giống như một cái tiểu nữ sinh như vậy, cực kỳ khôn khéo gật đầu một cái. Đối với cái này, Diệp Trần hài lòng nở nụ cười. Chỉ cần không có tiếp tục dẫn phát mâu thuẫn liền tốt. Lại đi ra phía trước, ta có thể không thể xách một cái yêu cầu. Thần Linh Tú đột nhiên nói một cái câu. Ngươi nói, Diệp Trần cười trả lời. Ta trong nhẫn chứa đồ có mấy món dự bị quần áo, ngươi có thể không thể cầm một kiện đi ra cho ta phủ thêm, đi ra ngoài như vậy, ta sợ dẫn tới hiểu lầm. Thần Linh Tú lúc nói chuyện, gương mặt bò lên trên một vòng ửng đỏ, âm thanh càng là tế như văn nhuế. Phía trước Thần Linh Tú bị Hắc Phát thiểu nữ phụ thân, cùng Diệp Trần nộp mấy lần tay. Trong quá trình giao thủ, khó tránh khỏi có khí kình bộc phát. Có chút khí kình không cẩn thận vạch phá liễu Thần Linh Tú quần áo, từ đó bộc lộ ra từng mảng lớn xuân quang. Dưới tình huống bình thường, Thần Linh Tú đương nhiên sẽ trước tiên lấy ra mới quần áo thay đổi. Nhưng bởi vì bị Diệp Trần khống chế duyên cớ, nàng căn bản vô pháp chuyển động. Lại thêm, Diệp Trần chuẩn bị ôm Thần Linh Tú ra ngoài. Điều này cũng làm cho đưa đến, từng mảng lớn xuân quang, trực tiếp lộ ra ngoài tại Diệp Trần trước mắt. Cái gì giả, còn có một bộ phận mềm mại, trực tiếp dán tại liễu Diệp Trần kiên cố trên lồng ngực. Cái này không nói cũng là còn tốt, Diệp Trần không chút nào cảm thấy ý. Vừa nói ra, Diệp Trần vô ý thức liền hướng về Thần Linh Tú nhìn lại. Tiếp đó, Diệp Trần biểu lộ có chút lúng túng. Tại cứng ngắc lại nửa giây sau đó, Diệp Trần lập tức từ Thần Linh Tú bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một bộ quần áo, đem từng mảng lớn xuân quang che lại, ngoài miệng vội vàng nói xin lỗi cái này. Cái này đơn thuần là hiểu lầm, ta cái gì cũng không thấy. Lúc này nói cái gì cũng không thấy, đứa trẻ 3 tuổi tử đô sẽ không tin tưởng. Nhưng, Diệp Trần tựa hồ cũng chỉ có thể đã nói như vậy. Hắn cũng không thể nói, ta tất cả đều nhìn đến rồi, cuối cùng trở tay tán dương Thần Linh Tú dáng người a. Như vậy, đoán chừng Diệp Trần không thể sống lấy đi ra thần ma nhất tộc. Hắn nhớ kỹ, Thần Linh Tú là thánh quang thần tổ tôn nữ. Vô luận là địa vị, vẫn là thiên phú, đều được là thần ma nhất tộc nhân vật dẫn đầu. Một cái người ngoại tộc đùa giỡn liễu thiên chi kiểu nữ. Đây nếu là chuyển đi, thần ma nhất tộc mặt mũi thả tại hướng nào? Đi thôi. Diệp Trần lắc đầu, đem các loại tạp niệm vung ra sau đầu, hai tay ôm chặt Thần Linh Tú, vút qua sông lên trời. Cực Uyên bên ngoài, một đoàn người lo lắng chờ đợi. Ánh mắt của bọn hắn tất cả đều tập trung tại Cực Uyên cửa vào, ánh mắt bên trong, trên khuôn mặt, đều lộ ra mãnh liệt vẻ lo âu. Đều đã lâu như vậy, tại sao không có bất kỳ động tĩnh nào? Chẳng lẽ là gia hỏa này cũng gặp bất trắc? Gió Bắc Ma Tổ hòa Kình Thiên Ma Tổ ngôn ngữ, vẫn như cũ tràn đầy không tín nhiệm. Ngay từ đầu còn không quan trọng. Theo thời gian đưa đẩy, Cực Uyên nội bộ cũng không còn truyền đến bất kỳ động tĩnh nào, dần dà. Thánh Quang Thần Tổ Hòa Tu La Ma Tổ cũng có chút không nắm chắc được chủ ý, hai người ánh mắt trao đổi một hồi, ánh mắt không ngừng lộ ra lo âu và hoảng hốt. Nếu không thì chúng ta đi cửa vào nhìn một chút. Thánh Quang Thần Tổ hậm hực nói. Một bên, Hồ Tôn cũng cảm thấy có điểm gì là lạ. Nhưng mà nàng đối với Diệp Trần có cực kỳ mãnh liệt tín nhiệm, lập tức dao động đầu đảo, đợi thêm một hồi a, ta tin tưởng Diệp Tiểu Hữu có thể ứng phó Cực Uyên nội bộ tình huống. Chúng ta mạo muội tiến vào, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến hắn, đợi thêm một hồi. Nói xong, Gió Bắc Ma Tổ hòa Kình Thiên Ma Tổ có chút bất mãn. Bọn hắn vốn là thấy ngứa mắt Diệp Trần, bây giờ Hồ Tôn còn phải tiếp tục lui về phía sau kéo dài thời gian, cái này khiến bọn hắn càng thêm khó chịu. Ta nói, Gió Bắc Ma Tổ thanh âm bén nhọn lại lần nữa vang lên,
Bất quá, nàng còn không có nhiều lời vài câu, Cực Uyên nội bộ đột nhiên phóng ra một vòng ánh sáng nhạt. Ánh sáng nhạt phóng lên trời, trực tiếp xé rách cấm chế dày đặc. Cũng liền tại lúc này, đám người thấy rõ, một màn kia ánh sáng nhạt bỗng nhiên chính là Diệp Trần. Trong ngực của hắn, còn ôm thật chặt Thần Linh Tú. Đến nỗi Thần Linh Tú, đám người cũng là thấy nhất thanh nhị sở, mặc dù có chút thương thế, nhưng cũng là vết thương nhẹ, trong ánh mắt lộ ra kích động cùng hưng phấn, không còn là phía trước như vậy băng lãnh vô tình, trên thân tản mát ra khí tức, càng làm cho đám người càng quen thuộc. Đi ra, bọn hắn đều an toàn đi ra. Nhìn thấy cháu gái của mình bình yên trở về, dù là Thánh Quang Thần Tổ, lúc này cũng là cao hứng kêu to lên. Một bên, Tu La Ma Tổ, Thương Khung Thần Tổ Hòa Lạc Khê Thần Tổ, ba người cũng là thở phào nhẹ nhõm, bỗng cảm giác treo ở trong lòng tảng đá lớn triệt để thả xuống. Ngược lại là Gió Bất Ma Tổ Hòa Kình Thiên Ma Tổ, biểu tình hai người lúng túng, cứ thế đem lời đến khóe miệng đều nuốt xuống. Một lát sau, Diệp Trần ôm Thần Linh Tú rơi xuống trước mặt mọi người. May mắn không làm nhục mệnh. Diệp Trần cười nhạt một tiếng. Sau đó, hắn đem Thần Linh Tú thận trọng để xuống, động tác chi nhu hòa, nhưng Thần Linh Tú gò má không tự chủ hiện lên một vòng nhàn nhạt ửng đỏ. Linh Tú, ngươi cảm giác như thế nào? Thánh Quang Thần Tổ trên dưới quét mắt Thần Linh Tú, tiếp đó lại nhìn hướng Diệp Trần, sốt ruột nói, Diệp Tiểu Hữu, Cực Uyên đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi lại là như thế nào giải quyết, Linh Tú cơ thể thật sự không sao, hay là nói? Liên tiếp vấn đề, từ Thánh Quang Thần Tổ trong miệng không ngừng phun ra, ngữ tốc nhanh, giống như đạn pháo liên tiếp phun ra. Đối với cái này, Diệp Trần vội vàng khoát tay ra hiệu, cười khổ nói, Thánh Quang tiền bối, vấn đề ngươi hỏi quá nhiều, ta trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, nói tóm lại, tình huống đã ổn định, giới ấn mảnh vụn trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có cái gì khác thường, nhưng vì an toàn cân nhắc, các ngươi tốt nhất vẫn là bố trí cấm chế, trước đem Cực Uyên cùng chung quanh khu vực bắt đầu phong tỏa, không thể nhường bất luận kẻ nào tiến vào, miễn cho lại lần nữa dẫn phát hỗn loạn. Trừ ngoài ra, Linh Tú cô nương cơ thể còn rất yếu ớt, bây giờ tốt nhất tĩnh dưỡng một phen, chờ những sự tình này đều xử lý thích đáng hoàn tất, ta lại đem cả sự kiện một năm một người cáo chi cho các ngươi. Nghe vậy, Thánh Quang Thần Tổ lúng túng gãi đầu một cái. Quan tâm sẽ bị loạn. Câu nói này ở trên người hắn lấy được thể hiện cực kỳ rõ nét. Hết thầy theo Diệp Tiểu Hữu lời nói. Nhìn thấy Thần Linh Tú bình yên vô sự rời đi Cực Uyên, Thánh Quang Thần Tổ đối với Diệp Trần thái độ đã khá nhiều, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia tán dương cùng cảm kích. Nói xong, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về mấy vị lão tổ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ma bộ ba vị lão tổ, cùng với Thương Khung Thần Tổ, lập tức hiểu ý gật đầu. Một nhóm năm người phóng lên trời, bắt đầu vô cùng uyên làm trung tâm, một tầng tiếp một tầng bố trí cấm chế, không dám có một tí một hào trì trệ cùng sơ sẩy. Đến nỗi Lạc Khê Thần Tổ, nàng nhưng là mang theo Diệp Trần Hòa Thần Linh Tú bọn người, đi trước trở về Liễu Thần Ma nhất tộc. Một lát sau, Diệp Trần trở lại Liễu Thần Ma nhất tộc cung cấp chỗ ở. Hắn xếp bằng ở trên giường, hai con ngươi khép kín, đem chuyện đã xảy ra hôm nay, nghiêm túc gỡ một lần. Cuối cùng, hắn tản mát ra ý chí chi lực, chuẩn bị thông qua cho y Diệp Trần, đem chuyện ngày hôm nay cáo chi lúc gian thần điện. Tiếc nuối là, cho y Diệp Trần cũng không có đáp lại. Xem ra lại tiến vào liễu thì không trường sông. Đối với cái này, Diệp Trần ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Đi qua mấy lần trước thành công, lúc gian thần điện đối với tiến vào thì không trường sông, càng lai việc có tâm đắc, hiệu suất cũng càng lai việc cao. Chỉ là điện chủ cấp bậc cường giả, bọn hắn liền mang về ba người. Này đối lúc gian thần điện, không chỉ có trên thực lực gia tăng mãnh liệt, càng có tín niệm lên cổ vũ. Toàn bộ hết thảy đều hướng phương hướng tốt phát triển. Liên hệ cho y Diệp Trần sau khi thất bại, Diệp Trần lập tức thu liễm tâm thần, bắt đầu thật tốt cảm thụ luân hồi bát giai mang tới sức mạnh để thăng. Đồng thời, hắn cũng cẩn thận nội thị đan điền, một lần lại một lần kiểm tra giới ấn mảnh vụn trạng thái, đề phòng bất chắc. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Diệp Trần thể nội giới ấn mảnh vụn, lúc bình thường, biểu hiện cực kỳ nóng nảy, không bị trói buộc. Liền phảng phất, tùy thời tùy chỗ có thể phá phong mà ra, muốn tương Diệp Trần triệt triệt để thôn phệ hết, đồng hóa mất, chỉ có dựa vào hỗn độn ý chí mảnh vụn, hỗn độn ý chí chi quang hòa vũ tổ ý chí, mới có thể đem hắn miễn cưỡng trấn áp lại. Dưới mắt, giới ấn mảnh vụn thế mà biểu hiện cực kỳ yên tĩnh. Thậm chí hồ, Diệp Trần còn mơ hồ cảm thấy giới ấn mảnh vụn dường như đang run rẩy, giống như e ngại Diệp Trần. Chẳng lẽ là bởi vì ta thôn phệ một bộ phận giới ấn mảnh vụn bản thể ý chí, từ đó đưa tới cái này giới ấn mảnh vụn e ngại. Diệp Trần thầm nghĩ như thế.
33 mai giới ấn mảnh vụn, ý chí vốn là một thể. Diệp Trần có thể thôn phệ một bộ phận bản thể ý chí, một cách tự nhiên, cũng sẽ đối với những khác giới ấn mảnh vụn tạo thành uy hiếp. Nghĩ thì nghĩ, Diệp Trần cũng không có nếm thử. Đối với hiện tại hắn tới nói, giới ấn mảnh vụn tồn tại, vẫn là tràn đầy kiên kỵ. Mặc dù hắn có thể thôn phệ một bộ phận bản thể ý chí, cũng không đại biểu, hắn có thể hoàn toàn áp chế giới ấn mảnh vụn. Một khi đối phương phát điên lên, đoán chừng hắn cũng ăn không được hảo. Dạng này cũng không tệ, ít nhất sẽ không lo lắng cái này giới ấn mảnh vụn đối với ta nhìn chằm chằm, cũng coi như là có tư cách nhất định a. Đợi đến thực lực của ta lại hướng lên nói lại, hay là, đối với giới ấn mảnh vụn hiểu rõ càng nhiều, lại nếm thử tiếp tục thôn phệ giới ấn mảnh vụn bản thể ý chí. Diệp Trần tại trong lòng kế hoạch đạo. Giới ấn mảnh vụn mỗi giờ mỗi khắc suy nghĩ thôn phệ hắn, hắn chẳng lẽ không phải như thế? Bây giờ không làm, chỉ là thời điểm chưa tới. Đồng thời, cũng là vì lại không nỗi lo về sau. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Diệp Trần nghỉ ngơi một đêm, tinh thần triệt để khôi phục. Chỉ bất quá, thần ma nhất tộc người, cũng không có lập tức tới tìm hắn, tựa hồ còn tại vội vàng cấm phong cực uyên chuyện. Đối với cái này, Diệp Trần giá không nói thêm gì. Cực uyên nội giới ấn mảnh vụn, đã bị hắn thôn phệ một bộ phận bản thể ý chí. Trong thời gian ngắn, sẽ không có vấn đề quá lớn. Nhoáng một cái 3 ngày đi qua. Thần ma nhất tộc người vẫn không có xuất hiện. Diệp Trần ngược lại không gấp. Hắn thôn phệ một bộ phận giới ấn mảnh vụn bản thể ý chí, đối với giới ấn mảnh vụn cùng vị diện chi lực đều có cảm ngộ hoàn toàn mới, vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này, thật tốt tính tu cảm ngộ một phen, dạng này có thể thuận tiện ngày sau hành động. Ngược lại là Hồ Tôn lộ ra đặc biệt cuống cuồng. Nếu không phải là Diệp Trần ngăn, đoán chừng nàng đã sớm chủ động đi tìm thần ma nhất tộc. Một mặt khác, Diệp Trần cái này mấy cái một mực nếm thử liên hệ cho y Diệp Trần, nhưng cái sau từ đầu đến cuối không có hồi âm. Dựa theo trước đây quy luật, đám người bọn họ tiến vào thì không trường sông, nhiều nhất 3 ngày thời gian liền sẽ trở về, tính cả lời ngày hôm nay, ít nhất cũng có 4 ngày, chẳng lẽ là xuất hiện cái gì đột phát sự kiện. Diệp Trần tâm trung lẩm bẩm. Hắn cũng không phải lo lắng. Có tiểu cửu phụ trợ bảo hộ, cùng với thiên đình chi chủ Hòa Linh Sơn Phật Tổ tọa chấn, thì không trường sông trên cơ bản sẽ không xuất hiện biến cố gì. Diệp Trần tại nghĩ, cho y Diệp Trần có phải hay không gặp phải Ma Đà Sơn chi chủ. Phía trước, cho y Diệp Trần chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền tỉnh lại điện chủ cấp bậc mê thất cường giả. Đến nỗi bình thường cường giả, tốc độ càng nhanh, 1-2 ngày liền có thể thuận lợi trở về. Bây giờ bọn hắn thật lâu chưa về, thì không trường sông cũng không có xuất hiện cái vấn đề lớn gì, như vậy có thể là, bọn hắn gặp điện chủ cấp bậc trở lên mê thất cường giả. Càng nghĩ, cái kia cũng chỉ có Ma Đà Sơn chi chủ dạng này chí cao cường giả. Nếu như thực sự là như thế, một khi đem Ma Đà Sơn chi chủ tỉnh lại, như vậy lúc gian thần điện bên này, liền có tam vị trí cao cường giả. Lại thêm lúc gian thần điện nội tình, cho dù còn không thể lực địch, nhưng cũng có thể chống lại Nhâm Hà nhất cái đỉnh tiêm văn minh. Diệp Trần tâm đầu một hồi lửa nóng, nhưng, trên mặt vẫn như cũ duy trì bình tĩnh biểu lộ. Đây hết thảy, đều ở đây dự đoán của hắn bên trong. Hưu, tiếng xé gió lên. Một bộ cung trang nghe thường Hồ Tôn, hỏa thiêu hỏa liệu đi tới trong đình viện. Trên mặt của nàng mang theo gấp rút chi sắc, thấp giọng nói, Diệp Tiểu Hữu, thần ma nhất tộc người mời ngươi ta gặp mặt, ngay tại thần ma đại điện. Thần ma đại điện ở vào thần ma nhất tộc chỗ sâu. Ngày bình thường, chỉ có thần ma nhất tộc 2 vị bộ chủ mới có tư cách bước vào. Liền trưởng lão cũng là không được. Bởi vậy đến xem, thần ma nhất tộc đối với lần này nói chuyện cực kỳ coi trọng. Không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, Diệp Trần Hòa Hồ Tôn 2 người chính là đi tới liễu thần ma đại điện. Trong điện, thần ma nhất tộc lục vị lão tổ sớm đã chờ đợi thời gian dài. Tại 6 người phía dưới, còn đứng thẳng 2 người. Hồ Tôn sớm đã làm qua giới thiệu, 2 người này theo thứ tự là thần bộ cùng ma bộ bộ chủ. Thần ma nhất tộc đặt riêng thần ma 2 bộ. Mỗi một bộ, đều xem như một cái độc lập quần thể. Bộ trưởng quản lý trung tộc đàn đại sự, bên dưới có bao nhiêu vị trưởng lão, phân biệt quản lý các hạng sự nghi. Đương nhiên, bởi vì vi thần ma nhất tộc nhân viên thưa thất duyên cớ, vô luận là bộ chủ, hay là trưởng lão, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ xuất hiện tại tộc đàn bên trong. Chỉ có lục vị lão tổ, phần lớn thời gian đều ở vào tĩnh tu, chưa có nhìn thấy. Trừ liễu thần bộ bộ chủ cùng ma bộ bộ chủ, phía dưới còn đứng thẳng một đạo thanh tú bóng hình xinh đẹp. Người này bỗng nhiên chính là thần Linh Tú. Bây giờ, nàng đã kinh hoàn toàn khôi phục lại, một bộ thanh y khỏa thân,
làm nổi bật lên yểu điệu dáng người, tuyệt đẹp ngũ quan phía trên, mang theo một tia khí chất xuất trần. Người cũng như tên, như thần đến từ Linh Tú. Cho dù Diệp Trần thấy qua vô số tuyệt thế nữ tử, còn nắm giữ nhiều vị hồng nhan tri kỷ, vừa nhìn thấy thần Linh Tú thời điểm, vẫn là không khỏi mắt lộ kinh hãi, âm thầm cảm thán cô gái này dung nhan tuyệt thế. Nguyên lai Diệp Tiểu Hữu ưa thích loại kiểu này nữ tử. Diệp Trần bên tai, đột nhiên truyền đến Hồ Tôn một thanh âm. Nghe vậy, Diệp Trần mặt mũi tràn đầy cũng là cười khổ. Đi qua mấy ngày nay tiếp xúc, Diệp Trần từ từ phát hiện, Hồ Tôn nói ra cái này lời nói thời điểm, cơ hồ không có trêu ghẹo chi sắc, biểu lộ cực kỳ nghiêm túc. Điều này thực nhượng Diệp Trần có chút khó khăn đỉnh. Gặp qua chư vị tiền cùng thế hệ. Đi tới trong đại điện, Diệp Trần nhất đổi khổ tâm biểu lộ, hai tay ôm quyền, hướng về phía lục vị lão tổ cùng hai vị bộ chủ khom mình hành lễ. Nhìn thấy thần Linh Tú thời điểm, Diệp Trần ngược lại là không có nhiều lời, khẽ gật đầu ra hiệu. Bất quá, Diệp Trần cũng không có chú ý tới, tại hắn gật đầu tỏ ý thời điểm, một mực duy trì thanh lãnh tư thái thần Linh Tú, biểu lộ hơi hơi biến đổi, đồng dạng gật đầu tỏ ý thời điểm, ánh mắt chỗ sâu nhất lóe lên một chút xíu bối rối. Cái này một chi tiết, cũng là bị Hồ Tôn bắt được. Chỉ thấy trong mắt nàng thoáng qua một tia kiêng kỵ, nhíu nhíu mày, thầm nghĩ, lần này phiền toái, giả cơ cô gái nhỏ này sợ là không tranh nổi thần Linh Tú. Suy nghĩ chớp mắt là qua, Hồ Tôn rất nhanh liền khôi phục như cũ biểu lộ, đi về phía trước ra một bước, trên mặt cũng không thấy câu thúc, trực tiếp hướng về phía thần ma nhất tộc lục vị lão tổ nói, ta hòa Diệp Tiểu Hữu không chỉ có mang theo thành ý đến đây, còn giúp các ngươi thần ma nhất tộc tan rã nguy cơ trọng đại, mà các ngươi lại đem ân nhân cứu mạng gạt vài ngày, các ngươi không cảm thấy dạng này còn có bất công sao? Hồ Tôn cũng không có quên, nàng hòa Diệp Trần lần này tới đến thần ma nhất tộc, mục đích là vì thuyết phục cái sau liên minh. Nếu là thuyết phục, như vậy thì cần phải nắm giữ quyền nói chuyện. Mới mở miệng, Hồ Tôn liền chiếm giữ đạo đức điểm chí cao, vững vàng bắt được ra tay trước quyền. Đương nhiên, trừ cái này một tầng chứa nghĩa chi bên ngoài, Hồ Tôn cũng đích xác là tức giận. Phải biết, cực uyên phát sinh sao động, thần ma nhất tộc trên cơ bản ở vào hỗn loạn biên giới, tùy thời tùy chỗ đều sẽ tổn hại đến cả một tộc nhóm. Thần ma nhất tộc vốn là huyết mạch cực kỳ thưa thớt, một khi phát sinh tổn hại cả một tộc bầy ách nạn, hậu quả khó mà lường được. Xem như ân nhân cứu mạng Diệp Trần, nên nhận được thần ma nhất tộc đãi ngộ cao nhất. Có thể kết quả, bọn hắn ngạnh sinh sinh gạt liễu Diệp Trần 3 ngày. Là một người đứng xem, Hồ Tôn có chút không nhìn nổi, cho nên mới sẽ nói ra mấy câu nói như vậy, vì Diệp Trần ra mặt. Quả nhiên, câu nói này vừa rơi xuống, thần ma nhất tộc lục vị lão tổ, bao quát không ưa nhất Hồ Tôn hòa Diệp Trần gió bấc ma tổ, cũng đều là trên mặt toát ra vẻ xấu hổ, trên thân tản mát ra vênh váo hung hăng, lập tức liền tiêu tán, khí thế không tự giác liền xuống. Hàng một bậc. Hừ. Thấy cảnh này, Hồ Tôn trong lòng phi thường hài lòng, ngoài miệng mang theo ngạo kiều hừ một tiếng. Bất quá, ngay tại nàng chuẩn bị thêm một bước áp chế chàng diện thời điểm, Diệp Trần đi về phía trước một bước, khoát tay áo, tiếp lời ngữ quyền đạo, không biết cực uyên cấm chế phải trang an bài thỏa đáng. Diệp Tiểu Hữu yên tâm, chúng ta không chỉ tu phục cực uyên tất cả cấm chế, còn tại cực uyên nội bộ thực hiện mấy đạo cấm chế, hẳn là sẽ không lại xuất hiện lần trước tình huống. Mở miệng là Tu La Ma Tổ. Lúc hắn nói chuyện, ánh mắt thâm thúy nhìn hướng Diệp Trần, tựa hồ như muốn triệt để xem thấu. Đồng thời, cái nhìn này thần chi bên trong, còn kèm theo tán thưởng cùng hài lòng. Rất rõ ràng, hắn đã từ chư vị lão tổ trong miệng, biết được liễu Diệp Trần hết thảy. Đối với cái này cái đột nhiên đến, hơn nữa giúp liễu thần ma nhất tộc, kẻ xâm lược, hắn cũng là phát ra từ nội tâm cảm thấy hiếu kỳ. Từ chư vị lão tổ ra tay bố trí cấm chế, tự nhiên có thể sao gối không lo, chỉ bất quá, cho dù những cấm chế này thiên y vô phùng, cũng không khả năng vĩnh viễn áp chế lại giới ấn mảnh vụn. Diệp Trần lắc đầu, tiếng nói không có nửa điểm né tránh, trực tiếp mở miệng nói, đang giống như ta phía trước lời nói, giới ấn mảnh vụn tồn tại, liền vút tổ thân thể tàn phế đều có thể áp chế chấn áp, nó ẩn chứa uy năng, sớm đã đạt đến luân hồi phía trên, cho dù có thể áp chế, cũng vẻn vẹn tạm thời. Nó liền như là một cái có giã tính bản năng giã thú, hôm nay lặng yên không một tiếng động, chỉ là vì lần tiếp theo làm loạn xúc tích lực lượng, một khi tìm đến cơ hội, nó liền sẽ toàn lực phản công, nhất cử thay đổi toàn bộ chiến cuộc, một lần này cực uyên ách nạn, tuyệt đối. Không phải ngẫu nhiên. Diệp Trần tiếng nói, rất nhẹ, không có nửa điểm tài năng lộ rõ. Nhưng, tại chỗ lục vị lão tổ, biểu lộ cùng một thời gian trầm thấp xuống, yên lặng không nói gì. Nếu như là trước đó, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng Diệp Trần mà nói. Thế nhưng là,
bộc phát tại cực uyên ách nạn, bọn hắn tự mình đã trải qua. Nhất là Thánh Quang Thần Tổ Hòa Tu La Ma Tổ. Bọn hắn chỗ sâu cực uyên thâm chỗ, vô cùng minh bạch giới ấn mảnh vụn sức mạnh, cũng cảm thấy một cỗ cảm giác vô lực. Nếu như cực uyên lại lần nữa dẫn phát tai nạn, vô luận là bọn hắn, vẫn là thần ma nhất tộc, đều đưa bất lực tiếp nhận. Diệp Tiểu Hữu, lão phu trong lòng có nhất khốn nghi ngờ, còn xin ngươi thành thật trả lời. Thánh Quang Thần Tổ đột nhiên mở miệng nói. Mời nói, Diệp Trần gật đầu một cái. Lần này cực uyên bộc phát hỗn loạn, truyền thừa chí bảo càng là xuất hiện dị động, nguyên bản ở vào tẩy lễ trong ngũ vị thần tử ma tử, trước tiên liền nhận lấy ảnh hưởng to lớn, ở trong đó, Linh Tú cũng không miễn ở này, nhưng vì cái gì nàng xuất hiện dị biến sẽ như thế mạnh. Liệt, giống như là biến thành người khác như vậy. Còn có, chúng ta rời đi cực uyên sau đó, ngươi tự mình đối mặt với, Linh Tú, rốt cuộc là như thế nào đem hắn cứu vãn trở về. Đoạn thời gian kia đến cùng xảy ra chuyện gì? Thánh Quang Thần Tổ một hơi nói ra nhiều cái vấn đề. Lúc hắn nói chuyện, thần ma nhất tộc chư vị lão tổ, cùng với phía dưới thần Linh Tú, cũng là ném lấy ánh mắt tò mò. Liền Hồ Tôn cũng là như thế. Chuyện này nói đến cũng không phức tạp, Diệp Trần đón nhận ánh mắt của mọi người, sau khi hít sâu một hơi, ngưng thanh đạo, đầu tiên ta muốn chứng minh một điểm, thần ma nhất tộc truyền thừa chí bảo, hắn bản chất là giới ấn mảnh vụn, lời ta nói, không khỏi là xây dựng ở cái này nhất trụ cột phía trên, nếu như chư vị lão. Tổ có chỗ hoài nghi, như vậy câu nói kế tiếp, các người không nghe cũng được. Một lời rơi xuống đất, tiếng nói không kiêu ngạo không tự ti. Sau đó, Diệp Trần vừa mới giải thích nói, giới ấn mảnh vụn thoát thân tại giới ấn, mà giới ấn đến từ một vị diện khác, tồn tại, dù là không có đạt đến hỗn độn ý chí cấp bậc này, cũng là chênh lệch không xa, căn cứ vào ta biết được, giới ấn bản thể ý chí. Chính là một danh hắc biến thành màu đen áo thiếu nữ. Diệp Trần nói chuyện thời điểm, chỗ hữu nhân đô nghe cực kỳ nghiêm túc. Bọn hắn khi thì kinh ngạc nhíu mày, khi thì lạ mặt nghi hoặc, lại không có mở miệng chất vấn, từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm mặc, tinh tế lắng nghe đi qua. Diệp Trần tiếp tục nói, giới ấn bị phân tán thành 33 mai, mỗi một mai giới ấn mảnh vụn nội bộ, đều ẩn chứa một bộ phận hắc phát thiểu nữ ý chí, căn cứ suy đoán của ta, giới ấn mảnh vụn sức mạnh chính là đến từ một bộ phận này ý chí, chính là lực lượng nòng cốt chỗ. Tại thập đại văn minh đem vũ tổ chia 7 đại thân thể tàn phế, phân biệt đặt 7 đại cấm khu, cái này đã vì phân hóa vũ tổ, thêm một bước từng bước xâm chiếm hồng hoang chi địa, cũng là vì nhường vũ tổ thân thể tàn phế cùng giới ấn mảnh vụn ở giữa tạo thành cân bằng, từ đó hạn chế lại sức mạnh hai người. Hồng hoang chi địa tổng cộng có 13 mai giới ấn mảnh vụn, trong đó hai cái, một tại thần ma nhất tộc trong tay, mặt khác một tại vu tộc trong tay, cái này hai cái giới ấn mảnh vụn cũng không vũ tổ thân thể tàn phế áp chế. Sở dĩ để đặt tại hai tộc chính là muốn mượn hai người các ngươi tộc ẩn chứa vũ tổ huyết mạch, biến hướng áp chế lại giới ấn mảnh vụn sức mạnh. Theo thời gian không ngừng trôi qua, giới ấn mảnh vụn tất phải ở vào một loại càng hỗn loạn trạng thái, đến rồi một cái điểm giới hạn nào đó, giới ấn mảnh vụn liền sẽ bạo động, chút xuống ra đại lượng hỗn loạn vặn vẹo khí tức, đem tiếp xúc được hết thảy sự vật đều đồng hóa mất, thậm chí chôn vùi đi. Rất rõ ràng, lần này cực uyên bộc phát ra hỗn loạn, hắn cuối cùng bản chất cũng là bởi vì giới ấn mảnh vụn ở vào điểm tới hạn, từ đó bạo phát một hồi hỗn loạn. Nói đến đây, Diệp Trần ánh mắt trở nên sắc bén, trầm giọng nói, mà cũng chính là thập đại văn minh cao minh chi chỗ, bọn hắn đem giới ấn mảnh vụn để đặt tại hai tộc, lại tạo một cái gọi là truyền thừa chí bảo khái niệm, đã như thế, cho dù giới ấn mảnh vụn bạo phát hỗn loạn, hai người các ngươi tộc cũng sẽ không có hoài nghi, còn có thể toàn lực ứng phó, không tiếc hy sinh trấn áp cái này một hỗn loạn. Kết quả của nó, giới ấn mảnh vụn hỗn loạn có thể chấn áp, thần ma nhất tộc cùng vu tộc thì hội nguyên khí đại thương, vô luận là phương diện nào đi nữa, đều cực kỳ có lợi cho thập đại văn minh thống trị, cái này cũng là vì cái gì, thập đại văn minh chưa có đối với thần ma nhất tộc cùng vu tộc ra tay. Hết tập 279.